Nam nhân này tên là Giang Ngư Nhi, hắn rất may mắn, mang theo hệ thống xuyên không, nhưng cũng rất bất hạnh bởi vì hệ thống này rất lừa đảo. Chỉ cần hắn không ngừng bị đánh mới có thể thăng cấp, không có cách nào, vậy chỉ có thể không ngừng gây sự. Hệ thống không thăng cấp, nhưng cái miệng rẻ tiền ngược lại đã luyện thành thục. Dần dần, Giang Ngư Nhi biến thành một tên cặn bã phế vật mà ai cũng có thể khi dễ. Nơi này là Đông Hoang Nguyên Sơ Thánh Địa, trên diễn võ trường, một đám người đang thảo luận lần thu đồ đệ này. Đồ đệ lần này thất trưởng lão nhận chính là đại mỹ nhân. Nghe đồn nàng đã mấy chục năm không thu đồ đệ. Một đại thúc với cái đầu sáng bóng dự định dùng vẻ ngoài đẹp trai của mình chinh phục thất trưởng lão, khuyên những người còn lại từ bỏ lần tranh tuyển này đi, điều này đã gây ra sự chế giễu từ mọi người. Lúc này Giang Ngư Nhi cũng đi tới diễn võ trường, hắn đã bị quyền đấm cước đá 99 vạn 7000 lần, còn thiếu 1000 lần là có thể thức tỉnh thể chất tiềm long, nhất định phải nghĩ cách chọc giận đám người này đến đánh hắn. Đúng lúc này, một giọng nói mê người cắt đứt suy nghĩ của hắn, thì ra là Lăng Ngữ, mấy ngày trước xương sườn của Giang Ngư Nhi đều bị cô ta đánh gãy. Cô ta hỏi Giang Ngư Nhi đến nơi này làm gì, không phải là muốn bái thất trưởng lão làm sư phụ chứ. Giang Ngư Nhi không để ý tới, nữ nhân này ỷ vào đám chó liếm của cô ta, cứ 2-3 ngày là lại dẫn người tìm đánh hắn. Lần trước nếu không phải bởi vì có hệ thống thì chắc chắn đã bị cô ta đánh chết. Không ngờ hôm nay lại gặp phải, cuối cùng cũng không cần nhẫn nhịn nữa, tiểu đệ của ả thấy Giang Ngư Nhi ngẩn người, muốn đi tới giáo huấn hắn. Giang Ngư Nhi vốn dĩ đã muốn chọc tức bọn chúng, bèn nói mình chính là muốn tham gia tuyển chọn đệ tử. Tên tiểu đệ chó liếm nghe vậy thì lập tức không vui, lần tuyển chọn này Lăng Ngữ sư tỷ nhất định sẽ đạt được, phóng nhãn ngoại môn. Lăng sư tỷ muốn dung mạo có dung mạo, muốn dáng vóc có dáng vóc, là người thích hợp làm đồ đệ của thất trưởng lão nhất, bảo Giang Ngư Nhi mau chóng cút đi. Không ngờ Giang Ngư Nhi lại nói, thất trưởng lão tuyển đồ đệ là tuyển người có thiên phú, chứ không phải tuyển phò, có vóc dáng thì được cái dám gì. Nếu muốn được tuyển nhờ dáng người thì đi tới Ngự Thiện Lâu dưới núi đi, tùy tiện tìm một người cũng hợp hơn Lăng Ngữ. Lăng Ngữ vẫn chưa biết Ngự Thiện Lâu là gì, tiểu đệ ở bên cạnh đã tức điên lên, sau khi hắn ta khẽ nói cho Lăng Ngữ biết, cô ta như bị sét đánh tức giận đến đỏ cả hai mắt. Quả nhiên Lăng Ngữ sau khi nghe thấy hắn so sánh mình với gái điếm trong thanh lâu thì lập tức mất đi lý trí. Giang Ngư Nhi tiếp tục thêm dầu vào lửa, nhắc nhở Lăng Ngữ đừng lại gần hắn. Càng nói như vậy, Lăng Ngữ càng chậm chậm tiến lại gần Giang Ngư Nhi, đột nhiên Giang Ngư Nhi giơ nắm đấm lên. Nắm đấm này không kịp nói trước, trực tiếp đấm vào mồm Lăng Ngữ, đánh cho cô ta không kịp trở tay, sau đó bay lên tường. Đám tiểu đệ chó liếm vô cùng kinh ngạc, lần lượt xông lên xử Giang Ngư Nhi. Khoảnh khắc này Giang Ngư Nhi chờ đợi đã lâu, đám người vừa mắng vừa đánh, còn Giang Ngư Nhi thì đang tính đánh được bao nhiêu cái. Còn 500 cái nữa là có thể kích hoạt thể chất tiềm long rồi, hãy để dông tố đến mạnh hơn đi. Ở một bên khác, thất trưởng lão Hứa Nguyệt xuất hiện, cô ngồi trên lan can hỏi người bị đánh kia là ai. Lão đạo sĩ ở bên cạnh trả lời, hắn là ngoại môn tạp dịch đệ tử Giang Ngư Nhi, là phế vật nổi tiếng ở bên ngoài. Hứa Nguyệt tự mình lẩm bẩm, phế vật sao, 300 năm rồi, những đệ tử thiên tài của ta đã lần lượt ngã xuống, lần này thu nhận một đệ tử phế vật đi, sau đó liền bay về phía quảng trường. Lão đạo sĩ rất bất lực vì không muốn có thêm người vô tội chết thảm, thất trưởng lão đã không thu nhận đồ đệ trong 30 năm rồi, lần này bị buộc thu đồ đệ cũng không biết là phúc hay họa đây. Đúng lúc hắn bị đánh, chuẩn bị thức tỉnh được thể chất tiềm long thì một LOLI đột nhiên xuất hiện bảo bọn chó liếm đang đánh hăng say dừng lại và nói đã có kết quả tuyển chọn đồ đệ. Đám người không tin, thất trưởng lão còn chưa xuất hiện, sao lại có kết quả tuyển chọn đồ đệ rồi cơ chứ, tiểu LOLI ngươi đừng nói linh tinh, tặng ngươi cây kẹo này. Mà tiểu LOLI này trực tiếp không đếm xỉa đến bọn chúng. Đi thẳng đến trước mặt Giang Ngư Nhi, nói với hắn, tiểu tử, ngươi đã được chọn. Giang Ngư Nhi bị sốc đến mức mặt méo mó, đám người cũng tỏ vẻ không tin. Thất trưởng lão danh chấn thánh vực chiến trường, với thân phận và địa vị của mình, bà ai làm sao có thể tuyển chọn một tên phế vật như Giang Ngư Nhi làm đồ đệ được. Lúc này Lăng Ngữ bị ăn một đấm của Giang Ngư Nhi chỉ về phía LOLI và nói, con nhóc kia, ngươi đây là đang bơ bọn ta đấy à? Thất trưởng lão cho dù là kẻ ngốc cũng sẽ không nhận một tên phế vật như Giang Ngư Nhi làm đồ đệ đâu. Lăng Ngữ muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị đánh vào đầu thêm một quyền nữa, đánh đến mặt méo mó, bay ra phía xa xa. Lại nhảy dài dòng, đúng là phiền chết đi được. Lăng Ngữ bị đánh ngã trên mặt đất, mất hết thể diện, cuối cùng đã sử dụng tuyệt chiêu của cô ta. La hét với đám chó liếm của cô ta, ai đánh gãy chân con nhóc này trước thì hôm nay ta sẽ hẹn hò với người đó. Nghe thấy có cơ hội hẹn hò cùng nữ thần, hơn nữa còn là buổi tối, đám chó liếm hưng phấn như thể được tiêm máu gà. Dưới sự khích lệ của Lăng Ngữ, đám chó liếm lần lượt xông tới chỗ tiểu LOLI, đây đều là do ngươi tự chuốc lấy, đừng trách bọn thúc ra tay tàn nhẫn. Đúng vào lúc này, Giang Ngư Nhi chắn trước mặt tiểu LOLI, muốn động vào cô ấy thì phải bước qua xác ta trước đã, nhưng tiểu LOLI không hề nể tình. Giang Ngư Nhi ngoài mặt là bảo vệ tiểu LOLI, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, chỉ cần bị đánh thêm một lần nữa thì sẽ có thể kích hoạt thể chất tiềm long rồi, hắn sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Mà mọi người lại tưởng rằng hắn muốn anh hùng cứu mỹ nhân, vậy thì thành toàn cho hắn vậy. Giang Ngư Nhi nhắm mắt lại, anh Dũng đứng trước mặt Hứa Nguyệt không hề động đậy. Hứa Nguyệt bèn nghĩ, tên tiểu tử này mặc dù là một tên yếu đuối, nhưng nội tâm không hề xấu, lần này ta lời to rồi.
Hứa Nguyệt đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của Giang Ngư Nhi, chỉ nghe bùng một tiếng, luồng khí mạnh mẽ đánh bay đám lãi nhãi. Hứa Nguyệt tự lẩm bẩm, đồ nhi của ta, các người cũng có thể chạm vào sao? Lăng Ngữ Ngã ở một bên cũng vô cùng kinh ngạc, chỉ một chiêu mà đã đánh bay tất cả mọi người, quá mạnh rồi. Mà Giang Ngư Nhi đang chờ đợi bị đánh, đợi cả nửa ngày cũng không đợi được gì, hoang mang mở mắt ra, nhìn thấy cảnh trước mặt hắn cũng vô cùng sững sờ. Cái gì thế này, sao bọn chúng đều bị đánh cho nằm la liệt rồi, chẳng lẽ là lo cô ta làm, cô gái này cũng quá bạo lực rồi. Đúng vào lúc này đội trưởng của tuần phòng vệ đội xuất hiện, hét lớn, là kẻ nào dám làm loạn ở đây. Lăng Ngữ nhân cơ hội cáo trạng, chỉ nói, chính là tiểu nha đầu kia đang làm loạn, không chỉ giả mạo lệnh của thất trưởng lão, hơn nữa còn không rõ trắng đen mà động thủ với bọn ta. Đội trưởng nghe xong liền nhìn về phía cô nhóc mà Lăng Ngữ chỉ, đúng là không nhỉ không biết, nhìn liền bị dọa cho một phen, sau đó dẫn người tiến về phía trước. Lăng Ngữ còn tưởng rằng tiểu nha đầu hôm nay xong đời rồi, nhưng khiến tất cả mọi người kinh ngạc đó là, người của đội hộ vệ đều quỳ một chân xuống đất và nói, ti chức tham kiến thất trưởng lão. Khi mọi người vẫn còn đang ngơ ngác, đội trưởng đội hộ vệ lập tức hét lên, còn ngây ra đó làm gì, còn không mau quỳ xuống, đám người lẩy ba lẩy bảy quỳ xuống. Lăng Ngữ hồn bay phách lạc tự lẩm bẩn, sao có thể, cô ta rõ ràng chỉ là một tiểu nha đầu, sao có thể là thất trưởng lão được. Đội trưởng đội hộ vệ lập tức nổi nóng, chỉ là một đệ tử ngoại môn mà lại dám ô nhục thất trưởng lão, xem ra là muốn tìm cái chết, nói rồi chuẩn bị rút đao ra. Lăng Ngữ nào đã thấy qua trận đánh như vậy, bị dọa cho lập tức quỳ xuống cúi đầu nhận sai, thậm chí còn muốn tự giới thiệu bản thân. Nào ngờ còn chưa nói hết tên đã bị thất trưởng lão cắt ngang, nói không có hứng thú với tên của cô ta. Lăng Ngữ như bị sét đánh, đến cả tên cũng lười muốn biết. Thất trưởng lão Hứa Nguyệt không hề quan tâm tới Lăng Ngữ, trực tiếp gọi Giang Ngư Nhi. Giang Ngư Nhi lập tức trả lời, trong lòng lại đang nghĩ, chẳng lẽ là muốn phạt hắn vì chuyện vừa nãy ư? Ai ngờ lại nghe được Hứa Nguyệt trưởng lão nói, từ nay về sau, ngươi chính là đồ nhi của ta, đi theo ta. Giang Ngư Nhi thầm nghĩ, mặc dù có một loli không có sư phụ bảo vệ thì tốt thật, nhưng đối với người được trời chọn có hệ thống gia trì như Giang Ngư Nhi mà nói, hình như cũng không cần thiết lắm. Vì vậy, hắn liền từ chối Hứa Nguyệt. Hứa Nguyệt nghĩ một lúc, cũng tốt, xem như tha mạng cho một người vô tội, liền thành toàn cho Giang Ngư Nhi, quay người chuẩn bị rời đi. Đám người ở một bên vô cùng kinh ngạc, tên Giang Ngư Nhi này vậy mà lại từ chối thất trưởng lão, không chỉ là tên phế vật mà còn là tên mất não. Có điều, nghe nói thất trưởng lão mang danh đánh người rất tàn nhẫn, tên tiểu tử này có lẽ biết mình là phế vật, sợ bị đánh phế nên mới không dám bái sư. Nghe thấy đánh người tàn nhẫn, hai mắt Giang Ngư Nhi lập tức sáng bừng, với thực lực của thất trưởng lão, đánh hắn một quyền ước chừng bằng 100 quyền của người thường. Nếu như trở thành đệ tử của cô ta, mỗi ngày rảnh rỗi không có gì làm, chọc tức cô ta, ăn đánh vài cái, vậy chẳng phải là lời to rồi sao? Nghĩ rồi, hắn lập tức không biết xấu hổ gọi Hứa Nguyệt, sư phụ, đợi ta với. Sau đó quỳ trượt nước rút 100m, ổn định dừng lại dưới chân Hứa Nguyệt. Hứa Nguyệt cũng bị tên tiểu tử này làm cho ngơ ngác, sau đó Giang Ngư Nhi lập tức ôm lấy đôi chân dài của Hứa Nguyệt nói. Sư phụ xin đừng vội đi, về chuyện thu đồ đệ này, ta cảm thấy có thể thương lượng thêm. Hứa Nguyệt hoang mang, không phải ngươi không đồng ý sao, hơn nữa vừa rồi ngươi cũng đã nghe thấy, ta rất nghiêm khắc với đồ đệ, đánh người cũng vô cùng tàn nhẫn. Giang Ngư Nhi ôm đôi chân thon dài nói, vậy không phải trùng hợp rồi sao, ta từ trước đến nay đều rất nghiêm khắc với chính mình. Hai sư trò chúng ta, quả thực là duyên trời tác hợp, tuyệt đại song kiêu, cử thế vô song. Nghe thấy Giang Ngư Nhi ăn nói làm nhảm, Hứa Nguyệt cảm thấy tên tiểu tử này cũng khá thú vị. Sau đó liền nắm lấy tóc của Giang Ngư Nhi, xách hắn bay lên trời. Giang Ngư Nhi lần đầu được bay cảm thấy vừa hưng phấn vừa lo lắng, chỉ để lại một đám người ở dưới điên cuồng bóc phốt. Lăng Ngữ chậm chậm đứng dậy, thầm oán hận. Giang Ngư Nhi, hôm nay ngươi dám sỉ nhục ta, ta nhất định tìm ngươi đòi cả vốn lẫn lãi. Đúng lúc cô ta đang chuẩn bị tức giận rời đi, một bóng đen đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy bộ dạng, tính cách, thể chất, cảnh ngộ của Lăng Ngữ đều phù hợp yêu cầu, liền chọn cô ta. Lúc này Lăng Ngữ đột nhiên nghe thấy một giọng nói mê hoặc, tiểu cô nương, ngươi có muốn tiến vào nội môn không? Lăng Ngữ bị dọa cho một phen, vội vàng hỏi ngươi là ai? Chỉ thấy bóng dáng thần bí truyền tới một giọng nói yếu ớt, ta là người có thể giúp ngươi tiến vào nội môn. Hơn nữa ta còn có thể giúp ngươi giết chết tên Giang Ngư Nhi kia, chỉ cần hoàn thành một giao dịch. Sau khi nghe xong nội dung giao dịch, Lăng Ngữ vô ý thức ngạc nhiên kêu lên, cái gì, ngươi muốn giết thất? Người thần bí lập tức ngắt lời cô ta, rồi dặn dò, không lâu nữa, người của nội môn sẽ tới đón ngươi đi, nhớ kỹ ước định của chúng ta, không được nói với ai bí mật này, nếu không sẽ chết. Nói xong liền biến mất, Lăng Ngữ thấy có cơ hội, thầm thề nhất định sẽ lấy lại danh dự ngày hôm nay. Ở một bên khác tại Nguyên Sơ Thánh Địa Thánh Điện, một thân hình gợi cảm nằm trên thánh vị, nghe nữ tử bên dưới bẩm báo chuyện vừa diễn ra ở diễn võ trường. Người con gái này chính Quan Dưỡng Vân, người hầu của thánh chủ. Chỉ thấy cô ta bẩm báo, thánh chủ, thất trưởng lão đã 30 năm không thu nhận đồ đệ, lần này bị ngài ép phải nhận đồ đệ, lại cố ý nhận đại một tên phế vật, đây rõ ràng là đang khiêu chiến với ngài. Thánh chủ Lạc Vi bộ dạng uể oải đáp, biết rồi. Sau đó đưa bàn tay ra, chỉ nghe một tiếng vút, một ánh sáng màu vào bắn ra, bụp một cái, một lệnh bài liền rơi vào tay Quan Dưỡng Vân. Đồng thời bên tai truyền đến tiếng của Lạc Vi, truyền lệnh của thánh chủ, trong thời hạn 3 tháng hủy bỏ quyền dùng thuốc của Hứa Nguyệt.
Mệnh lệnh vừa mới được truyền đi, Lạc Phi liền nghĩ, muội muội đừng trách tỷ tỷ nhẫn tâm, dù sao chỉ có đồ đệ của ngươi mới có thể mở ra bí cảnh đó. Tại bí cảnh Bắc Sơn, một luồng ánh sáng lướt nhanh qua, sau đó đáp trên quảng trường, chính là Hứa Nguyệt và đồ đệ Giang Ngư Nhi mà cô vừa thu nhận. Giang Ngư Nhi đi đến một môi trường mới liền nhìn quanh bốn phía, nơi ở của nội tông trưởng lão quả nhiên xa hoa, so với túp lều tranh của ta thì chênh lệch quá nhiều. Lúc này, đạo sĩ lão Oai đi đến nghênh đón, ôi mẹ ơi, tiểu thư cô cuối cùng cũng trở về rồi. Hứa Nguyệt liền giới thiệu với lão Oai, đây là Giang Ngư Nhi, sau này sẽ là công tử của bí cảnh Bắc Sơn, ngươi nói với hắn về quy tắc ở đây, sau đó. Còn chưa nói xong, lão Oai bèn ngắt lời cô, hai tiểu thư, trước tiên đừng nói đến hắn, cái người tên Quan Dưỡng Vân kia đến đây, tự xưng mình là người hầu của thánh chủ, nói muốn truyền đạt lệnh của thánh chủ. Đúng vào lúc này, một giọng nói vang lên, thất trưởng lão, thánh chủ có lệnh, hủy bỏ quyền dùng thuốc trong 3 tháng của ngươi. Hứa Nguyệt lạnh lùng đáp, biết rồi, sau đó quay người rời đi. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra các ngươi cuối cùng cũng chịu đủ rồi, cũng tốt, bởi vì ta cũng chịu đủ rồi. Quan Dưỡng Vân hoang mang, sao cô ta lại không có chút phản ứng gì, nghe thấy tin dừng thuốc không phải nên kích động tức giận sao? Lúc này lão Oai không nhịn được nói, tiểu nha đầu, ngươi không phải gây chuyện đúng không? Yêm môn đại tiểu thư lúc trước là vì tông môn mới bị thương, trong 30 năm nay đã gặp phải bao nhiêu chuyện lớn, bây giờ các ngươi lại muốn dừng thuốc. Giang Ngư Nhi nghe xong mới hiểu, hóa ra thất trưởng lão bị trọng thương, chẳng trách bên ngoài lại đồn cô ấy 30 năm không nhận đồ đệ. Quan Dưỡng Vân lại nói, chuyện này cũng không thể trách thánh chủ, muốn trách cũng chỉ có thể trách thất trưởng lão đã thu nhận một tên đồ đệ phế vật. Giang Ngư Nhi nghe được lời này, lập tức tăng huyết áp, nan ý, là bởi vì ta, liên quan gì tới ta. Quan Dưỡng Vân quay người chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn không quên sỉ nhục Giang Ngư Nhi, một chút linh khí trên người cũng không có, quả nhiên là phế vật. Giang Ngư Nhi lập tức hiểu ra, người này là đến để khiêu khích, nếu như để cô ta đánh vài cái, vậy thì thể chất tiềm long của ta có lẽ sẽ được thức tỉnh nhỉ, ha ha. Ngươi đứng lại cho ta, Giang Ngư Nhi lạnh lùng gọi Quan Dưỡng Vân đứng lại, nếu ngươi cảm thấy ta là phế vật, vậy ngươi có dám đánh với ta một trận không? Quan Dưỡng Vân kinh ngạc đáp, tên phế vật nhà ngươi lại dám khiêu chiến với ta. Chẳng lẽ ngươi tưởng rằng trở thành đồ đệ của thất trưởng lão thì không ai dám chọc ngươi nữa à? Một trận đại chiến, à không, có lẽ là bị đánh sắp diễn ra. Nhìn thấy Giang Ngư Nhi dũng cảm bước ra, nội tâm Hứa Nguyệt khẽ lay động. Lão Oai khẽ nhắc nhở Giang Ngư Nhi, người đàn bà trước mặt chính là thị nữ của thánh chủ, địa vị không giống người bình thường, ngươi trêu chọc cô ta, thất trưởng lão cũng không giúp được ngươi. Ai ngờ Giang Ngư Nhi lại đầy chính nghĩa hét lớn, ngươi không cần khuyên ta, con ả này sỉ nhục ta thì thôi đi, lại còn dám sỉ nhục sư tôn, không thể nhịn được. Tục ngữ có câu, một ngày sư tôn, không đúng, một ngày là thầy cả đời là thầy, ta thân là đệ tử tất nhiên phải bảo vệ tôn nghiêm của sư tôn, cho dù là có phải chết. Lời này khiến lão Oai vô cùng kinh ngạc, tiểu tử này nói thật hay đùa vậy. Nhưng trong lòng Giang Ngư Nhi lại nghĩ, lần này không chỉ thức tỉnh thể chất tiềm long mà còn có thể khiến thất trưởng lão nợ ta một ân tình, lần mua bán này thật sự không lỗ. Nghe thấy những lời nực cười như vậy, Quan Dưỡng Vân khịt mũi coi thường, một tên phế vật như ngươi mà cũng bảo vệ tôn nghiêm của người khác sao? Ngươi xứng à? Giang Ngư Nhi tiếp tục đổ thêm dầu, xứng hay không, ngươi thử rồi sẽ biết. Tới đi, đừng nói ta bắt nạt con gái, ta cho ngươi xuất chiếu trước. Quan Dưỡng Vân thở hổn hển, bay về phía Giang Ngư Nhi, nếu ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi, rồi một chân đá vào mặt Giang Ngư Nhi. Chỉ nghe một tiếng bịch, Giang Ngư Nhi bay đi như một quả bóng ra. Lão Oai nhìn Giang Ngư Nhi bị đánh bay, ngây ngốc nói, thôi xong rồi, quay người lại nói với Hứa Nguyệt, tiểu thư. Hứa Nguyệt lại nói, không sao đâu, thực lực của Ngư Nhi bình thường, miệng lại không ngừng trêu chọc người, ăn chút hành đối với hắn cũng không có gì xấu. Sau khi một chân đá bay ra Ngư Nhi, Quan Dưỡng Vân khinh miệt nói, tu vi luyện khí tầng 1 cũng dám khiêu chiến ta, nể mặt thất trưởng lão, hôm nay tha ngươi một mạng, còn có lần sau, đừng trách ta. Lúc này, đột nhiên có một giọng nói truyền đến từ trong đống hoang tàn, lần này còn chưa xong, sao đã nói đến lần sau rồi. Dưới một kích vừa rồi, hệ thống lừa đảo này cuối cùng đã kích hoạt xong thể chất tiềm long của Giang Ngư Nhi, hắn bây giờ đã có sự thay đổi về thể chất. Hứa Nguyệt cũng cảm nhận được Giang Ngư Nhi lúc này có chút không như lúc trước. Nhìn thấy Giang Ngư Nhi vẫn có thể đứng dậy, Quan Dưỡng Vân muốn một lần nữa đánh cho hắn ngã gục. Lúc này Giang Ngư Nhi cũng đã tập hợp linh khí ở dưới lòng bàn chân và tiếp chiêu. Hai đòn gặp nhau, sau đó chỉ nghe thấy tiếng xương gãy. Quan Dưỡng Vân khó lòng mà tin được, cuộc đối đầu như vậy mình lại là người thua. Sau đó bị Giang Ngư Nhi một chân đá vào mồm, bay ra ngoài, tạo ra một loạt hố lớn trên mặt đất. Nhìn thấy Quan Dưỡng Vân nằm gục trên mặt đất, Giang Ngư Nhi châm biếm, bị một phế vật luyện khí tầng 1 như ta đánh bại, có xương không? Nội tâm Quan Dưỡng Vân vô cùng sốc, ta đã là luyện khí đỉnh phong, sao có thể thua được, sau đó liền bất tỉnh. Lúc này nội tâm Giang Ngư Nhi vô cùng phấn khởi, không ngờ vừa mới bái sư đã kích hoạt được thể chất tiềm long, sư phụ này bái thật đáng. Hắn lập tức mở hệ thống ra, kiểm tra trình độ sức mạnh của mình. Hệ thống hiển thị, thể chất tiềm long đã được kích hoạt, năng lực là luyện khí cảnh vô địch. Như vậy cũng quá lợi hại rồi, không uổng công ta chịu nhiều đòn hiểm như vậy. Nghe nói đệ tử ưu tú nhất tông môn Mục Trần Cương cũng chỉ có luyện khí đỉnh phong, vậy không phải là ta là vô địch trong toàn bộ đệ tử tại Nguyên Sơ Thánh Địa sao?
người đàn ông này thành công thức tỉnh thể chất siêu cấp, lập tức từ phế vật trở thành thiên tài. Điều này có được là do cái miệng hỗn và bị đánh. Nghĩ tới những đau khổ khi bị đánh trong năm nay và sự bá đạo của thể chất tiềm long, Giang Ngư Nhi vừa khóc vừa cười. Đến nỗi lão oai nghi ngờ có phải hắn bị bệnh về tinh thần không. Lúc này một giọng nói lạnh lùng truyền đến, Giang Ngư Nhi. Hóa ra là Hứa Nguyệt. Giang Ngư Nhi lập tức cúi người đáp, sư phụ, người xem ta một chiêu đã đem quan. Nói được nửa câu, Giang Ngư Nhi đột nhiên cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn. Sắc mặt của Hứa Nguyệt lạnh lùng một cách lạ thường. Cô lạnh lùng hỏi, Giang Ngư Nhi, ngươi vậy mà lại che giấu thực lực. Giang Ngư Nhi lập tức đổ mồ hôi lạnh, lắp bắp nói, cái này, sư phụ, người nghe ta giải thích, thực ra, ta vừa mới đột phá. Còn chưa nói xong, bốp một cái đã đánh vào mặt. Hệ thống lừa đảo này lập tức nhắc nhở, độ thành thạo thể chất tiềm long 38%. Sau đó Hứa Nguyệt lại dùng đấm một quyền, suýt nữa đánh bay cả răng, vừa đánh vừa mắng. Nghịch đồ nhà ngươi, ngươi có biết tại sao ta lại nhận ngươi làm đồ đệ không? Là bởi vì ngươi là một tên phế vật. Rồi lại một cước đá bay, không ngờ ngươi lại là thiên tài. Hứa Nguyệt càng đánh càng hăng, lão oai ở bên cạnh toát mồ hôi hột. Công tử, ngươi đừng trách tiểu thư, cô ấy là sợ ngươi chết nên mới kích động như vậy. Lúc này Giang Ngư Nhi mặt mũi bầm dập ôm lấy chân Hứa Nguyệt nói, sư phụ, người nguôi giận rồi chứ, người ra tay nặng quá, cơ thể ta có chút không trụ nổi rồi, có thể cho ta nghỉ chút rồi tiếp tục không? Lúc này một hình bát quái xuất hiện trong tay Hứa Nguyệt. Ta ghét nhất người khác lừa mình, nếu ngươi đã không phải phế vật vậy thì ta sẽ đánh cho ngươi thành phế vật. Nói xong liền đánh vào ngực Giang Ngư Nhi, nhưng trong lòng lại nghĩ, Ngư Nhi, ta xin lỗi, nhưng biến thành phế vật vẫn tốt hơn là đi bán muối. Giang Ngư Nhi bị dọa đến đái ra quần, sư phụ, người làm thật à? Chỉ thấy một hình bát quái xuyên qua ngực Giang Ngư Nhi. Cũng đúng vào lúc này, mức độ thông thạo thể chất tiềm long đạt 100%. Cơ thể Giang Ngư Nhi ngay lập tức tràn đầy năng lượng mạnh mẽ dị thường. Cỗ năng lượng này tràn ra xuyên qua cơ thể Hứa Nguyệt, khiến cô cũng bắt đầu khó chịu lạ thường, cơ thể không ngừng co giật. Quả cầu năng lượng ngày càng lớn, sau đó bùng một tiếng nổ tung. Người đàn ông này bị hành hung một trận, mức độ thông thạo thể chất tiềm long đạt 100%, năng lượng dị thường trong cơ thể tràn ra ngoài. Hứa Nguyệt sau khi chịu tác động của năng lượng, vậy mà lại khôi phục được chân thân, cô tự lẩm bẩm, vừa rồi là năng lượng của Giang Ngư Nhi, đã gợi lên một luồng linh lực khó hiểu trong cơ thể ta, lẽ nào sự khôi phục của ta có liên quan đến Giang Ngư Nhi? Lúc này, Giang Ngư Nhi cũng chậm rãi đứng dậy, nhìn Hứa Nguyệt trước mặt, wow, sư phụ lớn rồi, hơn nữa vẫn là màu trắng. Hứa Nguyệt mặt đầy bối rối, cái gì màu trắng? Cô đột nhiên hiểu ra, sau đó lại tay đấm chân đạp Giang Ngư Nhi nói, ngươi đã nhìn thấy gì? Giang Ngư Nhi sắp tàn phế lập tức trả lời, chưa nhìn thấy gì cả. Hứa Nguyệt nhìn thấy Giang Ngư Nhi bị đánh thành như vậy, cũng chút giận xương xương rồi, bèn quay người rời đi. Giang Ngư Nhi nghĩ trong lòng, sư phụ này tuyệt đối là một nữ ma đầu, đánh ta còn tàn nhẫn hơn Lăng Ngữ nữa. Trước khi đi, Hứa Nguyệt nói lão oai, đem những dược liệu còn tồn trong kho đưa hết cho Giang Ngư Nhi dùng, ta muốn hắn ngày mai phải sinh khí rồi rào xuất hiện ở đây. Lão oai nghe thấy phải dùng tới dược liệu trong kho, lập tức kinh ngạc, tiểu thư, tông môn đã ra lệnh dừng thuốc với người rồi, nếu như đem toàn bộ dược liệu cấp cho công tử, vậy thì người phải làm sao? Hứa Nguyệt trả lời, chuyện này cứ nghe ta đi. Nhưng trong lòng lại đang nghĩ, cỗ năng lượng trong cơ thể Giang Ngư Nhi vậy mà lại có thể giúp ta khôi phục chân thân. Nếu ta có thể làm ra nguyên nhân, nói không chừng sau này sẽ không cần phải dùng dược nữa. Giang Ngư Nhi nghe thấy đem tất cả thuốc đều cho hắn dùng, nội tâm vô cùng cảm động. Sư phụ quả nhiên là yêu ta cũng yêu màu trắng, à không, ta cũng yêu sư phụ. Đào Châu bí cảnh, nhị trưởng lão Liên Hàng nghe thấy tông môn xử phạt dừng thuốc với thất trưởng lão, lập tức phân phó đệ tử Kỳ Vân cùng đi gặp Hứa Nguyệt. Ở một bên khác, Nghiêm Sơn bí cảnh, tứ trưởng lão Phiên Tử cũng đã nhận được tin tức, bàn luận với đệ tử Tĩnh Thu Thủy. Hứa Nguyệt này, ỷ vào công lao đã lập cho tông môn mà hành động không kiêng nể gì cả, đến ngay cả thị nữ của tông chủ cũng dám đánh, ta thật muốn xem chuyện này sẽ xử lý thế nào. Tại Linh Tiêm bí cảnh, Lục trưởng lão Chu Á vừa mới cùng đệ tử Mục Trần Cương tu luyện xong, chậm chậm đứng dậy khỏi giường, miệng nói, 30 năm trước Hứa Nguyệt bị thương, công lực giảm đi, thân hình càng ngày càng giống như một đứa trẻ, ta thật sự muốn xem, một khi tông môn dừng thuốc, cô ta có biến thành trẻ con hay không. Nói xong liền phát ra tiếng cười khanh khách như chuông bạc, sau đó lại nói với Mục Trần Cương, nào, giúp vi sư mang giày, ta phải tới Bắc Sơn bí cảnh xem thử xem. Tuân lệnh, Mục Trần Cương lập tức tiến đến hầu hạ. Tại Bắc Sơn bí cảnh, Giang Ngư Nhi dựa vào thể chất tiềm long mạnh mẽ, cộng thêm linh dược của Hứa Nguyệt, chỉ trong một đêm vết thương đã khỏi. Nhưng lúc này hắn lại nghĩ, độ thuần thục thể chất đã đạt đến 100% rồi, tiếp theo phải làm thế nào mới có thể đột phá? Lẽ nào còn phải tiếp tục bị đánh? Đúng vào lúc này, vù một tiếng, một luồng ánh sáng xanh bay tới. Hóa ra là Liên Hà và đệ tử Kỳ Vân đã tới. Hứa Nguyệt từ trên không trung bay tới hỏi, nhị tỷ, sao tỷ lại tới đây? Nhìn thấy Hứa Nguyệt đã biến lớn trở lại, Liên Hà có hơi kinh ngạc. Hứa Nguyệt có thể nhìn ra sự nghi hoặc của cô ta, lập tức nói, chỉ là tạm thời khôi phục. Liên Hà nghe xong thất vọng đáp, hóa ra chỉ là tạm thời. Sau đó phân phó cho Kỳ Vân đi lên phía trước rồi nói với Hứa Nguyệt, ta nghe nói thánh chủ đã dừng thuốc của muội nên ta đã gấp rút luyện một ít cho muội. Biểu cảm của Hứa Nguyệt có hơi cứng đờ, đây là đan dược sư tỷ gấp rút luyện được sao? Đúng vậy, sợ chậm trễ tình trạng vết thương của muội đó.
Hứa Nguyệt lắp bắp nói, cái đó, ta thấy, không cần đâu. Nghe thấy nhị trưởng lão tới tặng thuốc, lão oai liền toát mồ hôi lạnh, nghĩ thầm, nhị cô nương này nổi tiếng là qua loa. Tuy rằng luyện đan rất lợi hại, nhưng luôn xảy ra lỗi, lần trước ta đã ăn một viên chú nhan đan, suýt chút nữa là đi đời luôn rồi. Nhớ năm đó ta cũng từng rất phong nhã hào hoa, cũng là một tuyệt sắc mỹ nam. Nhìn Hứa Nguyệt mặt mày ngại ngùng, Hà Liên hỏi, thất muội, muội đang chê đan dược của nhị tỷ sao? Đan dược này là do ta dụng tâm luyện chế đó. Đúng lúc Hứa Nguyệt đang nghĩ làm thế nào để qua loa cho có, thì đột nhiên nhìn thấy Giang Ngư Nhi đang mắt sáng ngời, một ý tưởng bỗng xuất hiện, cô quay người lại gọi, Giang Ngư Nhi, ngươi qua đây. Giang Ngư Nhi lập tức háo hức chạy tới, chỉ thấy Hứa Nguyệt nói, hôm qua vi sư ra tay với người hơi nặng, làm người bị trọng thương, chỗ đan dược này ngươi ăn đi. Như vậy khiến cho Giang Ngư Nhi cảm động phát khóc, bê một đống đan dược, vui mừng không ngớt. Hà Liên còn muốn khuyên ngăn, Hứa Nguyệt lập tức lộ ra vẻ mặt tối sầm, nói với Giang Ngư Nhi, còn không mau ăn đi, không được để thừa lại viên nào. Nghe thấy sư phụ đã nói như vậy, Giang Ngư Nhi đem toàn bộ đan dược cho hết vào miệng, lão oai nhìn thấy thì bị dọa một phen. Công tử, ngươi ăn như vậy sợ là sẽ chết đấy. Giang Ngư Nhi nuốt một miệng đầy đan dược Hà Liên đưa tới, trong lòng thầm cảm thán, đây đâu phải là đan dược, rõ ràng là tình yêu sư tôn dành cho ta. Hà Liên nhìn thấy Giang Ngư Nhi cảm động đến nước mắt giàn giụa thì nói với hắn, thế nào? Đan dược mà ta luyện chế ngon không? Ừm, đan dược này. Còn chưa nói xong, Giang Ngư Nhi đột nhiên cảm thấy có gì đó cực kỳ không đúng, lúc này hệ thống cũng bắt đầu báo động. Giang Ngư Nhi mặt mày méo mó, cả người co giật, nói một cách đứt quãng, đan dược này, hình như có độc, nói xong liền đùng đoàng ngã xuống đất. Mọi người đều mặt mày sửng sốt, Hà Liên khó có thể tin được, lẩm bẩm nói, không thể nào, đan dược mà ta luyện ở cả thánh địa đều là tiếng lành đồn xa, sao có thể có độc được. Nói xong liền quay lại nhìn đám người Hứa Nguyệt, này, các người đều đã từng dùng đan dược của ta, các ngươi nói xem, đan dược mà ta luyện chế có độc không? Mấy người lắp bắp trả lời, không có. Sau đó nói với Giang Ngư Nhi đang nằm trên mặt đất, nghe thấy chưa? Mọi người đều nói không có độc, tên tiểu tử ngươi sao lại dám ăn không nói có vu khống ta? Giang Ngư Nhi lẩy ba lẩy bẩy trả lời, ta đâu có vu khống, ngươi không thấy ta trúng độc sắp chết rồi sao? Nhìn thấy Giang Ngư Nhi như vậy, Hà Liên cảm thấy hắn nói hình như cũng khá có lý, nhân tiện ngồi xổm xuống hỏi Giang Ngư Nhi. Nhưng đan dược của ta không thể nào có vấn đề được, sao ngươi lại xuất hiện triệu chứng như vậy? Nói rồi liền nắm lấy đầu Giang Ngư Nhi để kiểm tra, lẽ nào là do tu vi của ngươi quá thấp, ăn quá nhiều đan dược, dẫn tới việc không thể tiêu hóa được hết dược hiệu. Giang Ngư Nhi nói năng ậm ờ, ngươi đừng nghiên cứu nữa, cứu ta trước đi rồi tính. Đột nhiên, trước mắt bỗng xuất hiện một màu xanh. Wow, sư phụ là màu trắng, còn nhị trưởng lão là màu xanh, nhưng mà đáng tiếc, độ ít quá. Hà Liên đang nghiêm túc suy nghĩ đột nhiên nghe thấy quá ít gì đó, chợt nảy ra ý tưởng, đúng rồi, không phải là ăn quá nhiều, mà là ăn quá ít, thất muội nói hôm qua ngươi bị trọng thương, bệnh nặng phải uống thuốc mạnh, cho nên, ngươi chỉ cần ăn thêm một ít đan dược của ta thì sẽ khỏi ngay. Những từ ngữ này vừa được thốt ra, trực tiếp dọa cho Giang Ngư Nhi mất luôn hồn. Nói rồi, Hà Liên lôi ra một cái hũ lớn, bắt đầu chuốc thuốc vào miệng Giang Ngư Nhi. Giang Ngư Nhi kêu lên, đừng mà, nhị trưởng lão, ta chịu không nổi đâu. Một tay đưa ra về hướng Hứa Nguyệt, sư tôn, cứu ta với, nếu người còn không ra tay thì sẽ mất đi đồ đệ bảo bối đấy. Thế nhưng Hứa Nguyệt và lão oai đều ở một bên ngoảnh mặt làm thinh, không để ý đến hắn. Người đàn ông này bị người khác chúc đan dược, hét lớn cầu cứu nhưng lại bị ngoảnh mặt làm thinh. Lão oai ở bên cạnh nghi hoặc nói, tiểu thư, người không cứu công tử sao? Nhị cô nương cho hắn ăn nhiều đan dược như vậy, công tử sẽ không sao chứ? Hứa Nguyệt thản nhiên nói, từ sau khi trải qua chuyện năm đó, nhị tỷ làm việc vẫn luôn qua loa, nhưng trong lòng cô ấy vẫn luôn có điểm dừng, số đan dược đó tuy rằng tác dụng phụ rất lớn nhưng không gây nguy hiểm tới tính mạng. Lão oai than thở, tiểu thư và nhị cô nương đều là người mệnh khổ. Một bên khác, Giang Ngư Nhi đã từ bỏ dãy dụa, buồn từ trong tim, vậy nên, sư tôn, tình yêu cứ như vậy biếm mất sao? Không ngờ rằng Giang Ngư Nhi ta ở dị giới quát tháo 3 năm không bị người khác đánh chết mà lại bị hạ độc chết. Đột nhiên, hệ thống phát ra một tiếng tinh, độ thuần thục thể chất tiềm long đạt 100%, bắt đầu kích hoạt năng lượng tiềm long. Bởi vì sử dụng đan dược không phù hợp, đạt được 38 điểm năng lượng tiềm long, trước mắt điểm năng lượng tiềm long là 38. Nghe thấy tiếng của hệ thống, trong lòng Giang Ngư Nhi vô cùng kinh ngạc, hệ thống vậy mà lại mở công năng mới. Giây phút đó, sự đau khổ mà đan dược đem lại cho hắn cũng đã biến mất. Nội tâm vô cùng vui sướng, không ngờ đan dược của nhị trưởng lão lại giúp hệ thống đột phá, đây đâu phải là thuốc độc, rõ ràng là tiên đan mà. Ngay lập tức lưng không còn đau nữa, cơ thể cũng trở nên có sức lực, lập tức bảo nhị trưởng lão dừng tay. Hà Liên còn tưởng hắn chê bai đan dược của cô ta, không ngờ Giang Ngư Nhi lại nói, ta đúng là chê, nhưng mà là chê quá ít, ta chưa từng được ăn đan dược nào tốt như vậy, người nhất định phải cho ta nhiều thêm. Lão oai ở bên cạnh nghe thấy lời này thì bị dọa cho một phen, không phải công tử uống quá nhiều thuốc nên phát ngốc luôn đấy chứ. Nhưng Hứa Nguyệt lại thầm nghĩ, phong cách hành sự của tên đồ đệ này đúng thật là khó lường, thú vị đấy. Hà Liên cảm động đến rơi nước mắt, nhiều năm như vậy rồi.
cuối cùng cũng có người cảm nhận được sức hút từ đan dược của ta, đúng là gặp được bạn tâm giao rồi, vừa nức nở vừa nói, Giang Ngư Nhi, cả thánh địa này chỉ có ngươi là có mắt nhìn. Nói rồi liền kéo Giang Ngư Nhi đi ăn đan dược trong kho của cô ta. Giang Ngư Nhi vừa đi còn không quên vừa nhắc nhở, nhị trưởng lão, nhu cầu của ta rất lớn, người phải. Đúng vào lúc này một tiếng rền vang cắt ngang mọi người, một nữ tử đẹp như thiên thần xuất hiện trên đầu mọi người, người đến chính là thánh chủ của Nguyên Sơ Thánh Điện, Lạc Vi. Giang Ngư Nhi vẫn còn đang vọng tưởng, lẽ nào là biết được thân phận thiên tài của ta nên tới bắt ta sao? Ai ngờ Lạc Vi vừa xuất hiện liền hội tụ linh lực tại lòng bàn tay, nghiêm nghị nói với Hứa Nguyệt, quỳ xuống cho ta. Dùng linh lực mạnh mẽ dồn ép Hứa Nguyệt quỳ xuống mặt đất, sau đó nói, ngươi không chỉ làm trái ý bổn cung, còn đả thương thị nữ của bổn cung, đúng là càng ngày càng làm càn. Hứa Nguyệt chịu đựng sức ép cực lớn nhưng lại kiên định nói, bí cảnh kia đã khiến cho vô số đồ nhi của ta mất mạng, ta không muốn liên lụy tới người vô tội thêm nữa, tại sao người lại cứ mãi chấp mê bất ngộ. Nghe thấy Hứa Nguyệt còn dám cãi lại, Lạc Vi tức đến nỗi giải phóng linh lực được ngưng tụ trong lòng bàn tay. Chỉ nghe một tiếng ầm, một tia chớp xuyên qua cơ thể Hứa Nguyệt, bùng một cái đập mạnh xuống đất. Sau một trận khói mù, Hứa Nguyệt vậy mà lại bị đánh quay trở về nguyên hình, biến thành hình hài trẻ con. Nhìn thấy Hứa Nguyệt bị đánh trở lại nguyên hình, Hà Liên và Lão Oai lập tức cầu xin, hy vọng người có thể nể tình đồng môn mà tha cho Hứa Nguyệt. Lúc này, Giang Ngư Nhi cũng không xem tiếp được nữa, nhảy ra nói với Lạc Vi, này, đại tỷ này, sao cô lại không hỏi gì mà đã động thủ với sư phụ ta? Rõ ràng là thị nữ của cô nói năng lỗ mãng trước nên mới bị ta đánh bị thương. Cho dù có động thủ thì nhắm vào ta này, đừng có làm khó sư tôn của ta. Nghe thấy lời này, Lão Oai và Hà Liên ở một bên đều đổ mồ hôi lạnh, thiếu gia thật dũng cảm. Vậy mà lại dám nói chuyện như vậy với thánh chủ, lại còn dám gọi thánh chủ là đại tỷ, đây đúng là tìm đường chết mà. Lạc Vi nghe xong liền thuận tay đánh bay Giang Ngư Nhi, dám gọi ta là đại tỷ, đúng là tìm cái chết, thị nữ của bổn cung là người mà một phế vật luyện khí nhất tầng như ngươi có thể đả thương sao. Sau khi tống cổ Giang Ngư Nhi, Lạc Vi nói với Hứa Nguyệt, bổn cung cho ngươi thêm một cơ hội, lập tức tuyển chọn lại một thiên tài trong số các đệ tử ngoại môn, dốc toàn lực dạy trận pháp. Ai ngờ Hứa Nguyệt lại cự tuyệt, cho dù có chết cũng nhất định cũng sẽ không liên lụy đến người vô tội nữa. Lạc Vi cười lạnh, ngươi tưởng rằng như vậy sẽ không liên lụy đến người vô tội sao? Sau đó nhìn về phía Giang Ngư Nhi, hắn chính là đồ đệ phế vật mà ngươi thu nhận đúng không? Giang Ngư Nhi lúc này đang chóng mặt nằm trên mặt đất, hệ thống còn đang nhắc nhở, bị kim đan cảnh cường giả đánh, năng lượng tiềm long tăng thêm 100 điểm. Đột nhiên nghe thấy những tiếng đùng đùng, trong tay Lạc Vi ngưng tụ ra một thanh đại đao hồ quang dài 40 mét. Ngươi không muốn người vô tội chết thảm, ta đây cứ lôi kéo người vô tội vào. Nói rồi định tiêu diệt Giang Ngư Nhi, lúc này Giang Ngư Nhi cũng mơ hồ tỉnh lại, hệ thống cũng hiện ra màu đỏ, nguy hiểm, nguy hiểm. Nhắc nhở hắn lần tấn công này vượt qua sức chịu đựng của cơ thể. Nhìn thấy đại đao sắp rơi xuống, Giang Ngư Nhi nghĩ thầm, xong đời rồi, quả này chắc là chết thật rồi. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Hứa Nguyệt đột nhiên xuất hiện chặn trước mặt Giang Ngư Nhi, nhanh chóng kết thành một trận pháp phòng ngự. Tiếng ầm ầm vang lên, đại đao gặp phải kết giới phòng ngự, sau khi hai luồng sức mạnh gặp phải nhau, Hứa Nguyệt không đánh lại được, phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã về phía sau. Giang Ngư Nhi hét lên một tiếng, sư tôn, sau đó lập tức tiến lên đỡ cô, lo lắng hỏi han, sư tôn, người cảm thấy thế nào rồi, chỉ thấy Hứa Nguyệt khụ một cái, khó khăn đáp, Giang Ngư Nhi, mau đi, ngươi phải sống, Giang Ngư Nhi như bị sét đánh. Giang Ngư Nhi xuyên không vào dị giới 3 năm, chưa từng có người nào quan tâm hắn sống hay chết, nhưng vừa rồi từ trên người Hứa Nguyệt hắn đã thực sự cảm nhận sư tôn này thực sự quan tâm đến sống chết của hắn, người ta đối xử với ta như vậy, ta sao có thể bỏ đi được. Đúng vào lúc này, Giang Ngư Nhi hạ quyết tâm, ta chẳng những không đi, còn phải cho cô ấy biết, ta đáng để cô ấy quan tâm. Sau đó vừa chậm rãi đỡ Hứa Nguyệt dậy, vừa nói với Lạc Vi, thánh chủ đại nhân, Quan Dưỡng Vân quả thật là bị ta đánh bại. Chỉ sợ rằng cô ta cảm thấy thua dưới tay một tên phế như ta rất mất mặt, cho nên mới không dám nói sự thật với người. Lạc Vi có chút kinh ngạc, một tên phế vật luyện khí nhất tầng như ngươi, sao có thể? Chỉ thấy Giang Ngư Nhi tiếp tục nói, mặc dù ta không để tâm người khác gọi ta là phế vật, nhưng ta để tâm đến sư phụ ta không muốn người khác vì ta mà hiểm lầm sư phụ, cho nên ta nói thẳng vậy. Ta muốn nói cho tất cả các ngươi, ta không phải phế vật, sư phụ ta đã thu nhận một đồ đệ thiên tài. Hứa Nguyệt còn muốn ngăn cản Giang Ngư Nhi đừng nói ra sự thật, nhưng Giang Ngư Nhi lại để Lão Oai đỡ lấy Hứa Nguyệt rồi nói với cô, sư phụ, người nghỉ ngơi một chút đi, chuyện tiếp theo, cứ giao cho ta đi. Thánh chủ đại nhân, Bắc Sơn bí cảnh đệ tử Giang Ngư Nhi tự nhận mình cũng có thiên phú, cam nhận bất cứ thử nghiệm nào. Lạc Vi nhìn Giang Ngư Nhi, thầm nghĩ, nhìn ngữ khí của tên tiểu tử này đích thị không giống là phế vật, lẽ nào ta thực sự đã hiểu lầm thất muội ư? Vậy thì để ta đích thân thử xem sao. Nói rồi những dòng hồ quang lần lượt được ngưng tụ trong lòng bàn tay. Thánh chủ khoan đã, đúng lúc này một giọng nói làm gián đoạn Lạc Vi, người đến chính là tứ trưởng lão Phiên Tử và đồ đệ Tĩnh Thu Thủy của cô ta. Lạc Vi nghi hoặc nói, tứ muội, ngươi đây là? Phiên Tử lập tức nói rõ ý định đến đây, thánh chủ, chỉ là thí nghiệm thiên phú của tên tiểu tử này, hà tất phải làm phiền thánh chủ tự mình ra tay, không bằng để đồ đệ Tĩnh Thu Thủy của ta thử nghiệm mức độ của hắn.
Hơn nữa thu thủy cũng là luyện khí cảnh, cùng cảnh giới thử sức nhau mới có thể nhìn ra thiên phú của một người. Lạc Vi nhàn nhạt trả lời, ngươi nói cũng có lý, vậy thì để đồ nhi của ngươi đi thử nghiệm hắn đi. Phiên tử sau khi được cho phép thì quay người lại nói với Tĩnh Thu Thủy, ngươi lên chỉ điểm cho sư đệ ngươi, nhớ kỹ phải ra tay cẩn thận đó. Phiên tử cố ý nhấn mạnh hai chữ cẩn thận không nói cũng biết. Tĩnh Thu Thủy chắp tay đáp, đệ tử đã rõ, sư phụ yên tâm đi. Nói rồi liền đáp xuống đất, quay mặt về phía Giang Ngư Nhi, trong lòng lại đang nghĩ, mặc kệ ngươi có phải thiên tài hay không, chỉ cần ngươi là đồ đệ của Hứa Nguyệt, ta tuyệt đối không để cho ngươi sống sót. Hứa Nguyệt ở bên cạnh vô cùng lo lắng, lão tứ luôn không có ý tốt đối với ta, cô ta để đồ nhi của mình ra tay, chỉ sợ tính mạng của Giang Ngư Nhi sẽ gặp nguy hiểm. Hà Liên đi đến an ủi, muội muội không cần lo lắng, tên Giang Ngư Nhi khá thú vị đấy, theo ta thì hắn sẽ không sao đâu. Trên chiến trường, Tĩnh Thu Thủy chậm rãi đi về phía Giang Ngư Nhi, miệng nói, sư đệ tốt của ta, đừng nói tỉ tỉ không chiếu cố ngươi. Nói xong thì đã đến trước mặt Giang Ngư Nhi, dùng tay nâng cằm Giang Ngư Nhi lên, tiếp tục nói, muốn tỉ thí có phải không, ngươi chọn đi. Giang Ngư Nhi nhẹ nhàng đẩy tay Tĩnh Thu Thủy ra và nói, cảm giác thật tốt, vậy chúng ta tùy tiện đánh vài đường đi. Trong lòng lại thầm nghĩ, mỹ nữ ở Nguyên Sơ Thánh Địa này đúng là không ít, lại còn vừa đẹp vừa giọng hay. Ngay giây sau, Tĩnh Thu Thủy đột nhiên lật mặt, lấy ra một cây phi tiêu từ phía sau, chỉ nghe soạt một tiếng, phi tiêu bay về phía Giang Ngư Nhi. Giang Ngư Nhi bị dọa cho một phen, ngạc nhiên hét lớn, ngươi lại dám đánh lén. Không hay rồi, là kinh lôi tiêu của Tĩnh Thu Thủy, lão oai ở bên cạnh thất thanh nói. Vừa ra tay đã là sát chiêu, nội tâm Hứa Nguyệt vô cùng lo lắng, muốn đi cứu Giang Ngư Nhi ngay. Hà Liên lập tức khuyên cô, đừng nóng vội, Giang Ngư Nhi dường như vẫn còn dư sức. Chỉ thấy Giang Ngư Nhi né một cái, sau đó lộn nhào hai cái, tránh được lần đánh lén này. Hắn đã cảm nhận được lòng dạ rắn rết của sư tỷ mỹ nhân này, tức giận nói, chỉ là trao đổi chiêu thức, vậy mà lại muốn phế luôn ta. Tĩnh Thu Thủy lại cười ha ha nói, đao kiếm không có mắt, nếu sư đệ đã chọn tỉ thí, vậy thì nên chuẩn bị tâm lý sẽ bị thương, thậm chí là chết. Nội tâm lại đang nghĩ, tên tiểu tử này vậy mà lại có thể tránh được kinh lôi tiêu của ta, cũng có vài phần thực lực. Nghe thấy Tĩnh Thu Thủy nói như vậy, Giang Ngư Nhi chậm rãi đứng dậy, u ám nói, nếu đã như vậy, nếu sư tỷ không may bị ta đánh chết, chắc cũng không có ai trách ta đâu nhỉ. Tĩnh Thu Thủy như thể nghe thấy chuyện cười, cười ha ha, đánh chết ta, sư đệ tốt của ta, làm trò cười trước mặt thánh chủ và chư vị trưởng lão. Nói rồi liền dùng lưỡi liếm phi tiêu của cô ta, có phải trò cười hay không lập tức sẽ biết. Chỉ thấy Giang Ngư Nhi bước chân khỏi mặt đất, xông về phía Tĩnh Thu Thủy như một thanh kiếm sắc bén. Nhìn thấy Giang Ngư Nhi chủ động xuất kích, Tĩnh Thu Thủy cười lạnh, không biết sống chết là gì. Nói rồi chín cây kinh lôi tiêu cùng xuất hiện, vậy mà lại là tuyệt chiêu thành danh của phiên tử, kinh lôi cửu trọng tiêu. Chỉ thấy chín cây phi tiêu từ các hướng khác nhau bay về phía Giang Ngư Nhi. Hứa Nguyệt kêu lên, Giang Ngư Nhi, mau tránh đi. Hà Liên đang định ra tay cứu giúp thì lại bị phiên tử ngăn lại. Nhị tỷ, đồ nhi của ta tuân theo chủ lệnh trao đổi chiêu thức với Giang Ngư Nhi, tỷ nhúng tay vào thì không tốt lắm đâu. Hà Liên chỉ có thể lo lắng xuông. Lúc này một tiếng động lớn vang lên, cửu trọng tiêu đánh trúng Giang Ngư Nhi. Giang Ngư Nhi, Hứa Nguyệt run giọng hét lên, xem ra Giang Ngư Nhi lành ít dữ nhiều rồi. Phiên tử lại ở bên cạnh nói đều, thất muội, đồ đệ của ngươi dù sao cũng phải nộp mạng, chết sớm một chút còn có thể bớt đi thời gian vất vả đào tạo hắn là chuyện tốt, ngươi không cần đau buồn như vậy đâu. Tĩnh Thu Thủy cũng nói với Hứa Nguyệt, ai ya, ngại quá thất sư thúc, vừa rồi không khống chế được lực độ, sợ là đồ đệ mới thu nhận này của người đã chế. Chữ chết còn chưa nói xong, chỉ nghe một giọng nói giận dữ hét lên, chết cái đầu người. Một thân ảnh rực lửa xông ra từ trong làn khói, trên nắm đấm ngưng tụ một luồng năng lượng kỳ dị, đấm về phía Tĩnh Thu Thủy. Tĩnh Thu Thủy vô cùng kinh ngạc, ngơ ngác đứng tại chỗ, hắn không sao cả, chuyện này sao có thể. Giang Ngư Nhi nhân lúc Tĩnh Thu Thủy đang ngây ngốc, một quyền đánh vào mặt cô ta, đánh bay ra xa 7-7-42m, Tĩnh Thu Thủy nằm liệt dưới đất, mất luôn cả hồn. Thất trưởng lão trong lòng hoảng loạn, sao có thể? Thu Thủy sai có thể thua tên phế vật này, tên Giang Ngư Nhi rõ ràng chỉ có tu vi là luyện khí nhất tầng, vậy mà lại phát huy ra thực lực tương đương với luyện khí đỉnh phong, chẳng lẽ là ta nhìn nhầm, hắn ta thật sự là một thiên tài. Giang Ngư Nhi bất động đứng đó, lão oai tưởng rằng một cú công kích vừa rồi đã khiến hắn kiệt sức, lại không biết trong lòng Giang Ngư Nhi lại đang nghĩ, phải giữ tư thế này lâu thêm một chút để mãi mãi lưu lại hình ảnh soái khí này trong lòng bọn họ. Ở một bên khác, Tĩnh Thu Thủy khó khăn bò người dậy, nói với Giang Ngư Nhi, ngươi lại có thể đánh ta bị thương được. Sư tỷ đừng nói như vậy, chỉ đánh ngươi bị thương là không đủ. Nói rồi bèn đi về phía Tĩnh Thu Thủy, Tĩnh Thu Thủy dựng cả tóc gáy, cái gì, lẽ nào ngươi còn muốn giết chết ta? Giang Ngư Nhi vừa đi vừa tàn ác nói, đừng đùa nữa sư tỷ, ta sao có thể làm ra loại chuyện tàn sát đồng môn được chứ? Giang Ngư Nhi ta ân oán phân minh, vừa rồi muốn phế đan điền của ta, vậy thì ta ăn miếng trả miếng là được rồi. Giang Ngư Nhi đang định ăn miếng trả miếng, phế luôn Tĩnh Thu Thủy thì nghe thấy một tiếng quát nghiêm, dừng tay. Đồng thời một ánh sáng màu tím chắn ngay trước mặt Tĩnh Thu Thủy. Đối mặt với công kích của Giang Ngư Nhi, cô ta chỉ vẫy tay nhẹ một cái liền đánh Giang Ngư Nhi bay ra ngoài. Sau đó nói với Giang Ngư Nhi, tên xúc sinh nhà ngươi, Thu Thủy có lòng tốt chỉ điểm ngươi, ngươi lại dám ra tay nặng như vậy.
Giang Ngư Nhi chậm rãi bò dậy, lau vết máu trên miệng, mỉa mai nói, ta thật sự có chút tò mò. Da mặt của ngươi sao lại dày như vậy, có thể mặt không biến sắc nói muốn phế tu vi của ta thành có lòng tốt chỉ điểm. Sau đó quay đầu nói với Lạc Vi, thánh chủ, ngươi không quản sao, đúng thật là lo lắng cho tông môn mà. Có loại người này trong tông môn, sớm muộn gì mặt mũi của tông môn cũng sẽ mất hết sạch. Thánh chủ Lạc Vi có hơi cạn lời, phiên tử thấy thánh chủ không nói gì, lập tức tấn công Giang Ngư Nhi, miệng thì nói. Tiểu tử nhà ngươi lại dám mạo phạm thánh chủ, bất kính với trưởng lão của bổn tông, hôm nay ta sẽ giúp sư phụ ngươi giáo huấn lại ngươi. Trong lòng thì lại nghĩ, nhân cơ hội này giết chết Giang Ngư Nhi. Đồng thời lúc này, hệ thống tích hợp của Giang Ngư Nhi hiện lên một màn hình đầy cảnh báo nguy hiểm, phải làm sao đây? Đột nhiên, màn hình chợt xanh, xuất hiện một dòng nhắc nhở, hao phí 10 điểm năng lượng tiềm long có thể tránh được một chiêu này. Ký chủ có muốn sử dụng không? Mở khóa, thì ra, năng lượng tiềm long được dùng như vậy. Giang Ngư Nhi lập tức mở khóa, xoẹt một cái, nhẹ nhàng tránh được một chiêu chết người của phiên tử. Phiên tử trong lòng kinh ngạc, đều tránh được sao? Nhưng đáng tiếc, thân là trưởng lão, lúc này không tiện để ra tay thêm lần nữa. Giang Ngư Nhi có được sức mạnh, tiếp tục mỉa mai, các người đúng là sư đồ nhỉ, vừa ra tay đã muốn lấy mạng của ta, tưởng rằng Giang Ngư Nhi ta không biết tức giận sao. Hôm nay ta phải nói cho xong, đan điền của Tĩnh Thu Thủy, ta nhất định sẽ phế, không một ai có thể cản được Giang Ngư Nhi ta. Nghe thấy lời này phiên tử cười thầm, tiểu súc sinh, không ngờ ngươi lại chủ động cho ta thêm cơ hội ra tay, vậy thì chết đi. Vì để thực hiện những lời vừa rồi, chỉ có thể dùng toàn bộ năng lượng tiềm long còn dư. Giang Ngư Nhi lợi dùng bàn tay vàng của hệ thống, dùng kỹ năng né đòn, né hết tất cả kỹ năng của phiên tử. Cuối cùng vào lúc năng lượng tiềm long cạn kiệt, vòng qua phiên tử, đến trước mặt Tĩnh Thu Thủy, ta nói rồi, không ai cứu được ngươi cả. Tĩnh Thu Thủy hoảng loạn bỏ chạy, nhưng vẫn bị Giang Ngư Nhi đang nóng giận một quyền đánh trúng đan điền, sau cùng phun ra một ngụm máu tươi, nằm liệt dưới đất. Giang Ngư Nhi thở ra một hơi, thoải mái quá, nội tâm phấn chấn, năng lượng tiềm long này đúng là khó lường, đến cả công kích của cấp bậc cao thủ như trưởng lão cũng có thể nhẹ nhàng né tránh, đúng là quá bá đạo. Lúc Giang Ngư Nhi còn đang dương dương tự đắc thì phía sau truyền đến giọng nói lạnh lùng của phiên tử, "Giang Ngư Nhi, ngươi dám tàn sát đồng môn ngay trước mặt ta?" Nội tâm nghĩ, Giang Ngư Nhi lại có thể né được công kích của ta, tuyệt đối không thể để hắn sống tiếp, nếu không hắn sẽ trở thành vật cản đường. Cô ta hội tụ một đòn trong lòng bàn tay, lúc này năng lượng tiềm long trong cơ thể Giang Ngư Nhi đã tiêu hao hết, hệ thống một lần nữa nhắc nhở vượt qua giới hạn chịu đựng của cơ thể. Đúng lúc Giang Ngư Nhi tưởng rằng sắp xong đời, một thân ảnh xoạt một cái xuất hiện giữa hai người, người đó chính là Thánh chủ Lạc Vi. Cô uy nghiêm nói, dừng lại ở đây đi. Sau đó một luồng năng lượng màu vàng bay ra, chặn lại công kích của phiên tử, nhân tiện còn làm cô ta hất văng ra. Thời khắc quan trọng, Thánh chủ Lạc Vi đã cứu Giang Ngư Nhi bởi vì hắn đã thể hiện được giá trị của mình. Sau cùng, một trục cuốn xuất hiện trong tay Lạc Vi, truyền thánh chủ lệnh của ta. Phong Giang Ngư Nhi thành sơ giai đệ tử đại sư huynh, hưởng thụ đãi ngộ của đệ tử nhị giai, có tư cách tiến vào dung viêm bí cảnh. Từ hôm nay trở đi, khôi phục quyền dùng dược của Hứa Nguyệt. Mệnh lệnh này vừa được đưa ra đã làm kinh ngạc tất cả mọi người ở đó. Phiên tử không phục nói, thánh chủ, Giang Ngư Nhi tàn sát đồng môn, người không những không phạt mà còn. Lạc Vi lập tức ngắt lời, lạnh lùng nhìn phiên tử rồi nói, lão tứ, ngươi tưởng ta không biết tâm tư của ngươi à? Phiên tử vô cùng kinh ngạc, không nói được gì. Kim quang vụt thoáng qua, tại đó đã không còn thân ảnh của Lạc Vi, chỉ để lại một giọng nói lúc ẩn lúc hiện, hành sự theo thánh chủ lệnh đi. Tứ trưởng lão phiên tử không xử được Giang Ngư Nhi, ngược lại còn mất đi một đệ tử, cô ta buông lời cay độc, Giang Ngư Nhi, ngươi không sống được thêm mấy ngày nữa đâu, ngươi cứ chờ đó cho ta. Nói xong hóa thành một luồng lưu quang biến mất khỏi đó. Giang Ngư Nhi mở trục cuốn của thánh chủ ra, bóc phốt nói, đây đều là cái thứ gì vậy, leo cầu thang à, còn nhất giai nhất giai. Lúc này Hà Liên đi tới giải thích cho hắn, sơ giai đệ tử chỉ là đệ tử vừa mới nhập môn không lâu, còn nhị giai đệ tử là đệ tử đã từng tham gia chiến trường thánh vực, bọn họ đều đã đột phá luyện khí kỳ, đã bắt đầu cấp độ trúc cơ rồi. Hơn nữa về đãi ngộ tu luyện, nhị giai đệ tử được gấp nhiều lần sơ giai đệ tử, tiểu tử nhà ngươi đúng là hời rồi. Giang Ngư Nhi nghĩ thầm, nếu nhị giai đệ tử được đãi ngộ cao như vậy, vậy thì tam giai đệ tử sẽ cao như thế nào nữa? Mục tiêu của ta là trở thành tam giai đệ tử. Giang Ngư Nhi không tự chủ được mà cười ra thành tiếng. Nghe thấy lời này Hứa Nguyệt lạnh nhạt hỏi, ngươi còn muốn làm tam giai đệ tử? Giang Ngư Nhi mặt đỏ bừng, trả lời, sư phụ, đồ nhi muốn làm tam giai đệ tử, làm dạng danh cho sư phụ. Nói rồi quay đầu lại nhìn Hứa Nguyệt, một khuôn mặt lạnh lùng bày ra trước mặt hắn, làm hắn phải nuốt lại những lời chém gió sắp được nói ra. Omg, sư phụ sao lại là biểu cảm này nữa, đệ tử có chút sợ. Quả nhiên, Hứa Nguyệt thượng cẳng tay hạ cẳng chân, hét lên, không được làm tam giai đệ tử. Tinh ngã năng lượng tiềm long cộng 10, tiếp theo lại là một cú đá, ngươi có biết là tam giai đệ tử đều đã. Năng lượng tiềm long lại cộng 10, sau đó lại là một cú đá bay vào đầu, đến nỗi rơi cả giày. Lão oai ở bên cạnh thở dài, công tử, ngươi đúng là không biết, những đồ đệ được thu nhận trước kia đều bởi vì trở thành tam giai đệ tử nên mới chết. Giang Ngư Nhi cẩn thận nhặt giày cao gót của Hứa Nguyệt lên, nịnh hót nói, sư phụ, người vừa mới bị thương, vận động mạnh quá sẽ không tốt cho cơ thể đâu, đừng đánh nữa được không, giày thủy tinh của người.
Hứa Nguyệt đánh được vài cái cũng đã hết giận, nghĩ thấy cũng đúng, bèn đưa chân ra đi giày vào. Tại sao phải lấy tên đồ đệ này ra để chút giận cơ chứ? Hắn cũng là bởi vì ta nên mới ra mặt. Đúng vào lúc này, lại có hai thân ảnh xuất hiện ở quảng trường. Thấy tình hình trước mặt thì chế nhạo nói, e yêu ngã xem ra ta đến không đúng lúc rồi. Người đến chính là Lục trưởng lão Chu Á và đồ đệ của cô ta Mục Trần Cương. Giang Ngư Nhi kinh thán, lại có thêm một mỹ nữ nữa. Nguyên Sơ Thánh Địa mở quán trà sữa đấy à, đều lớn như vậy. Chu Á nhàn nhạt nói, thất muội càng ngày càng không lễ phép rồi, đến một câu Lục tỷ tỷ cũng không gọi, lẽ nào là do thánh chủ dừng thuốc của ngươi nên tâm trạng không tốt sao? Hứa Nguyệt lạnh lùng đáp, ngươi đến để chê cười ta à, ta nào dám chê cười thất muội. Nói rồi chậm rãi đi về phía Hứa Nguyệt, tiếp tục nói, dù sao thất muội mỗi lần rơi vào đường cùng đều có thể lật ngược tình thế, ta chỉ là tò mò, lần này ngươi còn có thể chờ mình hay không? Hết chuyện này lại đến chuyện khác, người gây sự đầu tiên vừa mới bị khuyên lui thì lại thêm một người nữa đến kiếm chuyện. Giang Ngư Nhi thầm mắng, nhân duyên của sư phụ ta kém đến vậy sao? Đúng là khiến đồ đệ hao tâm. Hứa Nguyệt nhìn về phía Chu Á, ta có thể trở mình hay không cũng không liên quan gì tới ngươi, không cần ngươi lo lắng. Chu Á khẽ ngồi xuống, cười rồi nói với Hứa Nguyệt, tình hình của ngươi không ai rõ bằng ta, 3 ngày không dùng dược, chỉ sợ sẽ chết không có chỗ chôn. Nghe thấy những lời Chu Á nói, Giang Ngư Nhi liền nảy ra một ý tưởng táo bạo, lập tức chạy đến bên Hứa Nguyệt cướp lời. Sư phụ, vết thương của người vẫn chưa khỏi, nên ít nói hơn, để ta giúp người chưa đãi Lục trưởng lão. Nói rồi quay ra chào Chu Á. Chu Á nhìn Giang Ngư Nhi, ngươi chính là cái tên đồ đệ phế vật mà thất muội vừa mới thu nhận. Chưa đãi ta thì miễn đi, ta nghĩ ngươi vẫn nên từ từ suy ngẫm xem chờ 3 ngày sau khi sư phụ của ngươi chết, ai sẽ tới bảo vệ cái mạng nhỏ của ngươi. Xem ra Lục trưởng lão đã chắc chắn vi sư của ta chết chắc rồi, vậy ngươi có dám cược với ta một ván không? Nghe thấy lời này, trên mặt Chu Á đầy sự nghi hoặc, đánh cược. Đúng vậy, ta đánh cược thánh chủ sẽ lập tức khôi phục quyền dùng dược của sư phụ ta, cùng với đó đem ta thăng lên sơ giai đệ tử đại sư huynh, hưởng thụ đãi ngộ của nhị giai đệ tử, như thế nào, dám không? Chu Á chậm rãi đến gần, tiểu phế vật nhà ngươi cũng có chút thú vị đó. Cô ta đến gần khuôn mặt của Giang Ngư Nhi, sau đó ngọt ngào nói, không chỉ có vọng tưởng muốn thánh chủ khôi phục quyền dùng dược của sư phụ ngươi, thế mà còn muốn làm sơ giai đệ tử đại sư huynh, ngươi thật ngây thơ và có chút đáng yêu. Giang Ngư Nhi nắm lấy tay của Chu Á, không biết ngươi có dám đánh cược với ta ván này không? Mục Trần Cương ở bên cạnh nhìn mà chỉ muốn rút kiếm, tên khốn này vậy mà lại dám chạm vào sư phụ ta. Không ngờ Chu Á đột nhiên tiến lại gần hơn, hơi thở trong miệng thổi vào người Giang Ngư Nhi, được thôi, cược gì đây, ta đều nghe theo ngươi. Điều này khiến mặt Giang Ngư Nhi đỏ bừng, nữ nhân này không đơn giản. Giang Ngư Nhi lập tức quay người đi, lưng quay về phía Chu Á lau máu mũi, nói, nếu mà ta thắng, ngươi phải thề với trời sẽ giúp ta làm một chuyện, nếu thua, ta sẽ tặng ngươi Bác Sơn Bí Cảnh. Chu Á kinh ngạc, tiểu tử này còn dám đem Bác Sơn Bí Cảnh đi đánh cược. Chẳng lẽ hắn đã thực sự nắm chắc được cái gì đó rồi? Cô ta thử thăm dò, tiểu khả ái, Bác Sơn Bí Cảnh này thuộc quyền sở hữu của Hứa Nguyệt, một đệ tử nhỏ nhoi như ngươi làm sao có thể làm chủ được? Giang Ngư Nhi lập tức quay đầu lại nói với Hứa Nguyệt, sư phụ, ta có thể dùng Bác Sơn Bí Cảnh để đánh cược không? Sau đó không ngừng nháy mắt với Hứa Nguyệt. Hứa Nguyệt lạnh nhạt nói, ta có thể giao Bác Sơn Bí Cảnh cho ngươi đánh cược, nhưng nếu như ngươi thua cược ta sẽ lột ra ngươi. Vừa nãy Giang Ngư Nhi và Lục trưởng lão Chu Á đã cược với nhau, thánh chủ sẽ lập tức khôi phục quyền dùng dược của Hứa Nguyệt, hơn nữa sẽ thăng Giang Ngư Nhi lên sơ giai đệ tử đại sư huynh, hai người cùng lập lời thề trước thiên đạo, nếu như Chu Á thua, cô sẽ đồng ý làm một chuyện cho Giang Ngư Nhi, nếu Giang Ngư Nhi thua, hắn sẽ đem Bác Sơn Bí Cảnh tặng cho Chu Á. Vừa lập lời thề xong, Chu Á cho rằng mình thắng chắc rồi, bèn hỏi Giang Ngư Nhi, nói xem khi nào thánh chủ sẽ phục hồi quyền dùng dược của Hứa Nguyệt, khi nào sẽ thăng ngươi thành sơ giai đệ tử đại sư huynh. Giang Ngư Nhi chậm rãi mở miệng, đương nhiên là ngay bây giờ rồi. Nói rồi lấy ra thánh chủ lệnh. Ngay khi nhìn thấy Giang Ngư Nhi lấy ra thánh chủ lệnh, Chu Á liền giật mình, ngạc nhiên nói, cái này làm sao có thể? Cô ta lập tức giật lấy thánh chủ lệnh mở ra xem, quả nhiên là thật. Chu Á vô cùng giận dữ, thì ra ngươi sớm đã có được thánh chủ lệnh, cố ý lừa ta cược với ngươi, tên khốn nhà ngươi. Giang Ngư Nhi tỏ ra vô tội, chuyện này cũng không trách ta được, ai bảo ngươi có lớn mà không có khôn, sư phụ ta đã dám lấy Bác Sơn Bí Cảnh ra cược rồi, vậy chắc chắn là nắm chắc phần thắng rồi. Chu Á bị chặn đến không nói nên lời, lúc này đại đệ tử Mục Trần Cương xoáy khí đi đến, nhẹ nhàng nói với Chu Á, sư phụ bình tĩnh. Tên Giang Ngư Nhi này miệng lưỡi trơn tru, nói không chừng đã dùng thủ đoạn nào đó để lừa thánh chủ, chỉ cần ta ra tay phế bỏ hắn, cuộc cá cược đó tự nhiên sẽ bị hủy bỏ. Chu Á nhẹ giọng nói, cũng may có Cương Nhi ở đây, nếu không vi sư sẽ tức chết mất. Chỉ thấy Mục Trần Cương huênh hoang rút kiếm bên người ra, đầy tự tin nói với Giang Ngư Nhi, sư đệ, Mục Trần Cương ta thân là sơ giai đệ tử mạnh nhất, rất nghi ngờ ngươi có tư cách trở thành đại sư huynh hay không, cho nên ta phải thay tất cả sơ giai đệ tử khác kiểm tra năng lực của sư đệ. Lời chưa nói xong, đột nhiên một cú đấm to như bao cát đập vào mặt, Trần Mục Cương đã vẽ một đường parabol hoàn hảo trong không trung, bay xa 8 feet. Chu Á như bị sét đánh, làm sao có thể, sau khi Cương Nhi song tu với ta, thực lực tăng lên nhanh chóng, đã bước nửa bước vào trúc cơ cảnh rồi.
thực lực chắc chắn là vô địch trong luyện khí kỳ, sao lại có thể bị một tên phế vật trong lời đồn này đánh bại? Giang Ngư Nhi thổi thổi nắm tay của mình, nhàn nhạt nói, không thấy thánh chủ lệnh đã phong ta làm đại sư huynh của đệ tử sơ giai sao? Vậy mà cứ gọi ta là sư đệ mãi không thôi. Người trẻ tuổi thời nay đúng là không biết lễ phép. Chàng trai này một quyền đánh sư đệ hộc máu, hơn nữa còn kiêu ngạo nói, thật ra ta có thể dùng một quyền đánh chết ngươi, như nể tình các huynh đệ đồng môn, lần này ta chỉ cảnh cáo ngươi. Chu Á không thể chịu đựng được khi thấy đồ đệ yêu quý của mình bị sỉ nhục, thiếu chút nữa tức điên, chạy đến đỡ Mục Trần Cương dậy, muốn đưa hắn ta đi trị thương. Trong lòng nghĩ, không ngờ tên đồ đệ của Hứa Nguyệt mới thu nhận vậy mà lại không phải là phế vật, xem ra chỉ có thể tính toán lâu dài. Khi xoay người muốn rời đi, Giang Ngư Nhi liền gọi, này, Lục trưởng lão có phải đã quên gì rồi không? Chu Á ngơ ngác, tức giận nói, Cương Nhi của ta đã bị ngươi đánh trọng thương rồi, ngươi đừng có mà được nước làm tới. Nghe những lời của Lục trưởng lão, như thể ta đang dọa người vậy. Ta đang nhắc nhở cho Lục trưởng lão biết, chúng ta có đánh cược một ván, ngươi thua rồi, bây giờ phải giúp ta làm một chuyện. Ánh mắt Chu Á sắc bén nhìn Giang Ngư Nhi, ta khuyên ngươi tốt nhất nên quên đi ván cược này, có một số việc mà một đệ tử luyện khí cảnh nhỏ bé như ngươi không thể gánh được hậu quả đâu. Cảm ơn Lục trưởng lão đã quan tâm, ta có thể gánh được hay không là chuyện của ta, nhưng Lục trưởng lão đã lập lời thề với thiên đạo, làm trái với cá cược sẽ bị thiên đạo trừng phạt, không biết ngươi có thể gánh vác được không? Giang Ngư Nhi đã tận dụng điểm yếu của Chu Á. Sự trừng phạt của thiên đạo lợi bất cập hại, xem ra lần này ta chỉ có thể chịu thiệt thôi. Chu Á bình tĩnh trả lời, nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Có điều ta muốn nhắc nhở ngươi đừng có quá đáng. Giang Ngư Nhi cười đùa nói, không quá đáng, không quá đáng, ta chẳng qua là muốn ngươi. Vẻ mặt Giang Ngư Nhi đột nhiên trở nên nghiêm túc, quỳ xuống, xin lỗi sư phụ ta. Chu Á và Mục Trần Cương vô cùng kinh ngạc trước yêu cầu của Giang Ngư Nhi. Lúc này, Hứa Nguyệt lại nói, Ngư Nhi, ta không cần xin lỗi, ngươi vẫn nên vì bản thân dành một chút lợi ích đi. Nhưng Giang Ngư Nhi lại quay đầu lại cười với Hứa Nguyệt nói, sư phụ không phải chịu ủy khuất, đối với ta mà nói chính là tốt nhất rồi. Hứa Nguyệt đứng sững lại, trong lòng rung động, hắn vì muốn giúp ta chút giận mà từ bỏ cơ hội mà người khác vẫn luôn khao khát. Hứa Nguyệt vẫn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đã bị Giang Ngư Nhi ngắt lời, sư phụ, người trong tông môn chúng ta khi thấy sư phụ bị phạt thì vui sướng, khi người gặp họa thì liền chê cười, chỉ cần giáo huấn một số người nào đó thì bọn họ sẽ không dám chê cười nữa. Nếu không lũ A Miêu A Cẩu sẽ tùy tiện đến đây làm loạn, sư phụ không thấy phiền nhưng đồ đệ thì thấy phiền lắm. Chu Á và Mục Trần Cương ở bên cạnh đen mặt lại, A Miêu A Cẩu, là nói bọn ta sao? Đúng là ức hiếp người quá đáng, Chu Á nói với Giang Ngư Nhi, ta khuyên ngươi vẫn nên suy nghĩ kỹ một chút, tục ngữ có câu làm người phải để lại một đường sống, sau này dễ gặp lại. Giang Ngư Nhi lập tức ngắt lời Chu Á, xin lỗi, ta không định sau này sẽ gặp lại ngươi, không cần phải để lại một con đường. Bây giờ ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có quỷ hay không? Chàng trai này vậy mà muốn cô nương xinh đẹp phải quỳ xuống trước mặt mọi người, nguyên nhân là do đánh cược thua. Không ngờ Chu Á vậy mà muốn lật kèo, lúc này trên trời đột nhiên xuất hiện một tia sấm sét, sự trừng phạt của thiên đạo đến rồi. Nếu Chu Á không làm theo thời thế lúc cá cược, thiên đạo sẽ trừng phạt cô ta. Trong lòng Chu Á sợ hãi, bây giờ ta không thể chịu đựng được sự trừng phạt của thiên đạo, nếu không đại kế của đại sư huynh sẽ đổ sông đổ bể, không còn cách nào khác chỉ có thể chịu đựng. Sau đó mạnh mẽ nói, Giang Ngư Nhi, tất cả mọi thứ ngươi làm với ta ngày hôm nay, ta sẽ nhớ thật kỹ. Nói xong liền quỳ xuống đất, nói với Hứa Nguyệt, Hứa Nguyệt, hôm nay là ta không đúng, dập đầu xin lỗi ngươi. Nói rồi dập đầu xuống đất, lúc này tiếng động trừng phạt của thiên đạo cũng từ từ biến mất. Chu Á dắt Mục Trần Cương hóa thành một đạo hồng quang bay mất. Nhìn Chu Á rời đi, Hứa Nguyệt thở dài một hơi nói với Giang Ngư Nhi, hôm nay ngươi đã hoàn toàn đắc tội với Chu Á rồi. Giang Ngư Nhi cười nhẹ nói, ta không sợ, thánh chủ đã khôi phục quyền dùng dược của sư phụ, chờ sư phụ khỏe lên, tứ trưởng lão hay lục trưởng lão có lẽ không dám khinh suất nữa đâu. Hứa Nguyệt khẳng định nói, nếu ta có thể khôi phục thực lực, đối phó với bọn họ đương nhiên là chuyện rất dễ, nhưng mà... Giang Ngư Nhi cho rằng Hứa Nguyệt vì cảm thấy mình biến nhỏ lại nên buồn rầu, lập tức an ủi nói, sư phụ, đừng lo lắng, chỉ cần ta đưa linh lực vào cơ thể người để người trở nên lớn hơn là được rồi. Trong giây lát mặt Hứa Nguyệt liền đỏ, cái gì mà đưa vào rồi biến lớn, ngươi đang nói bậy bạ cái gì vậy? Giang Ngư Nhi ngây thơ vẫn muốn giải thích nhưng lại bị Hứa Nguyệt ngắt lời nói, đổi ngày khác đi, nếu ngươi đã lộ thực lực trước mặt thánh chủ, có một số việc ta cần nói rõ cho ngươi biết. Sở dĩ thánh chủ không từ thủ đoạn ép ta thu đệ tử là bởi vì chúng ta đã tìm thấy ở chiến trường thánh vực phát hiện có một bí cảnh, nhưng nó giống như là một đạo đại trận xuyên không. Có thể xuyên qua giới vực, nhưng chỉ có những người có tu vi giới trúc cơ mới có thể tiến vào bí cảnh kia, mà toàn bộ thánh địa. Chỉ có ta am hiểu trận pháp, vì vậy thánh chủ luôn hy vọng ta bồi dưỡng được một đệ tử, khống chế bí cảnh kia. Giang Ngư Nhi vui sướng nói, vậy là quá tốt rồi. Nếu chúng ta có thể khống chế đạo xuyên không, chẳng phải muốn đi đâu cũng được sao? Trong lòng hắn lập tức liên tưởng, nếu có thể trở về trái đất với hệ thống đã hack được của ta, không phải ta sẽ trở thành người mạnh nhất địa cầu sao? Ha ha, không ngờ hắn lại bị Hứa Nguyệt dội cho thùng nước lạnh. Trước người ta đã thu nhận tổng cộng 37 đệ tử, mỗi người đều là tuyệt thế thiên tài, nhưng kết quả, tất cả bọn họ đều bỏ mạng bên trong bí cảnh đó.
Giang Ngư Nhi nghe thấy thế liền sởn tóc gáy, Hứa Nguyệt tiếp tục nói, ta không muốn nhìn người khác chết thảm nữa, cho nên lần này ta phải ứng phó với thánh chủ lệnh, cố ý thu nhận ngươi vì trong mắt người khác ngươi là phế vật, không ngờ ngươi vậy mà lại là một thiên tài. Thì ra là như vậy, khó trách lúc trước ta bại lộ thực lực thật sự, sư phụ liền hành ta, thì ra là cô ấy không muốn ta chết thảm. Hai, lần này lớn chuyện thật rồi, Giang Ngư Nhi mặt mày tái nhợt, còn tưởng sau này được cùng sư phụ trải qua những ngày tháng tốt đẹp, ai ngờ cái chết lại tới nhanh như vậy. Lúc này Hà Liên đi tới an ủi, giờ ván đã đóng thuyền rồi, tốt nhất là phải làm cho thực lực của Giang Ngư Nhi tăng lên, như vậy là có thể tránh bi kịch xảy ra một lần nữa rồi. Giang Ngư Nhi như bừng tỉnh, đúng đúng đúng, ta không muốn hẹo đâu, ta muốn nâng cao thực lực. Nói rồi nắm lấy tay Hà Liên, nhị sư thúc, người mau dẫn ta tới phòng luyện đan đi, ta đối với người như, à đối với đan dược của người như chết đói vậy. Nói rồi kéo Hà Liên ra khỏi Bác Sơn bí cảnh. Hai sư đồ này đang trị thương, Mục Trần Cương đã bị Giang Ngư Nhi đánh trọng thương ở Bác Sơn bí cảnh. Sau khi trở về Linh Tiêm bí cảnh, Lục trưởng lão chú á trị thương cho hắn ta, bởi vì tính đặc thù của công pháp, khi trị thương cần phải loại bỏ các tạp vật xung quanh, chú á phải lấy kim đan trong cơ thể ra, lợi dụng linh lực của kim đan giúp Mục Trần Cương trị thương. Sau một lúc, quá trình trị thương đã kết thúc, chú á lo lắng hỏi, thế nào, có thấy ổn hơn không? Mục Trần Cương nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của chú á nói, đa tạ sư phụ, thương thế của đồ nhi đã khỏi hẳn rồi. Nói rồi vuốt ve an ủi, cảnh này miêu tả cụ thể sẽ không đạt tiêu chuẩn. Mục Trần Cương thay quần áo cho chú á, chỉ nghe chú á nói, chỉ dựa vào việc hai người chúng ta song tu, đối với thực lực tăng cao của ngươi có chút hạn chế. Ta đã vì ngươi ra ngoài tông môn tìm một lô đỉnh giúp ngươi gia tăng thực lực. Mục Trần Cương có chút ngạc nhiên, lô đỉnh, là ai vậy? Ngươi không cần phải gấp gáp, chờ ta đem cô ta về tới ngươi sẽ biết thôi, ngươi nhất định sẽ rất thích. Nói rồi, chú á hóa thành một luồng ánh sáng biến mất khỏi đó. Mục Trần Cương nhìn về phía chú á đã biến mất, nở một nụ cười quyến rũ, nhẹ giọng nói, lô đỉnh mà ta muốn nhất đương nhiên là sư phụ rồi. Sớm hay muộn cũng có một ngày, ta sẽ ăn sạch người. Tại đào thù bí cảnh, trong phòng đan dược của nhị trưởng lão, nhìn lên bức tường đầy chai lọ, Giang Ngư Nhi kinh ngạc, trời ơi, có nhiều đan dược quá đi. Hà Liên đầy tự hào nói, số đan dược này có niên đại vài trăm năm, ta luôn luyến tiếc không nỡ cho người khác dùng, hôm nay ngươi được hời rồi. Trên thực tế là không ai dám lấy, nhưng Giang Ngư Nhi lại khác, nhìn thấy nhiều đan dược như vậy, hai mắt hắn sáng lên, vô cùng hưng phấn mà nhảy múa. Một số có mùi thối rồi, chắc chắn là đại bổ. Hà Liên nhìn Giang Ngư Nhi thật sự thích số đan dược của mình liền vô cùng cảm động. Đã bao nhiêu năm, người trong tông môn đối với đan dược của ta đều tránh còn không kịp, vẫn là lần đầu thấy có người khen đan dược của ta như vậy. Gặp một người hiểu biết như vậy, ta phải đi luyện chế thêm mới được. Sợ là nhiêu đây đan dược không đủ để thỏa mãn cơn đói của hắn. Chính là vào lúc nãy, Hà Liên chuẩn bị luyện chế chút đan dược cho Giang Ngư Nhi, nhưng vì mất đi bổn mệnh linh hỏa, nên hiện tại cô ta rất khó để luyện ra linh đan chất lượng. Trong lúc đang chán nản vì lại luyện hỏng linh đan thì tứ trưởng lão phiên tử đột nhiên đến, còn mang theo mệnh thánh chủ lệnh. Cô ta nói với Hà Liên, thánh chủ có lệnh, Dung Viêm bí cảnh sắp mở ra, ta thân là nội vụ chủ quản, vì là trưởng lão của nội vụ chủ quản yêu cầu mang đan đỉnh đi, tìm kiếm luyện đan sư đệ cấp tông môn luyện chế linh nguyên đan. Hà Liên tức giận, ta chính là luyện đan sư, linh nguyên đan để ta luyện chế là được, không cần ngươi phải đi tìm luyện đan sư khác. Ngươi rõ ràng là chịu thiệt thòi ở chỗ thất muội, cố ý đến chỗ ta trả thù. Phiên tử cười khẩy, đúng vậy đấy, ai bảo ngươi đứng về phe Hứa Nguyệt. Nói xong liền cười lớn ha ha, nhị tỷ đáng thương của ta, sau chuyện năm đó, ngươi đã vĩnh viễn mất đi năng lực luyện đan, bây giờ đan ngươi luyện ra chắc hẳn đều là phế đan. Ngươi cho rằng mình vẫn là luyện đan tông sư quát tháo tại thánh vực chiến trường sao? Phiên tử nói trúng chỗ đau của Hà Liên, nhưng cô vẫn không chịu khuất phục, nói, ta còn có thể luyện đan. Phiên tử cười lạnh chế nhạo, chấp nhận sự thật đi, ngươi xem cả thánh địa này còn có ai tìm ngươi luyện đan nữa. Đúng lúc này, một tiếng nhị sư thúc đã cắt ngang lời chế nhạo của phiên tử, thì ra là Giang Ngư Nhi vội chạy đến. Chỉ thấy hắn bịch một cái, quỳ xuống dưới đất, ôm đôi chân thon dài của Hà Liên xin xỏ, nhị sư thúc, đan dược của người đã biến mất trong bụng ta rồi, ngươi có thể giúp ta luyện thêm không? Hóa ra, vào lúc nãy Giang Ngư Nhi đã ăn hết toàn bộ đan dược trong phòng đan của Hà Liên, dùng một lần đạt được 1.000 điểm năng lượng tiềm long, thuận tiện mở khóa một kỹ năng phục chế. Theo lý thì chỉ cần đủ năng lượng tiềm long liền có thể phục chế bất cứ thứ gì. Vì vậy hắn lại đến xin Hà Liên luyện đan cho hắn, thành công dội nước lạnh vào phiên tử. Phiên tử lạnh lùng nói, hai người các ngươi bớt diễn trò lại. Giang Ngư Nhi giật mình, ở đây vậy mà còn có người khác. Khi nhìn thấy phiên tử, hắn liền sợ đến dựng cả tóc gáy, lập tức phòng thủ la lên, ngươi tới đây làm gì? Là trả thù lần trước ta đã thương đồ đệ của ngươi sao? Ngươi nghĩ nhiều rồi, phiên tử lạnh lùng nói, hôm nay ta tới để thu hồi đan đỉnh của tông môn. Trả thù ngươi, ta cũng không có lòng dạ hẹp hòi như vậy. Hà Liên chán nản nói với Giang Ngư Nhi, tiểu Ngư Nhi, xin lỗi, có lẽ ta không thể luyện đan cho ngươi nữa rồi. Nghe xong tin này, Giang Ngư Nhi, người vừa nhận được chỗ tốt từ đan dược của Hà Liên, thứ mà hắn không thể làm được, nhìn thấy Hà Liên buồn bực chán nản. Trong lòng hắn nghĩ, nhị sư thúc thích luyện đan như vậy, trời cao vậy mà lại đoạt đi thứ cô ấy thích, lại còn phái một thứ rác rưởi tới đâm vào vết thương của cô ấy. Giang Ngư Nhi đảo mắt một cái, quyết định giúp Hà Liên chút cơn giận.
Hắn liền nói, ai nói nhị sư thúc không thể luyện được đan dược đạt chuẩn? Ừ, Phiên Tử cười nhếch, tất cả người ở Nguyên Sơ Thánh Địa đều biết, còn cần người khác nói sao? Giang Ngư Nhi lập tức đáp trả, vậy ngươi có dám cược với ta một ván không? Phiên Tử không hiểu đáp, đánh cược cái gì? Nếu nhị sư thúc của ta có thể luyện chế ra đan dược đạt chuẩn, ngươi phải đồng ý vì ta làm một chuyện. Nếu nhị sư thúc không thể luyện chế ra đan dược, chẳng những ta sẽ giao đan đỉnh cho ngươi, ta còn sẽ thay sư phụ ta và nhị sư thúc quỳ xuống xin lỗi ngươi. Phiên Tử khinh thường nói, một tên đệ tử nhỏ nhoi như ngươi quỳ xuống xin lỗi, ta sẽ thèm sao? Nếu là sư phụ ngươi quỳ xuống thì còn được. Lúc này đột nhiên xuất hiện một giọng nói lạnh nhạt, muốn ta quỳ xuống. Được thôi, ta cũng muốn tham gia ván cược này. Hứa Nguyệt xuất hiện ở cửa nói. Thấy Hứa Nguyệt cũng muốn tham gia, Hà Liên liền khuyên hai người không nên đánh cược. Phiên Tử nói không sai, hiện tại ta thực sự không thể luyện đan rồi. Không ngờ Giang Ngư Nhi lại cười nói với Hà Liên, nhị sư thúc, ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng phải tin tưởng mình là lớn nhất, à, tốt nhất. Đừng lo lắng, ta có cách. Sau khi trấn an hai vị đại lão xong, hắn quay đầu lại nhìn Phiên Tử, tứ trưởng lão, ngươi có dám cá cược không? Phiên Tử nghĩ thầm, tuy ta không biết ngươi lấy tự tin ở đâu mà dám cá cược với ta, nhưng Hà Liên không thể luyện đan là điều mà ai cũng biết, không có lý do gì khiến ta thua cả. Được, ta cược. Sau đó Giang Ngư Nhi cười híp mắt nói, vậy ngươi mau thể với thiên đạo đi. Phiên Tử phản bác, ta đường đường là tứ trưởng lão của thánh địa, ngươi còn sợ ta chơi xấu sao? Không ngờ Giang Ngư Nhi lại thản nhiên nói thẳng ra thì ta chính là sợ ngươi chơi xấu. Cuối cùng, dưới thủ đoạn của Giang Ngư Nhi, Phiên Tử lập lời thề với thiên đạo. Giang Ngư Nhi lại giở mánh khóe cũ cá cược với Phiên Tử và lập lời thề với thiên địa. Đồng thời, Giang Ngư Nhi đưa ra một đề nghị, bảo Kỳ Vân triệu tập các đệ tử đến quan sát nhị trưởng lão khai lò luyện đan. Tại hội trường luyện đan, người đông nghỉ nghỉ. Phiên Tử thấy nhiều người đến xem náo nhiệt như vậy, trong lòng cười thầm, có thể khiến Hà Liên mất mặt trước nhiều người như vậy, thật sự quá tốt rồi. Sau đó quay sang nói với Giang Ngư Nhi, người đến quan sát đã khá nhiều rồi, tỷ thí hẳn là có thể bắt đầu rồi đúng không? Ừm, có thể bắt đầu rồi, không biết tứ trưởng lão muốn Hà Liên trưởng lão luyện chế đan dược loại nào? Phiên Tử ném cho một viên nguyên phách đan vào trong tay của Giang Ngư Nhi, vậy luyện chế nhất phẩm nguyên phách đan đi. Chỉ cần Hà Liên có thể luyện chế nguyên phách đan, bên trong ẩn chứa nguyên phách năng lượng bằng một nửa viên của ta, liền tính là cô ta thắng. Giang Ngư Nhi nhìn viên đan dược trong tay mình, trong lòng thầm nghĩ, tứ trưởng lão này đầu óc cũng thật tinh danh, vậy mà còn yêu cầu luyện đan có phẩm chất đan dược, rõ ràng là muốn gây khó dễ do nhị trưởng lão. Nhưng tiếc là ngươi đã gặp ta, nghĩ vậy tay hắn nhẹ dùng lực, kỹ năng thiên phú phục chế, khởi động. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một viên nguyên phách đan y hệt. Thành công rồi, Phiên Tử thấy Giang Ngư Nhi đang đứng phát ngốc, nói với hắn, sao, không dám ư, vậy nhanh nhận thua đi. Giang Ngư Nhi hờ hững, điềm nhiên như không ném lại viên nguyên phách đan cho Phiên Tử, đồng thời nói, được thôi, vậy theo lời ngươi nói. Nhưng Hà Liên lại vô cùng căng thẳng, nói với Giang Ngư Nhi, hiện tại ta e rằng ngay cả việc luyện chế đan dược phổ thông như nguyên phách đan còn không thể. Hơn nữa nguyên phách đan mà Phiên Tử cấp có phẩm chất cực cao, ta chỉ sợ. Giang Ngư Nhi đi đến nắm lấy tay Hà Liên, an ủi nói, nhị sư thúc, ta tin ngươi nhất định có thể làm được. Đồng thời để viên nguyên phách đan phục chế trong tay mình vào tay Hà Liên, trong lòng Hà Liên sửng sốt, đây là một viên nguyên phách đan, hơn nữa còn là nguyên phách đan có phẩm chất cực cao. Giang Ngư Nhi nháy mắt nói, nhị sư thúc, bắt đầu luyện đan thôi. Lúc này Hà Liên cũng đã hiểu được dụng ý của Giang Ngư, bay đến chỗ lò đan, lấy tư thế mở lò luyện đan, trong lòng nghĩ, cũng không biết tiểu Ngư Nhi lấy nguyên phách đan từ chỗ nào, nhưng trận tỉ thí trước mắt quan trọng hơn, ta chỉ cần dùng hỏa diệm che lấp nguyên phách đan đưa đến lò luyện đan là được. Chỉ thấy Hà Liên phất tay một cái, một ngọn lửa đỏ phun ra nhiều thứ kỳ lạ vào lò đan, khiến xung quanh trở nên ồn ào, các đệ tử quan sát thảo luận sôi nổi. Xem thủ pháp luyện đan của nhị trưởng lão, chắc lời đồn vô pháp luyện đan là giả đó. Cũng chưa chắc, chỉ dựa vào thủ pháp thì cũng không thể che giấu sự thật là trưởng lão không thể luyện đan, đợi chút xem kết quả thế nào liền biết. Trong khi mọi người đang nghị luận thì đột nhiên, oa, vậy mà lại phát nổ, quả nhiên nhị trưởng lão sẽ thất bại, lần này quả là không còn mặt mũi để ra đường nữa. Phiên Tử cười lớn, không ngờ kết quả lại có nhanh như vậy, nhị tỷ, ngươi thua rồi. Phiên Tử cho rằng Hà Liên luyện đan thất bại, không ngờ Hà Liên lấy ra một viên nguyên phách đan. Phiên Tử cực kỳ sửng sốt, sao có thể, ngươi rõ ràng bị phế rồi, không có khả năng lại luyện ra được nguyên phách đan được nữa. Giang Ngư Nhi đứng một bên nhắc nhở, Phiên Tử trưởng lão, sự thật đã rõ như thế. Phiên Tử trưởng lão còn không mau đem viên nguyên phách đan này đi so với viên của trưởng lão một chút đi, xem phẩm chất có đạt yêu cầu không. Phiên Tử đoạt lấy viên nguyên phách đan trong tay Hà Liên, lấy viên đan dược của mình ra so sánh. Trời ơi, vậy mà giống nhau y đúc, đám người xung quanh cũng cảm thấy hai viên đan dược này không có điểm khác nhau nào. Trong thiên hạ không có khả năng có hai viên đan dược nào giống nhau y đúc như vậy cả, trừ khi có luyện đan tông sư đứng ra luyện chế. Hà Liên có được sự công nhận của mọi người, Phiên Tử đờ người ra, ta vậy mà lại thua rồi sao? Chẳng lẽ Hà Liên vẫn luôn che giấu thực lực sao? Giang Ngư Nhi lập tức nói, nếu đã thua rồi, vậy ngươi còn không mau trả cược đi. Nghe thấy lời này, Phiên Tử lạnh lùng nói, Giang Ngư Nhi, ta khuyên ngươi tốt nhất nên quên chuyện này, nếu không, ngươi sẽ không gánh vác nổi hậu quả đâu. Giang Ngư Nam khinh thường, cười nói, lời này hai ngày trước ta đã nghe rồi, một chút tâm ý cũng không có.
Nếu đã như vậy, ta liền lặp lại lời nói với ngươi, ta có thể gánh vác hay không, không cần ngươi hao tâm, nhưng ngươi nên suy xét thật kỹ xem mình có thể cản được sự trừng phạt của thiên đạo hay không. Phiên tử lúc này mới nhận ra, thì ra hắn sớm đã tính kế ta. Cô ta bình tĩnh lại hỏi, nói đi, ngươi muốn ta làm gì? Giang Ngư Nhi cười nhẹ, rất đơn giản, bây giờ ngươi quỳ xuống trước mặt nhị sư thúc, bồi lễ xin lỗi. Nghe thấy yêu cầu này, phiên tử suýt nữa phát hỏa, dám kêu ta quỳ xuống xin lỗi phế vật Hà Liên trước mặt nhiều người như vậy. Thế là lúc này thiên đạo phản ứng dữ dội, sấm sét xuất hiện trên đầu phiên tử. Giang Ngư Nhi ở bên cạnh mỉa mai, chúng ta sẽ không miễn cưỡng nếu phiên tử trưởng lão không sợ sự trừng phạt của thiên đạo. Nội tâm phiên tử vùng vẫy, cô khụy xuống đất, mở miệng nói, nhị sư tỷ, ta xin lỗi, xin hãy tha thứ cho ta vì đã vô lễ với người. Trong khoảnh khắc quỳ gối này, Hà Liên đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Kể từ năm đó khi xảy ra chuyện, ta không yêu cầu bất kỳ thứ gì, cũng không hy vọng những người đã châm biếm, xem thường ta nói với ta một tiếng xin lỗi. Nhưng hiện tại nghe được, lại đột nhiên cảm thấy vì tranh giành quyền lợi mà lãng phí trăm năm thời gian, thật là lãng phí. Con người không phải vì người khác mà sống, họ có xin lỗi hay không, cũng không ảnh hưởng gì đến việc ta muốn theo đuổi đại đạo. Hà Liên lạnh nhạt nói, cõi trần theo phong ấn, nhân quả đều tùy duyên. Nói xong, giọt nước mắt pha lê rơi xuống. Đúng vào lúc này, một đạo hỏa long chui từ đất lên vây quanh Hà Liên, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đây thế mà lại là hỏa long do bổn mệnh linh hỏa của nhị trưởng lão ảo hóa thành, thì ra nhị trưởng lão đã khôi phục thực lực luyện đan rồi. Hức Nguyệt vô cùng kinh hỉ, quay lại rồi, luyện đan sư nhiệt huyết tràn trề đó quay lại rồi. Nhị tỷ cuối cùng đã nhìn thấu tâm ma, bổn mệnh linh hỏa lại thức tỉnh rồi. Phiên tử nội tâm kinh hãi, chẳng trách cô ta có thể luyện chế ra nguyên phách đan. Thì ra bổn mệnh linh hỏa đã khôi phục rồi, không được, tin tức này nhất định phải lập tức thông báo cho đại sư huynh, bằng không sẽ ảnh hưởng đến đại kế của chúng ta. Sau đó liền hóa thành một đạo tử quang bay lên trời, chỉ lưu lại một đạo âm thanh. Giang Ngư Nhi, khuất nhục hôm nay, bổn tọa tạm thời ghi nhớ. Điển lễ dung nham mật cảnh 3 tháng sau liền xem ngươi có được may mắn như hôm nay không. Giang Ngư Nhi kiêu ngạo đáp trả, sợ ngươi không bằng, lẽ nào ngươi vẫn muốn quỳ một lần nữa sao? Hà Liên từ không trung hạ xuống, ánh mắt đầy dịu dàng gọi một tiếng Giang Ngư Nhi, sau đó đột nhiên xông tới, ôm chặt lấy anh ấy một cái, nhẹ nhàng nói, cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, có lẽ cả đời này ta cũng tìm không được bản thân ban đầu nữa rồi. Giang Ngư Nhi bị vật thể to lớn tập kích, trong lòng kinh hỉ, nhưng quả thực chèn ép thở không nổi. Dãy dụ ấp a ấp úng nói, nhị sư thúc, ta sắp tắc thở rồi. Không phải chứ, ta vừa mới thức tỉnh đã kêu ta đi làm việc. Thân là bổn mệnh linh hỏa của Nguyên Sơ Thánh Điện nhị trưởng lão Hà Liên, trăm năm trước ta lâm vào giấc ngủ sâu, hôm nay đột nhiên thức tỉnh, thật không ngờ chuyện đầu tiên sau khi vừa tỉnh, thế mà lại là luyện chế Vạn Dư Mai Linh Nguyên Đan, loại đan dược cấp thấp này, ta thật là cạn lời, hơn nữa là vì giúp tên tiểu tử Giang Ngư Nhi này thu phục lòng người. Bỏ đi, ai kêu hắn đã giúp rất lớn, nhìn thấy Hà Liên bá khí luyện đan, Giang Ngư Nhi cả mặt chấn kinh, thủ pháp này cũng thật bạo lực quá đi. Hứa Nguyệt cũng đang ở một bên cảm thán, hơn trăm năm rồi chưa được nhìn thấy nhị tỷ tràn trề sức sống luyện đan như vậy. Quay đầu nói với Giang Ngư Nhi, đây đều là công lao của tiểu Ngư Nhi ngươi a. Giang Ngư Nhi vui vẻ tươi cười, ha ha, sư tôn nặng lời rồi, đệ tử cũng chỉ là vô tâm trồng liễu, tận dụng triệt để, tận lực hết mình mà thôi. Một khắc sau, đan thành, chỉ thấy từng viên đan dược từ trong đan đỉnh mà bay ra, ao ao theo ngàn đường bay xuống trước mặt đám đệ tử. Chúng đệ tử vui mừng không thôi, nhao nhao cảm thán nhị trưởng lão thật là lợi hại, từ lúc nhập môn đến nay chưa từng nhìn thấy nhiều linh nguyên đan thế này, có những đan dược này. Xong một trận đến dung nham bí cảnh đó cũng mắt chắc thêm mấy phần. Hứa Nguyệt nhìn thấy mọi người đều đã lấy được đan dược liền phân phó, mọi người đều giải tán đi, nhị trưởng lão cần phải nghỉ ngơi. Chúng đệ tử đáp ứng một tiếng liền cáo lui hết. Sau khi nhìn thấy đám người đều tản đi, Hứa Nguyệt và Hà Liên đều là biểu tình ngưng trọng. Giang Ngư Nhi không hiểu cho nên hỏi bọn họ vì sao đều mặt ủ mày cao. 3 ngày sau, dung nham bí cảnh sẽ bắt đầu, thánh chủ đặc biệt để một đệ tử mới như ngươi cũng tiến vào, vốn dĩ đây cũng là một chuyện tốt. Nhưng lần này chủ trì bí cảnh lại là phiên tử và chú á, ngươi trước sau đều đã hung hăng đắc tội bọn chúng, khẳng định sẽ mượn cơ hội báo thù. Thánh chủ cũng hy vọng tiểu Ngư Nhi ngươi lại không ngừng đả áp và cận chiến trong trưởng thành. Nếu như trên đường chết đi, vậy nói rõ ngươi hoàn toàn không phải thiên tài. Thánh chủ bởi vì tông môn sẽ không màng sống chết của bất cứ ai. Hà Liên đột nhiên nói, tiểu Ngư Nhi, ngươi ăn phế đan km đều có thể tăng lớn, ta lập tức luyện chế cho ngươi một loạt mạnh hơn, vậy há chẳng phải muốn bay luôn sao? Ai biết Giang Ngư Nhi ngại ngùng cười một cái, thực ra, hiệu quả của độc đan càng tốt hơn, loại bình thường ngược lại là không được. Hà Liên bừng tỉnh, chả trách ngươi nói đan dược của ta ăn ngon, thì ra là nguyên nhân thể chất. Hà Liên trầm ngâm một lát, nếu như muốn độc tính càng lớn càng tốt, loại đan dược này, ta ngược lại cũng có thể luyện. Hà Liên liền chuẩn bị cho Giang Ngư Nhi luyện chế một loại độc đan siêu cấp giúp hắn nhanh chóng thăng cấp thực lực. Trong phòng luyện đan, Hà Liên biểu tình nghiêm túc, trong hai lòng bàn tay linh khí cuồn cuộn. Trong lò đan bốc ra khí xanh ảo ảo, chậm chậm bao trùm bốn phía. Nhìn thấy cảnh tượng này, Giang Ngư Nhi vui mừng kêu to, nhị sư thúc thật giỏi a, vừa nhìn liền biết đan dược này không tầm thường. Sau đó Hà Liên khẽ gõ lên đan đỉnh, chuẩn bị mở lò, thành rồi. Một cỗ chất lỏng màu lục từ trong lò chảy vào trong chén Hà Liên đã chuẩn bị sẵn.
đây, thế mà còn bốc ra bọt khí. Nhìn thấy vẻ ngoài này, Lão Oai và Kỳ Vân kinh ngạc muốn rớt cả hàm. Thế mà không phải thể rắn, là thể lỏng, nhị cô nương là dùng canh của đan đỉnh hầm sao? Hà Liên đắc ý mới, cái này sao, là ta đặc biệt luyện chế cho tiểu ngư nhi đó, xúc hợp 9981 loại dược liệu chân quý, phối hợp bổn mệnh linh hỏa của ta hầm chế mà ra. Không đúng, độc dịch luyện chế mà ra, ta đặt tên cho nó là Cố Bản Bồi Nguyên, aha, muốn mạng ngươi 3000. Nhìn cốc dịch thể bốc ra bọt xanh, tản phát u linh khí đó, đám người nghi hoặc, cái tên này không phải là quá lớn rồi chứ? Không, các ngươi không hiểu, nhớ lúc đầu ta ở chiến trường thánh vực tìm một con địa long thú tam giai làm thí nghiệm, các ngươi đoán kết quả thế nào, trực tiếp chết thảm, linh hạch đều nổ tung. Ta đệt, cường như vậy sao? Chỉ nghe Hà Liên tiếp tục nói tiếp. Không chỉ như vậy, sau khi con địa long đó chết, mặt đất xung quanh tử thi mười mấy mét toàn bộ đều nhiễm thành màu máu đen. Trong mười mấy năm sau, chim bay không qua, con người động vật không sống nổi, có thể nói là xương trắng như núi, máu chảy thành sông. Hơn nữa đây còn chưa phải là mạnh nhất, sau đó có một vị kim đan cảnh cường giả đi nhầm vào cấm khu, không cẩn thận dẫm phải thi thể địa long đó. Kim đan lúc đó chính là nổ tung, đám người toát mồ hôi lạnh, cư nhiên mạnh như thế. Giang Ngư Nhi nghĩ, độc dịch bá đạo như thế, tiềm long thể chất này của ta chịu nổi sao? Nhìn thấy đám người bị dọa sợ, Hà Liên lại tiếp tục nói, độc dược này khá là nghịch thiên, nhưng có khuyết điểm chí mạng, chính là phải chia 3 giai đoạn, một ngày 30 liều, liên tiếp 3 ngày mới phát huy độc tính. Giang Ngư Nhi vừa nghe nhất thời thở phào một hơi, chậm chậm dụng có lẽ chịu được. Hiện tại cách dung nham bí cảnh vừa hay còn 3 ngày, loại lương dược này điều chế riêng cho ta, nói rồi liền xông về phía Hà Liên, hét lớn, nhị sư thúc, mau cho ta uống đi, ai ngờ Hà Liên lại cả mặt tươi cười nói, tiểu ngư nhi đừng gấp, này không phải là uống nha. Giang ngư nhi sững sờ, không phải uống, vậy sử dụng như thế nào? Chỉ nghe soạt một tiếng, một ống tiêm khổng lồ đã xuất hiện trong tay Hà Liên, phải dùng cái ống tiêm này tiêm vào trong người ngươi. Giang Ngư Nhi bị dọa cho liên tiếp lùi về sau, run rẩy nói, nhị sư thúc, ngươi đang đùa sao, thứ đồ chơi này sẽ chơi chết mạng người đó. Người đàn ông này bị vứt xuống từ trên cao, mà dưới mông là một cái kim thép dài. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, 3 ngày tiếp theo đó, ở đào thù mật cảnh này, cả ngày đều vang vọng tiếng kêu thảm như vậy. Giang Ngư Nhi hai chân run rẩy, chống gậy gỗ nâng mông, cuối cùng chịu tới một châm cuối cùng. Mấy ngày này trải qua đều không phải ngày tháng của con người, lại là một tiếng thét đau thấu tim gan. Cuối cùng kết thúc rồi, tiếp đó dược tính liền sắp phát tác, ngươi phải chuẩn bị cho tốt. Đột nhiên oang một tiếng, một sợi hắc khí từ trong cơ thể Giang Ngư Nhi xuyên ra, sau đó những hắc khí này càng ngày càng nhiều, hình thành một quả cầu tròn đem Giang Ngư Nhi bao trong giữa. Mà lúc này Giang Ngư Nhi cũng tiếp nhận được thông báo của hệ thống. Túc chủ gặp phải bạo kích của độc dược chí mạng, tiềm long có thể chuyển hóa trong, cái gì, máy chủ nhà ngươi không phải là song hạch sao? Giang Ngư Nhi đợi hệ thống vận hành một khoảng thời gian. Cuối cùng tinh một tiếng, hệ thống hạch thực hoàn tất. Chúc mừng túc chủ, lần này tổng cộng thu được 18.888 điểm năng lượng tiềm long. Xét thấy túc chủ, lần đầu tiên giành được điểm năng lượng lớn như vậy, kích thích hệ thống khen thưởng, phần thưởng lần này năng lực đặc thù, tụ linh. Năng lực này nghe có phải rất châu bò không? Hệ thống tiếp tục biểu thị, túc chủ có thể sử dụng 1.888 điểm năng lượng tiềm long. Đem linh khí tự thân nén lên 1.888 lần, hình thành một viên dược hoàn linh khí dùng để chiến đấu. Uy lực của viên dược hoàn này tương đương một kích mạnh nhất của cường giả trúc cơ đỉnh phong. Giang Ngư Nhi nội tâm chấn kinh, dược hoàn này cũng thật ghê gớm a, mất đi rồi chính là muốn đối thủ phải chơi xong, tình tiết đều đi tới đây rồi, vậy chắc chắn phải làm ra một viên thử xem sao. Nói xong Giang Ngư Nhi vươn tay ra, lòng bàn tay âm thầm vận chuyển linh lực, trong miệng kêu, ngưng cho ta. Chỉ thấy từng đạo năng lượng ám đỏ điên cuồng ngưng tụ lại, hình thành trên tay một quả cầu năng lượng, dược hoàn thành hình. Giang Ngư Nhi mở to mắt nhìn, đây mẹ nó đâu phải dược hoàn, đây rõ ràng là lựu đạn a. Hệ thống lừa đảo này thế mà còn có thể kiểm chắc tư duy của túc chủ, trực tiếp đem dược hoàn linh khí này gọi thành lựu đạn, thật là cạn lời. Trên đại điện, một đôi nam nữ hai mắt nhắm chặt, lòng bàn tay chập vào nhau, ngồi khoanh chân. Trong miệng hai người đều tự tản phát ra một cỗ năng lượng, ngưng tụ lại trong không gian, tràn ra từng sợi linh lực màu hồng đem hai bao quanh. Hai người này chính là Mục Trần Cương và Lăng Ngữ. Thì ra Chu Á từ bên ngoài đã mang về cho Mục Trần Cương lô đỉnh song tu, thế mà lại là Lăng Ngữ. Một lúc sau, hai người tu luyện hoàn tất, Chu Á nhạt hỏi, Lăng Ngữ phần lễ gặp mặt này của vi sư thế nào? Lăng Ngữ thành thực lo sợ, lập tức quỳ xuống đất, miếng đáp, đa tạ sư tôn thu nhận vi đồ, còn để ta cùng Mục sư huynh tu luyện cùng nhau. Trải qua thời gian ngắn ngủi tu hành, tu vi đồ nhi đã mạnh lên, quả thực giống như nằm mơ. Mục Trần Cương nhạt liếc nhìn một cái Lăng Ngữ đang quỳ ở một bên, nội tâm nghĩ lô đỉnh sư tôn tìm rất không tồi à. Vậy thì tốt, sau này phải phối hợp thật tốt với Trần Cương, hắn có bất cứ yêu cầu gì, ngươi nhất định phải đáp ứng. Lăng Ngữ lập tức khấu đầu, đồ nhi đã hiểu, nhưng nội tâm lại rất phẫn hận, đáng chết, Chu Á này thu ta là đồ, thế mà lại là muốn để ta làm lô đỉnh cho Mục Trần Cương. Mục Trần Cương ở một bên cũng nói, có sự giúp đỡ của Lăng Ngữ sư muội, thực lực của ta nhất định sẽ đột phi mãnh tiến. Dung nham mật cảnh khảo luyện lần này nhất định sẽ khiến Giang Ngư Nhi có đi không có về, rửa sạch nỗi nhục ngày trước.
Ừm, hai người các ngươi liên thủ, thực lực đã đạt tới trúc cơ kỳ, Giang Ngư Nhi có lợi hại hơn nữa cũng chẳng qua là mao đầu tiểu tử luyện khí kỳ mà thôi. Lần này tiến vào dung nham bí cảnh xử lý xong Giang Ngư Nhi, bất quá chỉ là một chuyện nhỏ trong đó, ngoài ra vẫn còn có một nhiệm vụ càng quan trọng hơn, nhất định phải cướp được dung nham châu. Mục Trần Cương vô cùng kinh ngạc, dung nham châu chính là căn bản của cả dung nham bí cảnh này, chỉ có hai người ta và Lăng Ngữ Sư Muội sợ là. Đến lúc đó tự nhiên có người phối hợp các ngươi, nói rồi Chu Á ném ra một cuộn trục. Đây là bản đồ vị trí sở tại của dung nham châu. Thời gian không còn sớm, các ngươi xuất phát đi. Sau đó hai người Mục Trần Cương rời khỏi đại điện. Nhưng hai người lại là trong lòng ôm tâm tư xấu xa riêng, Mục Trần Cương sắc mặt dữ tợn. Nếu như lần này ta có thể có được dung nham châu, thực lực chắc chắn sẽ trực tiếp tấn thăng lên kim đan cảnh, đến lúc đó liền có thể đem sư tôn ăn sạch sẽ. Mà Lăng Ngữ cũng ý thức được tính quan trọng của dung nham châu, nhất định là một thứ bảo vật tuyệt thế. Chỉ cần cô ta có thể nắm được trong tay, liền có thể thoát khỏi hai kẻ sư đồ ác tâm này. Sa mỏng chậm chậm, hai đạo thân ảnh khắc khổ tu luyện. Chu Á phân phó MCT và Lăng Ngữ đi đến dung nham bí cảnh. Sau đó liền quay về nội đình, một bóng người cao lớn tuấn tú xuất hiện, chính là đại sư huynh Triệu Tinh Thần. Chỉ nghe hắn hỏi, sự tình đều an bài rồi chứ? Chu Á lộ ra vẻ mặt si mê đáp, chuyện đại sư huynh dặn dò, ta đã toàn lực sắp xếp thỏa đáng. Triệu Tinh Thần nắm tay Chu Á nhẹ nhàng nói, ừm, lần này ta có thể đột phá kim đan, đạt tới tầng lớp cao thủ đỉnh phong của thánh vực đại lục hay không, đều xem kế hoạch lần này có thể thành công hay không đó. Chu Á mặt mang đào hoa ánh mặt chứa sắc xuân, sư muội nhất định giúp đại sư huynh đăng lên đỉnh cao. Sau đó hai người liền bắt đầu tu luyện, chính là cái gọi là một ngày không luyện công, không bằng luyện đập gạch. Một bên khác, trong đào thù bí cảnh, đám người Hứa Nguyệt nhìn Giang Ngư Nhi vẫn đang bị cô năng lượng màu đỏ bao lấy, mặt đầy lo lắng. Thời gian xuất phát đến bí cảnh mau chóng tới rồi, sao hắn vẫn còn chưa ra chứ, sao phải độc chết rồi chứ? Hà Liên đáp trả, làm sao có thể, Giang Ngư Nhi thiên phú dị bẩm tuyệt đối sẽ không có chuyện đâu. Chính lúc này, đột nhiên ầm một tiếng, Giang Ngư Nhi xoáy khí rơi xuống mà những người khác đều không có được. Hứa Nguyệt nói với Giang Ngư Nhi, dung nham bí cảnh khảo luyện lần này là cơ duyên cũng là khảo nghiệm, viên đan dược này có lẽ có thể giúp được người. Nói rồi liền móc ra một viên dược hoàn phát ra dị sắc. Nhìn thế đan dược Hứa Nguyệt lấy ra, Hà Liên vô cùng kinh ngạc, thất muội, ngươi thế mà lại muốn đem thiên sát kim đan đạt được ở trong thời không bí cảnh cho Giang Ngư Nhi. Giang Ngư Nhi mặt đầy bối rối, thiên sát kim đan rất lợi hại sao? Hứa Nguyệt nhàn nhạt nói, viên đan dược này dường như đã vượt qua giới hạn trên của thế giới này của chúng ta. Với suy đoán của ta, lúc viên đan dược này trong lúc thành đan gặp được tôi luyện của lôi kiếp là sự tồn tại đến ông trời đều muốn diệt trừ, cho nên ta mới gọi nó là thiên sát kim đan. Hà Liên khuyên ngăn nói, viên đan dược này có liên quan đến bí cảnh, chuyện liên quan đến thất muội có thể khôi phục hay không, hơn nữa cũng không biết có tác dụng gì, tiểu ngư nhi dùng không thích hợp đâu. Nghe thấy lời này, Giang Ngư Nhi liền nghĩ đem đan dược trả lại cho Hứa Nguyệt. Nhưng Hứa Nguyệt lại nói cô ấy tự có dụng ý, sức mạnh nội thể của Giang Ngư Nhi và thiên sát kim đan có chút tương đồng, đều có thể giúp cô ấy khôi phục chân thân, viên đan dược này đặt trong tay Giang Ngư Nhi có lẽ sẽ có hiệu quả không ngờ tới. Giang Ngư Nhi lúc này mới vui vẻ thu nhận. Trước khi Giang Ngư Nhi xuất phát, sư tôn Hứa Nguyệt cho ban cho thiên sát kim đan, nhị sư thúc Hà Liên, mấy ngày này luyện cho hắn 20 vạn viên linh nguyên đan. Lão oai cũng không chịu thua kém cho hắn một cái, bản tính. Giang Ngư Nhi kinh ngạc, đây lẽ nào chính là bản tính như ý trong truyền thuyết? Đại quảng trường của Nguyên Sơ Thánh Địa dung nham bí cảnh, lối vào khổng lồ sừng sững ở trung ương. Lúc này trên quảng trường đã tu tập đám người lít nhít đều đang tạo nhóm với nhau. Sức mạnh của đội nhóm trung quy vẫn lớn hơn một mình. Trên đỉnh núi, hai thân ảnh xinh đẹp xuất hiện. Lục muội sự tình đều đã an bài xong rồi chứ, ta hành sự ngươi yên tâm. Bảo đảm khiến Giang Ngư Nhi cô độc một mình, đến một bạn nhóm cũng không có, ngươi a, hà hà. Ta đã đem lệnh bài thân phận của Giang Ngư Nhi định vị đến chỗ viêm độc trì rồi, chỉ cần hắn tiến vào, không chết cũng tàn phế. Chu Á gật đầu nói, vậy thì tốt, đồ đệ của Hứa Nguyệt chỉ cần còn sống thì hậu họa vô cùng, nhất định phải diệt trừ. Phiên tử đem phi tiêu chơi đùa trong tay, lạnh giọng nói, giết chết tiểu Ngư Nhi chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, chuyện của đại sư huynh mới là quan trọng nhất, xin đừng trễ nải. Chu Á hơi kinh ngạc, đại Diệp Huyền cũng nói với ngươi, đó là đương nhiên, ta còn phải tự mình giúp đỡ. Thì ra ngươi chính là người thần bí đại sư huynh an bài Mục Trần Cương. Không cần kinh ngạc như vậy, quan hệ của ta và đại sư huynh không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Nói rồi liền hóa thành một đạo ánh sáng tím bay mất. Chu Á nghiến răng nghiến lợi, phiên tử đáng chết này, thế mà dám cùng ta giành đại sư huynh, sớm muộn gì cũng phải xử lý ngươi. Một bên khác, Giang Ngư Nhi đến được quảng trường, một đám cuồng tín ào ào xông tới, muốn cùng sơ giai đệ tử đại sư huynh này tạo nhóm. Nội tâm Giang Ngư Nhi vui như nở hoa, thì ra ta được hoan nghênh như vậy a. Chính lúc hắn định chủ động nhậm vai diễn, một trận gõ chiêng canh canh đã ngắt lời anh ấy. Thì ra là Mục Trần Cương và Lăng Ngữ đang triệu hoán đệ tử tạo nhóm, đồng thời tuyên cáo đội viên gia nhập đội mỗi người sẽ nhận được 20 viên linh nguyên đan. Nghe thấy đãi ngộ bên này hậu hĩnh như vậy, người vốn dĩ vây quanh Giang Ngư Nhi lập tức giảm xuống. Một đám ong vứt bỏ Giang Ngư Nhi ảo não không thôi, đại sư huynh ta ưu tú như thế này lẽ nào không so được với 20 viên linh nguyên đan đó.
quay đầu liền phát hiện thế mà còn sót một người không đi, lập tức tiến lên khen ngợi một lượt, vẫn là vị tiểu sư đệ này có nhãn quang. Ai biết người này thân thể hơi hơi run rẩy, mặt đầy vạch đen khẽ nói, kỳ thực ta cũng muốn đi qua bên đó, nhưng không biết là con chó mẹ nào nuôi, giẫm trúng chân lão tử, hiện tại ta động không được. Nhìn thấy Giang Ngư Nhi, Lạc Long, Lăng Ngữ đi tới, Dương Oai nói Lục trưởng lão đã thu ta làm đệ tử, còn ban thưởng cho 1000 viên linh nguyên đan, ngươi e là cả đời này đều chưa từng gặp qua nhiều đan dược như vậy nhỉ. Ai biết Giang Ngư Nhi lại nhàn nhạt nói, xác thực chưa từng thấy ít như vậy. Nói rồi chỉ thấy trong tay hắn linh lực chậm chậm vòng quanh, sau đó hai ngón chỉ thiên soạt một tiếng, 200.000 viên linh nguyên đan nháy mắt quẩn quanh trên đầu, đem bầu trời đều nhuộm thành màu hoàng kim. Lăng Ngữ kinh ngạc mắt chó trừng lớn, Mục Trần Cương ở một bên cũng như gặp phải sét đánh. Giang Ngư Nhi này sao lại có nhiều linh nguyên đan như vậy? Đám đệ tử chạy ngược cũng là kinh ngạc muốn rớt hàm. Lũ lượt muốn quay về trận doanh của đại sư huynh Giang Ngư Nhi, nhưng Giang Ngư Nhi há có thể cho đám gió thổi chiều nào theo chiều đó như bọn chúng sắc mặt tốt được. Sau đó vung tay một cái đem bọn chúng hất bay trên mặt đất. Thật ngại quá các vị, ta không cần nhóm nhiều những như thế. Sau đó chỉ vào tiểu béo mập vừa rồi nói, vừa rồi chỉ có vị huynh đệ này trước sau không rời không bỏ, ta cho ngươi 2000 viên linh nguyên đan dùng trước, không đủ lại tìm ta đòi. 2000 viên, tiểu béo mập vui mừng như điên, nội tâm nghĩ, chỉ là bị dẫm chân một cái liền có được nhiều đan dược như thế, tác giả đại đại, là cho ta hào quang của vai chính sao. Lúc này một âm thanh cô lãnh vang lên, ta vừa rồi cũng không đi, cũng muốn cho ta 2000 viên đan dược. Chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp đầu tết hai búi tóc tròn, thân mặc váy hồng phấn, xuất hiện trước mặt Giang Ngư Nhi. Trong đám đệ tử cư nhiên cũng có muội tử phong cách chất lương sáng như này sao. Giang Ngư Nhi nhất thời liền đem tiểu béo mập quẳng đi. Tiểu béo mập lại là nhắc nhở đại sư huynh, ngươi phải cẩn thận a, cùng nữ nhân này lập đội nguy hiểm quá lớn rồi. Giang Ngư Nhi không hiểu sở dĩ trong lòng thầm nghĩ, xác thực nguy hiểm. Thân hình đẹp như vậy, nắm bắt không tốt rất có thể muốn cuối tuần xong tu rồi. Tiểu béo mập tiếp tục khuyên ngăn, nữ tử này tên là Lâm Thiểm Nghệ, là đồ đệ của Ngũ trưởng lão. Năm đó Ngũ trưởng lão trộm chí bảo của tông môn, Phong Băng Châu, phản tông chạy trốn chỉ để lại một đệ tử này, hiện tại tông môn mỗi lần có hoạt động, cô ta đều bị chĩa mũi cô lập. Thì ra là như vậy, chả trách không nghe sư phụ bọn họ nhắc quá đến Ngũ trưởng lão. Giang Ngư Nhi lâm vào trầm tư. Dẫu sao thân phận của ngươi đặc thù, cho ngươi 2000 viên linh nguyên đan không thích hợp. Lâm Thiểm Nghệ kinh ngạc, quả nhiên như vậy. Chuyện năm đó sau khi xảy ra ta liền gặp phải vô số ánh mắt lạnh lùng, người người đều sợ bị liên lụy, vốn tưởng đại sư huynh mới vào sẽ không như vậy, thật không ngờ. Lâm Thiểm Nghệ cảm thấy thất vọng xoay người liền muốn rời đi. Tiểu béo mập thở phào một hơi, đại diệp huyền thật lợi hại, không có bị sắc đẹp che mờ hai mắt. Ai ngờ Giang Ngư Nhi lại kêu Lâm Thiểm Nghệ đứng lại, ngươi hiểu lầm ý ta rồi, 2000 viên linh nguyên đan không ngươi không thích hợp, ngươi nên lấy 2000 viên mới đúng. Nói rồi đan dược che trời dập đất từ trong chữ vật giới của Giang Ngư Nhi bay ra, Lâm Thiểm Nghệ ngây ngốc tại chỗ. Tiểu béo mập cũng là kinh ngạc rớt cằm, thứ hàng này xác thực không có bị che mờ hai mắt, mà là cả người đều rơi vào mỹ sắc rồi. Sau đó tiến lên hỏi đại sư huynh, ngươi xác thực muốn cùng cô ta một đội, coi chừng trên chữ sắc có treo một con dao đó. Giang Ngư Nhi chà một chút liền ra lửa rồi, đại sư huynh ta là người như thế sao, ta chỉ là đơn thuần nhìn chúng người như cô ấy. Hơn nữa phản tông môn rồi bỏ trốn là sư tôn của cô ấy liên quan gì đến cô ấy, vì sao phải chút giận lên người cô ấy. Trong mắt ta cô ấy cùng các đệ tử khác giống nhau, há có thể vì sợ bị liên lụy liền làm trái lại lương tâm sao. Giang Ngư Nhi nói tới hùng hồn mãnh liệt, ngôn từ chính nghĩa, nội tâm lại nghĩ sóng này không phải vẫn bị ta chặn được sao. Lâm Thiểm Nghệ lúc này nghe thấy những lời của Giang Ngư Nhi, nội tâm nhỏ bé cũng là thình thịch nhảy loạn. Đại sư huynh này xác thực là không giống mọi người. Tiểu đội ba người liền cứ như vậy mà thành lập xong. Lối vào dung nham bí cảnh, người đông nghìn nghịt. Lục trưởng lão Chu Á vững vàng đứng trên không trung, mở miệng nói, thông đạo tiến vào bí cảnh đã khởi tạo, các vị sẽ được tùy cơ đưa đến các chỗ của mật cảnh. Các ngươi phải cẩn thận nha. Sau đó nhìn Giang Ngư Nhi một cái, trong lòng cười lạnh, không ngờ thế mà lại vẫn có thể tìm được đồng đội, bất quá ta sẽ không để ngươi dễ dàng đâu. Giang Ngư Nhi sớm đã có giác ngộ, lúc trước đắc tội Chu Á này, thứ hàng này nhất định sẽ tìm phiền phức, nhất định phải cẩn thận chút. Nghĩ rồi liền kéo tay hai vị đồng đội sau lưng rảo bước về phía lối vào mật cảnh. Quả nhiên, Chu Á mặt cười đầy xấu xa, ta đã điều chỉnh độ khó mà ngươi tiến vào đến trúc cơ kỳ, xem ngươi không cầu ta như thế nào ra ngoài. Chỉ thấy Giang Ngư Nhi tay trái kéo muội tử, tay phải kéo tên béo, quanh người chớp lên một đạo kim quang, tốc độ cực nhanh bay về phía lối vào. Lúc Giang Ngư Nhi đang muốn xuyên qua bình chướng, một cỗ lực siêu mạnh, chỉ nghe thấy bật ngược trở ra, chỉ thấy ầm một tiếng, ba người ngã bay ra. Giang Ngư Nhi và Lâm Thiểm Nghệ ngã trên mặt đất trượt 27 mét, đế giày đều suýt chút bị mài phẳng luôn. Tiểu béo mập cũng lộ ra độ mặt dày kinh người. Lấy năng lượng vừa rồi phán đoán, độ khó tiến vào của kết giới đã đạt tới trúc cơ kỳ. Xem ra Lục trưởng lão, lão Lục này quả nhiên ra tay rồi. Chính lúc này, Chu Á từ không trung hạ xuống sau lưng đám người Giang Ngư Nhi. Giang Ngư Nhi, ban đầu ta đã nói qua, làm người lưu lại một đường ngày sau gặp mặt tốt. Nếu như ngươi lúc đó chỉ cần một chút tài nguyên tu luyện, đều cũng sẽ không chút keo kiệt mà cho ngươi. Nhưng ngươi lại cứ luôn khiến ta nhục nhã, tôn nghiêm của trưởng lão há có thể dễ dàng để ngươi chà đạp. Lối vào bí cảnh lần này do ta phụ trách, ngươi đừng mong tiến vào.
Giang Ngư Nhi đáp lại, những thứ tài nguyên gì đó của ngươi, đối với thiên tài như ta mà nói căn bản không hiếm lạ. Kha kha, thật là tiểu tử miệng lưỡi sắc bén, ngươi hiện tại đến bí cảnh đều không đi vào được, ai cho ngươi dũng khí tự khoe thiên tài. Tiểu béo mập giống như ăn phải trứng gà thối, không tiến vào nổi bí cảnh, vậy chúng ta cũng không có cơ hội rồi. Chu Á lộ ra biểu tình cao cao tại thượng, chỉ cần thoát khỏi đội của Giang Ngư Nhi, ta lập tức thả các ngươi tiến vào. Ai ngờ tiểu béo mập lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Không được không được, ta nhất định phải cùng đội với đại sư huynh, bằng không liền uổng phí đại sư huynh cho ta nhiều linh nguyên đan như vậy. Lâm Thiểm Nghệ cũng là thái độ kiên định, một lần bí cảnh tu luyện mà thôi, lớn không được không đi nữa. Chu Á thở hổn hển, đám tiểu nhãi danh các ngươi, thế mà lại ngu đần như vậy. Giang Ngư Nhi nhìn thấy thái độ này của hai người, hai tay ôm quyền, đa tạ sư đệ sư muội không rời không bỏ, các ngươi yên tâm, bí cảnh này ta chắc chắn có thể mang các ngươi tiến vào. Ha ha ha, đừng nói khoác nữa, ngươi chỉ là một luyện khí kỳ, lấy đâu ra tự tin xông vào trúc cơ cảnh, kết giới độ khó. Nếu như rơi xuống nham độc trì này, luyện khí kỳ chắc chắn chết không nghi ngờ. Chu Á đem độ khó tiến vào của dung nham bí cảnh tăng lên riêng cho Giang Ngư Nhi đến trúc cơ kỳ, vốn tưởng nhất định có thể khiến hắn cúi đầu cầu xin, thật không ngờ tên tiểu tử thối này lại nêu ra đánh. Trong lòng Chu Á có chút kiêng dè, liền mở ra đạo lộ, ta phải xem ngươi như thế nào tiến vào. Tiểu béo mập nội tâm chấn kinh, đại sư huynh thật là lợi hại, đến lục trưởng lão cũng dám thách đố. Sau đó móc ra vở ghi chép, đem nguyên sơ thánh địa sinh tồn pháp tắc chỉ nam viết thêm điều thứ 7, không thể đánh cược cùng Giang Ngư Nhi. Chỉ thấy trong tay Giang Ngư Nhi cực nhanh đã ngưng tụ ra thủ lôi, hướng về bình chướng liền mất đi. Đây chính là một kích so với trúc cơ kỳ còn đỉnh cao hơn, đánh vỡ một cái bình chướng vẫn không phải là hành động dễ dàng. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, bình chướng lập tức nổ tung, lộ ra thông đạo chuyển hướng bên trong. Chu Á vô cùng kinh ngạc, đó là thứ đồ gì, cư nhiên lại có thể phát ra một kích của trúc cơ căn đỉnh cao. Cũng may không có thách đố, bằng không lại bị mất mặt rồi. Lâm Thiểm Nghệ cùng Tiểu Mập cũng bị hành động này làm cho ngây ngốc, đơ luôn lại chỗ. Giang Ngư Nhi lập tức bắt lấy hai người, soạt một cái từ trước mặt Chu Á bay qua, xông vào trong bí cảnh. Chu Á hung ác nói, tiền vào thì lại thế nào, vẫn không phải là lạc chết trong viêm độc trì hay sao. Bên trong mật cảnh, Hồng Nguyệt Lăng Vô, một hồ nước cực lớn tỏa ra những tia khắc khí. Nhìn hoàn cảnh chính là vô cùng hung hiểm, đột nhiên một đạo lưu quang xoẹt qua, rơi đến bên hồ. Thân ảnh của Mục Trần Cương và Lăng Ngữ xuất hiện. Mục Trần Cương độc ác nói, chúng liền ở đây đợi Giang Ngư Nhi rơi xuống viêm độc trì này nổ tung mà hết đi. Lăng Ngữ nghi hoặc hỏi, hồ nước này có thể giết chết tu sĩ luyện khí đỉnh cao sao? Đó là đương nhiên, nhiệt độ trong viêm độc trì này đã vượt quá 2000 độ. Thân xác bình thường rơi xuống song chịu không nổi quá 3 giây, hơn nữa bên trong có chứa độc tố hỏa diễm, cho dù là đệ tử luyện khí đỉnh cao nhiễm phải cũng lập tức chết. Chính vào lúc này, một tên xui xẻo rơi xuống bên cạnh viêm độc trì, thật nguy hiểm, suýt chút nữa liền rơi xuống rồi. Lời còn chưa nói xong, lại một tên xui xẻo nữa bay cực nhanh mà nện xuống. Hai người cùng rơi vào viêm độc trì, cứu mạng còn chưa có hết ra, hai người liền hóa thành xương trắng u mịch. Hồ nước này cũng quá bá đạo đi, đó là đương nhiên, Giang Ngư Nhi này tất định chết không còn xương. Lời vừa dứt, một đạo kim quang hướng về bên mép hồ mà rơi xuống, hiển nhiên chính là ba người Giang Ngư Nhi. Mục Trần Cương đợi xem kịch hay, Lăng Ngữ ở một bên nội tâm cũng là ác độc nghĩ, Giang Ngư Nhi, lần này ngươi không ngoẻo, ta ngược lại lập tức ăn xít. Ba người Giang Ngư Nhi truyền nhập bí cảnh, thế mà lại xuất hiện phía trên viêm độc trì, thế này toi rồi, khẳng định lại là trò đùa dai của Chu Á. Giang Ngư Nhi thầm nghĩ, bản thân có hệ thống hộ thể, bách độc bất xâm, nhưng hai người sau lưng chắc chắn chịu không nổi, làm sao đây? Sau đó ba người rơi xuống với tốc độ cực nhanh, Lâm Thiểm Nghệ thế mà lại nhắm mắt, thầm nghĩ, thế này kết thúc cũng tốt, lại cũng sẽ không cảm thấy cô độc nữa. Tiểu Mập nhìn thấy bạn đồng hành bộ dạng vui vẻ chấp nhận như vậy, lòng nghĩ tâm của em gái cũng quá rộng lớn đi, cứ thản nhiên như vậy chấp nhận cái chết. Ta vẫn còn muốn sống à. Chính lúc này, Giang Ngư Nhi đột nhiên nắm lấy tay hai người, cánh tay dùng lực ném một cái, đi, ngươi, đem hai người từ trên cao ném ra. Ầm ầm hai tiếng, hai người rơi bên mép bờ. Mà Giang Ngư Nhi lại bổ nhào một tiếng rơi vào trong viêm độc trì. Nước hồ màu đỏ máu nhanh chóng nhấn chìm hắn, Lâm Thiểm Nghệ hét lớn, không, đứng lên muốn xông vào trong hồ, cũng may Tiểu Mập thể trọng chắc chắn, vững chãi kéo cô ấy lại, Lâm Thiểm Nghệ lớn tiếng trách mắng, ngươi mau bỏ ta ra, ta phải đi cứu hắn. Đại tỷ, độc tính của hồ nước này ngươi rất rõ ràng, ngươi xuống đó không phải nộp mạng sao? Hiện tại đại sư huynh e là đến mẩu vụn cũng không sót lại nữa rồi. Nghe thấy lời này, Lâm Thiểm Nghệ giống như gặp phải sấm sét, lập tức sững sờ tại chỗ, sau đó thân thể mềm nhũn rồi bệt xuống đất. Vì sao lại như thế này, không dễ dàng gì mới có một người ngay thẳng nhìn ta một cái, cứ như vậy không còn nữa. Lúc này, trên cây khổng lồ đằng xa xuất hiện một cái chân màu vàng kim. Nhìn thấy Lâm Thiểm Nghệ mặt mày ủ rũ bên bờ, nội tâm cảm khái nhiều năm như vậy, ngươi vẫn cảm tính như vậy. Thật khiến vi sư thất vọng, nếu không phải ta hiện tại có đại sự phải làm, thật muốn đi ra cho ngươi hai bạt tai. Hiện tại ngươi chỉ có thể tự mình bảo vệ mình cho tốt. Sau đó thân ảnh chớp hiện, biến mất giữa đêm tối. Lúc này, đệ tử gần đó chậm chậm vây xung quanh, trong miệng nghị luận, đại sư huynh Giang Ngư Nhi này cũng thật xui xẻo quá đi, vừa tiến vào mật cảnh liền mất toi tính mạng.
Lâm Thiểm Nghệ lập tức phản bác, đại sư huynh chắc chắn không sao, hắn có nhiều linh nguyên đan như vậy, hiện tại khẳng định vẫn đang dùng linh lực của đan dược chống lại sự xâm nhập của viêm độc. Lúc này âm thanh của Mục Trần Cương vang lên, Lâm Thiểm Nghệ chuyện đến nước này ngươi vẫn còn tự lừa mình dối người, uy lực của viêm độc trì này ngươi chắc hẳn rất rõ ràng, Giang Ngư Nhi không thể nào sống tiếp. Lâm Thiểm Nghệ mặt đầy nghiêm túc, ta đương nhiên biết sự lợi hại viên độc trì, nhưng ta càng tin tưởng thực lực của đại sư huynh, hắn nhất định có thể sáng tạo ra kỳ tích. Mục Trần Cương vẻ mặt dữ tợn, ban đầu Giang Ngư Nhi lợi dụng cách đánh cược sỉ nhục sư đồ ta, hôm nay chúng ta không ngại lại cược một lần, như thế nào? Nội tâm tiểu mập kinh động, đánh cược. Tất cả người cùng đại sư huynh đánh cược đều thua rồi, đây chính là nói rõ đại sư huynh có con át chủ bài gì đó, đến những trưởng lão cao cao tại thượng đều không rõ ràng. Tiểu mập ánh mắt dần trở nên kiên định, tuy lần này không phải là trực tiếp cùng đại sư huynh đánh cược, nhưng nội dung đánh cược là có liên quan đến hắn, lần này có thể thử một lần. Nếu như ngươi thua liền phải tự nguyện làm lô đỉnh cho ta chính là không có ác tâm như vậy với sư đồ các ngươi, nếu như ta thắng, 200.000 viên linh nguyên đan đó của ngươi đều thuộc về ta. Giang Ngư Nhi vì cứu Lâm Thiểm Nghệ và Tiểu Mập, bản thân rơi vào trong viêm độc trì. Lâm Thiểm Nghệ tin tưởng đại sư huynh nhất định có thể tạo ra kỳ tích. Mục Trần Cương dậu đổ bìn leo, liền muốn cùng cô ấy đánh cược một cái, nếu như ai thua liền phải trở thành lô đỉnh của đối phương. Mục Trần Cương sớm đã thèm thuồng đại mỹ nữ biệt hiệu Băng Tiên Ngọc Nữ này không thôi, lần này là một cơ hội lớn. Lâm Thiểm Nghệ nội tâm trần trừ, nếu như ta thua rồi, vậy há chẳng phải. Mục Trần Cương lớn tiếng cười nói, thế nào, không dám sao, ngươi không phải là luôn miệng một mực tin tưởng Giang Ngư Nhi có thể bình an vô sự sao, hiện tại như thế nào lại do dự rồi. Lâm Thiểm Nghệ đang muốn đáp trả, một âm thanh vang lên, đợi đã ta với ngươi cược, thế mà lại là Tiểu Mập. Hắn kiên định tin tưởng bảy đại pháp tắc sinh tồn nguyên sơ thánh địa mà bản thân tổng kết. Mục Trần Cương mặt đầy ghét bỏ, ngươi cùng ta đánh cược là chuyện gì? Tiểu Mập cắn răng, dường như hạ quyết tâm cực lớn, mặt mập hơi đỏ, thế mà lại có chút ngượng ngùng, thua cuộc ta liền làm lô đỉnh của ngươi. Mục Trần Cương lập tức nổi điên, ngươi đỏ mặt cái quả bóng bàn a, lão tử còn chưa đồng ý nữa. Tiểu Mập sắc mặt liền biến, thế mà lại xuất hiện những tia uy áp đáng sợ, như thế nào, ngươi ghét bỏ ta? Thân thể cường tráng này của ta không xứng với danh hiệu lô đỉnh sao, hay là giá trị nhan sắc của ta không bằng Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm? Mục Trần Cương dường như thu được kinh hãi, ngươi cái tên đàn ông ảo tưởng sức mạnh này, bữa tối hôm trước của ta đều bị ác tâm của ngươi ói hết ra rồi. Lâm Thiểm Nghệ nhìn thấy lòng tin của Tiểu Mập đối với Giang Ngư Nhi kiên định mà bản thân lại không có phần dũng khí này, quả thực không xứng làm đồng đội. Sau đó lớn tiếng nói, được, ván cược này ta nhận, chỉ có điều nếu ta thắng, 20 vạn viên linh nguyên đan của ngươi phải thuộc về ta. Mục Trần Cương hà hà cười một cái, không vấn đề. Mà Tiểu Mập ở một bên lại nói, đợi một chút, chỉ hai người các ngươi cược thì có ý nghĩa gì? Sau đó lớn tiếng hỏi mọi người vây xem, có ai nguyện ý thử thân thủ một lần, ta cược đại sư huynh còn sống. Nếu như ta thắng, các ngươi chỉ cần 1/3, còn nếu các ngươi thắng ta 1/10. Cư nhiên còn có chuyện tốt như vậy sao? Giang Ngư Nhi cho dù có bản lĩnh bằng trời cũng không thể sống được. Chuyện nhỏ như tặng đan thế này, Tiểu Mập làm cũng thành thạo quá a. Sau đó chen chúc nhau tới đặt cược. Mà lúc này, dưới đáy viêm độc trì, Giang Ngư Nhi ngồi khoanh gối, đang lợi dụng độc lực của viêm độc trì để nâng cao tu vi. Chỉ nghe thấy tiếng tinh tinh tang tang không ngừng bên tai. Hệ thống đang thông báo nhận được viêm độc công kích, giành được 20 vạn điểm tiềm long năng lượng. Cuối cùng sau khi đột phá 100 vạn điểm, hệ thống kích phát năng lực đặc thù mới ngự thú quyết. Giang Ngư Nhi kinh ngạc, loại kỹ năng này há chẳng phải có thể ngang nhiêu đi lại trên rừng rậm yêu thú sao? Đã quá, Giang Ngư Nhi duỗi cái eo lười biếng, chuẩn bị đi lên. Đột nhiên bên dưới truyền đến âm thanh xa xa, Giang Ngư Nhi lập tức cảnh giác. Nơi này một mảnh đen tối, là âm thanh gì đang phát ra? Đột nhiên một cái đầu lâu khổng lồ xuất hiện trước mắt Giang Ngư Nhi, ta đẹp, oi, oi, oi. Nghe thấy xin trả lời, nơi này có quái thú a? Giang Ngư Nhi yên ổn ở trong viêm độc trì tu luyện, cư nhiên quái vật có một cái đầu lâu xuất hiện trước mặt. Hắn thầm kinh ngạc, đây lẽ nào chính là viêm độc mãng trong truyền thuyết mà Kỷ Vân sư đệ từng nói sao? Yêu thú lợi hại nhất xung quanh dung nham bí cảnh liền chính là viêm độc mãng, thực lực có thể so được với trúc cơ đỉnh cao. Chẳng qua là ngươi tới cũng đúng lúc, vừa hay có thể luyện tập một chút ngự thú quyết vừa học được. Sau đó vận chuyển linh lực quanh người, trong miệng hét lớn, ngự thú quyết khai khởi. Chỉ thấy linh lực hai tay của Giang Ngư Nhi ngưng tu, hình thành từng cái ma trận hình vuông, không ngừng hướng tới thân thể viêm độc mang mà đè xuống. Giang Ngư Nhi toàn lực thi triển bí thuật, biểu tình hơi lộ ra vẻ điên cuồng, trong lòng thầm nghĩ, có một cái vật cưỡi trúc đỉnh cao, nghĩ thôi liền khiến người ta hưng phấn rồi. Đến lúc đó tại Nguyên Sơ Thánh Địa, ta chính là chàng trai xuất sắc nhất rồi. Mà đột nhiên đinh đong một tiếng, hệ thống như một chậu nước lạnh dội xuống, thuần hóa thất bại, trừ 1 vạn điểm năng lượng tiềm long. Người và rắn ngại ngùng nhìn nhau, loài người này giống như tên ngốc không quá thông minh. Giang Ngư Nhi sụp đổ, đây con mẹ nó còn có tỷ lệ thất bại, hào quang vai chính của ta đâu? Đột nhiên một tiếng gầm lớn, Giang Ngư Nhi giật mình tóc cũng nhảy dựng lên, sau đó một cái miệng lớn đỏ máu xông thẳng tới, vèo một cái liền đem Giang Ngư Nhi nuốt chửng trong bụng, lại còn ợ một cái ăn no. Xem ra năng lượng của gia hỏa này rất nhiều a. Bên trong bụng mãng xà, vương tay không thấy năm ngón, Giang Ngư Nhi mặt đầy ngây ngốc, ta đây là bị nuốt rồi, hệ thống này thật mẹ nó lừa đảo.
chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu thôi. Chỉ thấy Giang Ngư Nhi móc ra hai quả lựu đạn, năng lượng màu vàng kim chiếu lên khuôn mặt tà ác của hắn. Thật ngại quá rắn nhỏ, ngươi nếu đã đem ta nuốt cũng đã nuốt vào rồi, vậy ta liền không để ý, đem bụng ngươi làm to ra. Viêm Độc Mãng nhàn nhã vô tư chơi đùa trong hồ nước, đột nhiên cảm nhận được không đúng, sau đó ầm ầm mấy tiếng lớn vang lên, nó bị chấn động tới mức chút nữa động não, đột nhiên có chút ác tâm muốn nhả ra một ngụm. Một đạo ánh đỏ bắn ra, Giang Ngư Nhi ổn định lại thân hình, nhưng cũng tính là ra rồi. Đại gia chính là không tin, còn không thuần phục nổi ngươi. Sau đó một quả lựu đạn ngưng tụ, Viêm Độc Mãng cũng là lửa giận ngùn ngụt. Loài người đáng ghét này, thế mà lại làm thương đến tâm tạng của ta. Hai người một kích đối ầm, Viêm Độc chỉ bị chấn động sóng lớn cuộn trào, đám người trên bờ bị dọa tới mở to mắt chó đứng ngây ngốc. Đây nhất định là con Viêm Độc Mãng đó trong hồ đang tác oai tác quái. Giang Ngư Nhi này chắc hẳn chết chắc không nghi ngờ. Không biết Lâm Thiểm Nghệ và Tiểu Mập còn đang bảo vệ cái gì. Tiểu Mập nhìn thấy một loạt cảnh tượng này, trong lòng cũng là đánh trống, nhìn Lâm Thiểm Nghệ một cái nói: "Đại sư huynh sẽ không thật sự nghèo rồi chứ?" "Không, hắn chắc chắn không sao." Lúc này Mục Trần Cương tiêu sái bước đến, gần như có thể rồi, qua lâu như vậy, Kim Đan trưởng lão trong môn cũng không trụ nổi, càng đừng nói là Giang Ngư Nhi. Sau đó liếm cánh môi, một phát xông tới Lâm Thiểm Nghệ, miệng còn kêu căng nói: "Ngươi là của ta rồi." Ai ngờ lại bị một tay hất ra, như thế nào, là muốn ăn quỵt sao? Ta chính là chết cũng không để ngươi đạt được. Sau đó xoay người liền xông vào Viêm Độc Trì, Lâm Thiểm Nghệ mắt ngấn lệ, biểu tình thản nhiên: "Giang Ngư Nhi, nếu ngươi đã vì cứu ta mới bỏ mạng trong Viêm Độc Trì, vậy ta liền xuống đó bồi ngươi." Nhưng chuyện không như ý muốn, Mục Trần Cương chớp thân một cái liền cản trước mặt Lâm Thiểm Nghệ, lấy tấn lôi không kịp bịt tai trộm chuông, một chưởng đập trúng ngực cô ấy, đem Lâm Thiểm Nghệ đánh bay về trên bờ. Sau đó cười nhạt một tiếng: "Sớm đã phòng bị một chiêu này của ngươi, ngoan ngoãn làm lô đỉnh cho ta đi." Chỉ thấy Lâm Thiểm Nghệ chậm rãi đứng lên, miệng quật cường nói: "Mục Trần Cương, tuy rằng thực lực của ngươi mạnh hơn ta, nhưng ta muốn chết ngươi là ngăn không nổi ta." Mà Mục Trần Cương lại là bộ dạng rừng rưng, miệng nói: "Kỳ thật ngươi chết hay không ta ngược lại không quan tâm, chỉ là không thể để ngươi rơi vào trong Viêm Độc Trì thân xác không còn." Sau đó mặt lộ ra biểu tình biến thái: "Cho dù ngươi chết rồi, chỉ cần thân xác còn, ta cũng có thể nhân lúc còn ấm." Lời này triệt để chọc giận Lâm Thiểm Nghệ: "Ta phải giết ngươi." Mà Mục Trần Cương lại không né không tránh, chỉ là trong tay vận chuyển linh lực, chỉ nghe thấy xoẹt xoẹt hai tiếng, vô số đạo linh tuyến đem Lâm Thiểm Nghệ chặt chẽ cuốn lấy. Nhìn thấy tiểu mỹ nhân bị chế phục, Mục Trần Cương điên cuồng kêu: "Như thế nào, còn không phải là rơi vào tay ta sao?" Chính lúc Mục Trần Cương chuẩn bị nếm thử tư vị, Tiểu Mập chớp thân một cái chặn trước người Lâm Thiểm Nghệ, trong tay nhất thời ngưng tụ ra một khối lá chắn màu bích lục. "Mục Trần Cương CPS thể hay không cho ta một cái mặt mũi? Lâm Thiểm Nghệ dù sao cũng là đồng đội của ta, xéo ra. Đừng tưởng ngươi cùng thánh chủ có chút quan hệ liền dám nhúng tay vào chuyện của ta. Ngươi ở chỗ này của ta căn bản không có mặt mũi." Sau đó một đao chém ra, đem Tiểu Mập đánh bay. Lâm Thiểm Nghệ nhìn thấy Mục Trần Cương điên cuồng phát rồ như vậy, linh lực trong người bạo phát, liền muốn tự bạo ngọc thạch thiêu cháy toàn bộ. Chính vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong Viêm Độc Trì đột nhiên phun bắn ra một cột nước cực lớn. Mục Trần Cương cả kinh, ngừng động tác trong tay lại, Lâm Thiểm Nghệ cũng ngừng lại quá trình tự bạo. Xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy cột nước khổng lồ kèm theo dung nham hướng về đám người trên bờ tập kích. Mọi người nhao nhao chạy trốn, trong dung nham một đạo thân ảnh bay nhanh xông ra, trên không trung hình thành một đạo hư ảnh, đánh thẳng trước mặt Mục Trần Cương, trực tiếp đem hắn đá bay ra. Người đến chính là Giang Ngư Nhi từ đáy hồ thoát ra. Mục Trần Cương đầu vang lên on gong: "Giang Ngư Nhi, ngươi vậy mà chưa chết, cả nhà ngươi đều chết, bổn đại gia cũng vẫn sống thật tốt." Giang Ngư Nhi không thèm để ý Mục Trần Cương mà là đến bên cạnh Lâm Thiểm Nghệ, quan tâm hỏi: "Thế nào, ngươi không sao chứ?" Lâm Thiểm Nghệ như chút được gánh nặng: "Ta không sao, ngươi có thể còn sống là tốt rồi." Mà Giang Ngư Nhi nhìn Lâm Thiểm Nghệ bị trói lồi lõm hứng thú, nội tâm một trận cảm thán, chậc chậc, thân hình Lâm Thiểm Nghệ thật là khỏi phải nói, rất dễ khiến người ta nghĩ xấu xa. Lâm Thiểm Nghệ bị nhìn mặt đầy ngượng ngùng, run run rẩy rẩy nói: "Đừng, đừng nhìn nữa, mau giúp ta cởi trói nhanh chóng chút." Chính lúc Giang Ngư Nhi thầm tự say sưa, một tiếng hét lạnh lùng đánh ngắt suy nghĩ của hắn. Chỉ thấy Mục Trần Cương và Lăng Ngữ cùng đi về phía hắn. "Giang Ngư Nhi, thật không ngờ Viêm Độc Trì cũng không thể lấy mạng ngươi. Bớt phí lời, các ngươi thế mà lại nhân lúc ta không ở đây bắt nạt đồng đội của ta, thật là tìm chết a." Nói rồi liền hoạt động đầu, chính là muốn tiến lên đấu với hai người một trận. Mà Lâm Thiểm Nghệ bị trói lại là mặt đầy ngây ngốc: "Cái quỷ gì, ngươi ngược lại trước tiên cởi trói cho ta rồi lại đánh nhau a." Mục Trần Cương hét lạnh một tiếng: "Hôm nay liền xem ai có mạng bước ra khỏi nơi này." Nói rồi hai người liền xông về phía Giang Ngư Nhi, đồng thời trong miệng hét lớn: "Liệt Viêm Linh Hổ." Chỉ thấy linh lực to lớn từ trên người Mục Trần Cương và Lăng Ngữ tuôn trào ra, trên đầu hai người tụ thành một cái đầu mãnh hổ lo lớn, linh lực khủng bố uy áp trực tiếp đánh về phía Giang Ngư Nhi. Đồng thời Giang Ngư Nhi nhận được thông báo của hệ thống, công kích lần này đã đạt đến trúc cơ kỳ, túc chủ chỉ ở luyện khí kỳ vô địch, xin tự tìm cách hóa giải. Đệt, cầu hệ thống này sao lại không nói sớm, xem ra chỉ có thể cứng rắn rồi. Giang Ngư Nhi hội tụ linh lực toàn thân, bốn trưởng gặp nhau, linh lực cường đại bùng nổ phát ra bạo tác khổng lồ. Một đám mây nấm xuyên trời mà lên,
linh lực khủng bố bạo tác khiến đám người ăn dưa xung quanh ngây ngốc. Tiểu Mập nội tâm lo lắng, đại sư huynh không phải không có nút hận viêm độc trì, trái lại bị hai tên tiểu nhân này đánh chết đó chứ? Thật không ngờ hợp kích của Mục Trần Cương và Lăng Ngữ thế mà lại có uy lực của trúc cơ kỳ, xem ra chúng ta chọn đội không sai à, lần này Giang Ngư Nhi sợ là chết chắc rồi. Đám người sau đó uy hiếp Tiểu Mập giao linh nguyên đan ra, Tiểu Mập giữ chặt túi bên eo mình. Các ngươi đừng qua đây à, đại sư huynh còn chưa nhất định chết, ai nói không nhất định, Giang Ngư Nhi này chết chắc rồi. Sương mù tản ra, Mục Trần Cương và Lăng Ngữ thế mà vẫn hoàn hảo không thương tổn đi ra. Sư tôn truyền cho chúng ta uy lực hợp thể kỹ đã đạt tới trúc cơ kỳ, dưới trúc cơ kỳ nhất định không có khả năng còn sống. Chính lúc Mục Trần Cương mặt đầy đắc ý, đằng sau đột nhiên truyền đến một tiếng nổ ầm, sau đó liền nghe thấy một âm thanh, sư tôn ngươi lẽ nào không nói cho ngươi, lời không thể nói quá tự mãn sao? Chỉ thấy một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, thân ảnh quen thuộc đó y nguyên đứng đó. Mục Trần Cương giống như kinh vô cùng sững sờ tại chỗ, không thể nào. Giang Ngư Nhi chống lại một kích hợp lực của hai người Mục Trần Cương và Lăng Ngữ, thế mà lại vẫn không sao. Đến quần chúng ăn dưa một bên cũng kinh ngạc đến ngây ngốc, lực phòng ngự của bổn tôn có 8.000, tên tiểu tử này thấp nhất cũng trên 10.000. Chỉ thấy Giang Ngư Nhi giơ ngón tay cái, không sai không sai, uy lực của trúc cơ kỳ này xác thực đánh cho ta trở tay không kịp. Phan Trung Thành Tiểu Mập vô cùng vui mừng, quả nhiên không hổ là đại sư huynh, sức sống có thể so với con rắn. Lâm Thiểm Nghệ cũng là mặt đầy kinh ngạc, Giang Ngư Nhi thật sự mạnh a. Mục Trần Cương và Lăng Ngữ trở lại chiến trường, thật không ngờ công kích như vậy ngươi đều có thể sống sót, nhưng không biết ngươi có thể chịu được mấy lần. Lăng Ngữ cũng là bộ mặt dữ tợn, ngươi mấy lần có thể báo thù ban đầu sỉ nhục ở ngoài môn. Sau đó trên thân hai người phát ra linh lực màu lam. Giang Ngư Nhi hừ lạnh một tiếng, hợp kích của hai người các ngươi xác thực vượt ngoài dự liệu của ta, nhưng mà vẫn không phải là đối thủ của ta. Chỉ thấy soạt một cái, quanh người Giang Ngư Nhi nhất thời uốn lượn linh lực kim sắc, cùng hai người Mục Trần Cương đối chiến. Chạm trán đầu tiên trận đại chiến của hai bên đã bắt đầu, Mục Trần Cương và Lăng Ngữ ra đòn phủ đầu, lòng bàn tay mỗi người đều ngưng tụ ra khối cầu linh lực. Lúc này trong lòng Lăng Ngữ đã khơi dậy tư thù, nhìn thấy dáng vẻ Giang Ngư Nhi có cái gì dựa vào, Từ Phi tiểu tử này vẫn còn át chủ bài chưa xuất ra. Vẫn là để tên ngốc Mục Trần Cương này lên trước đi. Sau đó liệt viên gầm thét lại lần nữa sử dụng. Linh lực hai người ngưng tụ ra con hổ màu lam to lớn, điên cuồng gầm giống với Giang Ngư Nhi. Mà Giang Ngư Nhi lại là mặt đầy thản nhiên, một con linh thú do linh lực ảo hóa cũng dám sủa trước mặt ta. Sau đó một tay chỉ trời, trong miệng hô lớn, triệu hoán thần long. Chỉ thấy độc viêm chỉ màu tanh đỏ nổi lên sóng lớn ngập trời. Viêm độc mãng khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên đầu Giang Ngư Nhi, hôm nay liền cho các ngươi mở mang hiểu biết cái gì gọi là linh thú chân chính. Giang Ngư Nhi hét lớn một tiếng, "Tiểu Quyên, diệt chúng cho ta." Dưới chỉ lệnh, viêm độc mãng xông thẳng về phía hư ảnh màu lam. Mục Trần Cương và Lăng Ngữ trực tiếp kinh hãi tới rớt cằm, đây làm sao có thể? Viêm độc mãng một đầu đâm tới, dễ như trở bàn tay mà phá vỡ cự hổ linh lực. Mục Trần Cương ở phía trước, một ngụm máu tươi phun ra, Lăng Ngữ nấp ở phía sau cũng là nhanh chóng lui về sau. Xung kích lo lớn chấn động tới cả quần chúng ăn dưa aaoa, tiểu quyên này là ai a, sao lại mạnh như vậy? Lăng Ngữ sau khi tiếp đất tự cảm thấy may mắn, cũng may nấp sau lưng Mục Trần Cương bằng không như này chắc chắn bị trọng thương. Mà Mục Trần Cương sau khi bò dậy lại là quan tâm hỏi Lăng Ngữ, ngươi không sao chứ? Lăng Ngữ nghẹn một cái, a, không sao, sư huynh ngươi như thế nào rồi, ta cũng vẫn tốt. Hai người ngoài miệng quan tâm lẫn nhau, nội tâm lại là ôm ý đồ riêng. Mục Trần Cương nghĩ đó là, chỉ cần cái lô đỉnh Lăng Ngữ này không bị thương, đợi lát nữa chạy trốn được hút khô cô ta liền có thể phục hồi như ban đầu. Mà Lăng Ngữ lại là đang phán đoán, chỉ cần Mục Trần Cương trọng thương, đợi sau khi chạy trốn khỏi nơi này, liền có thể nhân lúc bị thương lấy mạng. Mà lúc này, Giang Ngư Nhi chậm chậm đi về phía hai người họ, hiện tại, có di ngôn gì muốn nói không? Mục Trần Cương đại kinh thất sắc, loại cự thú hung mãnh này thế mà lại bị ngươi điều khiển. Giang Ngư Nhi cười thản nhiên, đây chính là di ngôn của ngươi sao? Sau đó hai tay một chiêu, lớn giọng hét, Tiểu Quyên, có thể ăn cơm rồi. Chỉ thấy cự mãng hung mãnh phì phì nhìn con mồi, nhắm về phía hai người Mục Trần Cương mà xông tới. Đợi một chút, ta cảnh cáo ngươi Giang Ngư Nhi, đây là dung nham bí cảnh, không phải là chiến trường thánh vực, không thể tàn sát đồng môn. Dù, nếu ta nhớ không nhầm, lời này vừa rồi Tiểu Mập đã từng nói với ngươi, ngươi là như thế nào đáp lời, bí cảnh thâm hiểu, sinh tử do mệnh, dựa vào bản lĩnh. Hơn nữa thánh chủ cũng nói qua, đệ tử chưa từng trải qua giết chóc, tương lai tại chiến trường thánh vực cũng khó mà sống qua, cho nên ngươi vẫn là giác ngộ thôi. Mục Trần Cương kinh hồn bạt vía, hôm nay sẽ không thực sự phải nộp mạng ở đây đó chứ? Sau đó binh một tiếng vang lên tiếng dập đầu trên đất. Cầu ngươi tha cho ta một mạng, ta nguyện ý tôn phụng ngươi làm đại sư huynh. Đám người nhìn thấy Giang Ngư Nhi cường thế như vậy, nhao nhao kinh thán, vì sao chúng ta mỗi lần chọn đội đều chọn sai vậy? Giang Ngư Nhi này quả thực thâm sâu khó dò. Lúc này một giọng nói u ám đột nhiên vang sau lưng đám người. Ta nói các vị, vừa rồi các ngươi không phải là muốn cướp linh nguyên đan của bổn đại gia sao, hiện tại mà, đem tất cả đồ trên người các ngươi đều giao ra đây. Cái này, Mập gia, có thể cho một cái mặt mũi hay không? Tiểu thái bát trên đầu có quái vật bạch tuộc vẫn chưa nói xong, Tiểu Mập liền cho một cái bạt tai lên mặt, cả người bay ra xa 8 trượng, ngươi có mặt mũi cái rắm.
sau đó đột nhiên quay đầu, đen mặt nói, các ngươi thì sao? Đám người cả kinh, đồng thanh nói, chúng tôi không có vấn đề. Chính lúc mọi người đang giao nộp vật tư, một bóng người toàn thân mặc hắc bào xuất hiện ở chỗ rừng cây đằng xa. Giang Ngư Nhi này vận khí thật tốt, cư nhiên đến viêm độc mãng đều bị thuần phục. Người này chính là tứ trưởng lão Phiên Tử. Nhìn thấy Mục Trần Cương tính mạng nguy cấp, Phiên Tử nội tâm lo lắng, bản đồ dung nham châu vẫn đang ở trên người hắn, không thể để hắn cứ như vậy chết được. Nhìn thấy Mục Trần Cương quỳ xuống van xin, Giang Ngư Nhi cả mặt không thèm đếm xỉa, ngươi không xứng làm sư đệ của ta. Nói xong liền chỉ huy Tiểu Quyên giết hắn, chỉ thấy một cái miệng khổng lồ đỏ máu hướng về phía Mục Trần Cương và Lăng Ngữ mà ào ào tiến tới. Toi rồi, Mục Trần Cương lập tức ngưng tụ ra nhuyễn thân giáp phòng hộ, nhưng cái hộ giáp còn con này sao có thể ngăn chặn được ma thú trúc cơ cảnh. Nhuyễn thân giáp giống như giấy hồ vậy, dễ như trở bàn tay liền bị viêm độc mãng phá vỡ, con nghe xong rồi. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng lớn vang lên, viêm độc mãng này cũng mạnh quá đi, đám người bị thổi sạch xanh kinh thán không thôi. Lần sau đánh cược, bất kể là tình huống gì đều phải đúng ở phía đại sư huynh a, cuối cùng cũng đem đám ruồi bọ đáng ghét này giải quyết rồi. Chính lúc Giang Ngư Nhi đang đắc ý, đột nhiên xuất hiện dị biến, viêm độc mãng thế mà lại bị một kích đánh bay. Giang Ngư Nhi, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Chính lúc viêm độc mãng Tiểu Quyên phát động một kích chí mạng đối với Mục Trần Cương, đột nhiên một đạo ánh sáng tím chớp qua, Tiểu Quyên cư nhiên bị đánh lăn ra. Giang Ngư Nhi lập tức xông lên trấn an Tiểu Quyên, hai mắt ngấn lệ, một cú này của lão nương đó thật đau quá a. Không sao không sao, đợi lát ta báo thủ cho ngươi. Lúc này một đôi chân dài lục ộp xuất hiện, ánh mắt Giang Ngư Nhi ngưng một cái, chỉ thấy một người mặc hắc bào thần bí xuất hiện phía trước Mục Trần Cương và Lăng Ngữ. Nội tâm Giang Ngư Nhi chấn động, gia hỏa này là người nào? Tiểu Quyên có thực lực trúc cơ đỉnh phong, thế mà cũng không phải là đối thủ của cô ta, lẽ nào là cường giả kim đan không bằng? Mục Trần Cương xác thực mặt đầy hưng phấn, đây có lẽ chính là người thần bí tiếp ứng chúng ta mà sư phụ nói. Tảng đá treo trong lòng cuối cùng được hạ xuống, cuối cùng được cứu rồi. Nữ tử thần bí phát ra lôi tiêu, khẽ cười nói, Giang Ngư Nhi ngươi chịu chết đi. Nhìn thấy vũ khí quen thuộc trước mắt, Giang Ngư Nhi vô cùng kinh ngạc, đây lẽ nào là tứ trưởng lão Phiên Tử? Lời còn chưa nói xong, người thần bí phi thân bay lên, ra đòn công kích trước, phi tiêu trong tay bay thẳng ra. Giang Ngư Nhi thầm kêu không ổn, trong tay nhanh chóng ngưng tụ ra một quả lựu đạn, tốc độ cực nhanh ném bay ra. Một lôi một tiêu mãnh liệt va chạm, khói mù nồng đậm ngập trời. Đám người vây xem chấn kinh không thôi, nữ nhân này e là thực lực kim đan cảnh, lần này đại sư huynh sợ là toi rồi. Đừng thả dám nữa, chúng ta chọn đội sai lầm bao nhiêu lần rồi, lần này nhất định kiên trì không đổi đứng về phía đại sư huynh vô địch. Sau khi mây khói tiêu tán, Giang Ngư Nhi cư nhiên bị đánh bay. Đám người nhất loạt ngã xuống, đại sư huynh thế mà lại thua rồi. Vì sao chịu tổn thương luôn là chúng ta, cược ai thắng người đó liền thua, thật là có độc. Giang Ngư Nhi run rẩy bụi bặm trên người, trong miệng làm nhảm, thật không ngờ Phiên Tử trưởng lão thế mà lại che giấu thân phận tới giết ta. Sau đó lớn tiếng hét lên, nơi này chính là dung nham bí cảnh, không phải chiến trường thánh vực, giết hại đồng môn thánh chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Giang Ngư Nhi câu từ chính nghĩa, hợp tình hợp lý. Phiên Tử cười lạnh một tiếng, ngươi vừa rồi không phải là nói bí cảnh thâm hiểm, sinh tử do mệnh sao? Giang Ngư Nhi hai mắt bốc cháy, không cần mặt mũi, cư nhiên cướp lời thoại của ta. Mục Trần Cương lộ ra biểu tình ngạc nhiên, Giang Ngư Nhi ngươi không phải là nói lời của ta sao? Tiểu Mập cả mặt cạn lời, rõ ràng là bản quyền chính tông là ở chỗ ta, các ngươi đều là kẻ ăn cướp bản quyền. Phiên Tử sắc mặt âm u, toàn thân tản ra linh khí màu tím, lôi tiêu trong tay ném thẳng về phía Giang Ngư Nhi, lớn tiếng hét, ta tiễn ngươi lên đường. Giang Ngư Nhi lại lộ ra vẻ mặt thản nhiên, ngươi chắc chắn có thể giết ta như vậy sao? Không bằng chúng ta cược một cái, xem ta có thể sống tiếp dưới tay ngươi hay không. Phiên Tử tức điên rồi, ngươi mẹ nó là tên nghiện cờ bạc sao, yêu thích cá cược như thế lại muốn giở trò gì? Phiên Tử nghe thấy Giang Ngư Nhi lại muốn cá cược, nhất thời nhắc lại nỗi nhục lúc trước, cược cái rắm, chịu chết đi. Phi tiêu sấm sét kinh người nháy mắt từ trong tay Phiên Tử bắn ra. Thật không ngờ chiêu bài này của đại sư huynh không thành công, tiếp đây chắc nghèo rồi. Cường giả kim đan sao vừa nghe thấy đánh cược liền giống như tức điên vậy, không biết Giang Ngư Nhi còn có thể tạo ra kỳ tích hay không nữa. Ngược lại bất kể như thế nào lão tử cũng không chọn đội nữa, mẹ nó lần nào cũng tự vả mặt. Mắt thấy kinh lôi tiêu bay siêu nhanh đánh tới, Giang Ngư Nhi toàn thân tản ra kim quang, phập một tiếng trực tiếp bay lên trời, thành công né được một kích này. Trong tay hắn không hề nhàn rỗi, mấy quả lựu đạn nháy mắt hình thành trong tay trực tiếp bị hắn ném đi. Đám người bị vụ nổ siêu lớn chấn động tới mức phát run cầm cập. Thành công rồi sao? Tiểu Mập mặt đầy hưng phấn, nhưng biểu tình của Lâm Thiềm Nghệ lại là ngưng trọng. Cường giả kim đan cảnh không thể dễ dàng đánh bại như vậy được. Quả nhiên sau khi khói xương tản đi, một thân hình mảnh mai dần hiện ra, Giang Ngư Nhi, là ta coi thường ngươi rồi. Thật không ngờ ngươi cư nhiên vẫn còn có thủ đoạn công kích của trúc cơ đỉnh cao, chẳng qua thật là đáng tiếc. Đối với ta mà nói căn bản không có tác dụng, ta phải để ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng thực sự. Phiên Tử nhìn lại một cái, trước mắt nào còn thấy bóng dáng Giang Ngư Nhi. Chính lúc cô ta đang hoang mang, đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói, mỹ nữ nhìn đây này. Chỉ thấy cả khoảng trời đều bị sắc vàng kim bao phủ, lựu đạn đầy trời đang chuẩn bị phát nổ.
Giang Ngư Nhi hai tay giơ cao, lớn tiếng hét, để ngươi thử tuyệt chiêu của ta chút, phần thưởng lựu đạn lớn, bách lôi liên phát. Phiên tử kinh hãi ngây ngốc tại chỗ, chuyện gì đây? Từng quả lựu đạn như mưa rơi xuống, liên tiếp nổ ầm ầm trong 3 phút, vợ ơi, mau ra xem thượng đế. Chuyển cảnh, Lâm Thiểm Nghệ liên tục thở gấp, ngươi có thể thả ta ra trước được không, ta sắp không ổn rồi. Giữ mạng cấp thiết, lại kêu nữa ta đánh cái mông ngươi, đãi ngộ của tiểu mập so với ngươi cũng còn kém xa. Chỉ nghe thấy soạt soạt liên tiếp đang vang lên đằng sau Giang Ngư Nhi, thì ra là âm thanh mặt của tiểu mập mài trên mặt đất. Một bên khác, Thích Khách Phiên Tử trực tiếp bị nổ thành đầu sù, tức giận phát điên thề rằng nhất định phải giết Giang Ngư Nhi. Sau đó chớp thân một cái đuổi theo, kinh lôi tiêu liên tiếp bay phầm phập sau lưng Giang Ngư Nhi. Đệt, bà cô này rõ ràng mặc ít như vậy, nhiều tiêu như vậy rốt cuộc là móc đâu ra. Giang Ngư Nhi không nói hai lời, đem một khối lựu đạn ném cho tiểu mập, cô ta đuổi tới liền có thể ném những thứ này về phía cô ta. Tiểu mập ôm lấy một đống lựu đạn, trong lòng hơi yên tâm, uy lực của thứ đồ này hắn vừa nhận thức qua, chạy giữ mạng liền phải dựa vào nó rồi. Ta cũng vừa hay muốn nổ thử cường giả kim đan kỳ. Sau đó liền ném ra, phiên tử biến thành dáng vẻ bà dì thuê nhà hai mắt đỏ ngầu, vừa rồi không cẩn thận bị ngươi đánh lén chạy mất, hiện tại không thể lại trúng chiêu. Sau đó một chiếc phi tiêu phằng một cái bay trúng lựu đạn, đem nó bắn trở lại, không ổn. Bị sát chiêu của bản thân tập kích là trải nghiệm như thế nào? Sau một trận nổ kịch liệt, ba người Giang Ngư Nhi đem mặt đất đập thành một cái hố lớn. Đệt, thế mà lại bị lựu đạn của bản thân nổ cho, mùi vị này thật khó chịu. Lúc này phiên tử bước giày cao gót tới, Giang Ngư Nhi, ngươi hết đường chạy rồi, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Giang Ngư Nhi vẻ mặt đầy ngưng trọng, tiếp theo không dễ dàng rồi. Chính lúc Giang Ngư Nhi đang nghĩ đối sách, tiếp theo để ta đi. Chỉ thấy Lâm Thiểm Nghệ hai mắt hiện ra màu trắng, những tia điện lôi từ trong mắt phát ra, năng lượng màu lam nháy mắt bao phủ toàn thân. Trong người giống như có thứ gì được cô ấy giải thoát ra. Giang Ngư Nhi và Tiểu Mập nhìn thấy một màn này kinh ngạc phát ngốc. Em gái này thế mà lại còn giấu đại chiêu. Phiên tử cũng cả mặt chấn kinh, lẽ nào nói phong băng châu ở trên người ngươi. Thật không ngờ nha đầu này còn có năng lượng mạnh như vậy. Tiểu Mập nghe thấy phản ứng của phiên tử không thể tưởng tượng nổi, phong băng châu không phải là bị ngũ trưởng lão trộm khỏi tông rồi hay sao, sao có thể trên người Lâm Thiểm Nghệ. Phiên tử lúc này lại là vẻ mặt hung tợn, thật là trời giúp ta. Sau đó vô số phi lôi tiêu phầm phập bay tới. Lâm Thiểm Nghệ rơi vào bạo tẩu cũng không cam chịu yếu thế, chỉ thấy cô ấy vươn tay trái, những vòng linh lực phù văn trong lòng bàn tay không ngừng thi chuyển. Từ không gian bắn vọt ra điện lôi mà trắng u ám, nhất thời liền va chạm với vô số phi lôi tiêu. Một trận âm thanh bạo nổ siêu lớn vang trời vọng đất, hai người trong không trung không ngừng va chạm, trong giây lát đã giao thủ mấy trăm chiêu. Không ổn, Tiểu Mập lên tiếng trước, Lâm Thiểm Nghệ chẳng qua chỉ là cảnh giới luyện khí kỳ, căn bản không cách nào phát huy uy lực của phong băng châu, chúng ta nhân cơ hội mau chạy thôi. Không được, cô ấy vì cứu chúng ta mới giải mở phong ấn, chúng ta không thể bỏ lại cô ấy. Giang Ngư Nhi hơi suy tư, ngươi nói nội thể cô ấy có chứa một món pháp bảo. Đúng vậy, nghe nói ngũ trưởng lão ăn cắp phong băng châu chí bảo của tông môn, thật không ngờ lại ở trên người Lâm Thiểm Nghệ, nhiều năm như vậy đều không có lộ ra. Vì sao phải vào lúc này hiện lộ ra, không thể nào là vì đại sư huynh nhân cách nghị lực quá lớn a, khẳng định là không đơn giản như vậy. Giang Ngư Nhi trầm ngâm một lúc, ánh mắt sáng lên, có cách rồi. Một khắc sau, Lâm Thiểm Nghệ quả nhiên không địch lại nổi, trực tiếp bị đánh bay. Một viên châu màu lam nhạt bị đánh tới mức phá thể mà ra. Phiên tử mặt đầy hưng phấn, liền muốn vươn tay về phía phong băng châu, đột nhiên một âm thanh sau lưng vang lên. Đại mỹ nữ quay đầu một cái, nghe thấy có người gọi mình mỹ nhân, bất kể bản thân có phải mỹ nhân hay không, tất nhiên là phải quay đầu nhìn một cái. Lần quay đầu này không biết, vừa quay đầu liền bị dọa nhảy dựng, lại là vô số lựu đạn màu vàng kim ùn ùn mà tới. Tiếng bạo nổ lại vang lần nữa, Giang Ngư Nhi nhân cơ hội bắt lấy phong băng châu giữa không trung. Ha ha, thứ này là của ta rồi, sau đó dùng lực siết chặt, năng lượng khổng lồ màu lam nháy mắt đã bao phủ toàn thân. Mắt thấy Giang Ngư Nhi mặt lộ thần sắc đau đớn, Tiểu Mập vội vàng nhắc nhở. Đại sư huynh, luyện khí đỉnh cao chỉ có thể thúc đẩy năng lượng cơ sở thuần túy của phong băng châu thôi, ngươi vẫn là đánh không lại cô ta, hơn nữa còn có thể sẽ gặp phải phản phệ. Giang Ngư Nhi gân xanh nổi lên, nếu đã một tầng năng lượng cơ sở không đủ, vậy liền nhiều hơn vài tầng. Sau đó lớn tiếng hét lên, thiên phú kỹ năng, phục chế. Trong giây lát gió mây biến ảo, điện chớp lôi. Thân thể của Giang Ngư Nhi bị năng lượng tràn ngập mà hét lớn a a, hai mắt bắn ra điện lôi kim sắc. Mà muốn đánh bại kim đan kỳ như phiên tử vẫn là chưa đủ. Giang Ngư Nhi cắn răng một cái, tiếp tục phục chế cho ta. Một giây đó, chớp điện cỗ năng lượng màu lam trực tiếp đem anh ta biến thành người da đen. Nháy mắt chính là hệ thống lừa đảo kia không ngưng thông báo, túc chủ gặp phải phản phệ của pháp bảo phong băng châu, giành được năng lượng tiềm long khổng lồ. Sau một chuỗi liên tiếp tinh tinh tinh, giá trị năng lượng đã đạt tới 100 vạn điểm. Sau đó Giang Ngư Nhi tiến vào trúc cơ kỳ. Tiểu Mập bị một màn trước mắt dọa cho kinh ngạc há hốc miệng. Trên người đại sư huynh này sao lại bạo phát ra cỗ năng lượng phong băng châu nhiều như vậy, mà tu vi còn đạt đến trúc cơ kỳ nữa, đây quả thực không thể tưởng tượng. Phiên tử cũng là chấn kinh không thôi, tiểu tử này tu vi lại thăng cấp nhanh như vậy, nhưng mà cho dù đạt đến trúc cơ kỳ, cũng không thể đem sức mạnh của phong băng châu giải phóng gấp nhiều lần như vậy chứ.
Đợi Giang Ngư Nhi xung năng hoàn tất, trong tay nắm chặt hai viên phong băng châu, trực tiếp ném về phía Phiên Tử, chịu chết đi. Phiên Tử chịu trận nổ cực lớn thảm bại, nếu không phải trên người mặc váy phản trọng lực, lúc này đã đi đời rồi. Thấy đại sư huynh đến kim đan cường giả đều có thể nổ bay trên mặt đất, Tiểu Mập lập tức tiến lên, sắn tay áo liền muốn giúp một tay, lại bị Giang Ngư Nhi túm chặt cổ áo, phi thân khoái tốc chạy trốn mất. Phiên Tử toàn thân đầy thương tích từ trong khó bụi nồng đậm hung ác đi ra, Giang Ngư Nhi, ngươi tưởng chạy thoát sao? Phong Băng Châu là pháp bảo ngang hàng với Dung Nham Châu, ta nhất định phải lấy được. Sau đó liền hóa thành một luồng ánh sáng tím đuổi theo. Giang Ngư Nhi vác hai người tốc độ cực nhanh chạy trốn. Đại sư huynh, vừa rồi rõ ràng chúng ta giành được ưu thế lớn, vì sao phải chạy trốn a? Tiểu Mập hỏi ra nghi vấn trong lòng, mà vừa quay đầu nhìn một cái, đệt, đại sư huynh, ngươi may mà lợi hại. Sau đó ầm một tiếng, ba người đồng loạt ngã ra, thì ra một kích vừa rồi đã rút cạn linh lực của Giang Ngư Nhi, hiện tại một chút linh lực hư thoát cũng không có, xong rồi, xong rồi. Ngươi ngã rồi chúng ta phải làm sao? Tiểu Mập lại đi lay Lâm Thiểm Nghệ đang ngất xỉu, mắt thấy hai người đều không có chút phản ứng nào, nội tâm Tiểu Mập vô cùng tuyệt vọng. Làm sao đây, ta còn nhỏ a, chịu không nổi áp lực lớn như thế này, trời cao a, đất lớn a, ai có thể tới giúp tôi? Lúc này Giang Ngư Nhi khí tức yếu nhược đột nhiên nghe thấy thông báo của hệ thống, kiểm tra thấy trên người túc chủ có 3 bậc Nguyên Khí Đan, Thiên Sắt Kim Gian, lập tức sử dụng có thể khôi phục linh lực, suýt chút nữa quên còn có cái vũ khí bí mật này nữa. Giang Ngư Nhi gian nan móc ra từ trong ngực Thiên Sắt Kim Đan, nước mắt giàn giụa giống như dụng khô đã cạn kiệt từ lâu, lập tức được nghênh đón một trận mưa lớn ngọt ngào. Giang Ngư Nhi nhìn chằm chằm Thiên Sắt Kim Đan trong tay, chính là trông chờ vào ngươi rồi. Mà lúc này phản phệ của Lâm Thiểm Nghệ cương ép giải phóng Băng Phong Châu cũng bạo phát rồi, một ngụm máu tươi phun ra. Tiểu Mập vội vàng xoay người hỏi Giang Ngư Nhi như thế nào là tốt, ai biết không cẩn thận đụng vào bờ vai anh ta. Giang Ngư Nhi yếu nhược không có nắm chắc Thiên Sắt Kim Đan trong tay, nhất thời mặt đầy sững sờ, run lẩy bẩy vươn tay muốn bắt lấy, trong miệng cũng khẽ hô đan dược, đan dược. Lúc này Tiểu Mập linh quang xuất hiện, ta hiểu rồi, đại sư huynh là muốn ta dùng đan dược này cứu Lâm Thiểm Nghệ. Sau đó liền vội vàng đem đan dược nhặt lên, lắc mông chạy đến chỗ Lâm Thiểm Nghệ, trong miệng còn hô lớn đại sư huynh thật trượng nghĩa, hoàn toàn không màng thương thế của bản thân đều muốn cứu đồng đội trước. Giang Ngư Nhi kinh ngốc luôn, ngươi mẹ nó đừng tự cho là thông minh a, đại gia còn đợi đan này cứu mạng a. Mắt thấy hiểu lầm sắp dẫn đến, Giang Ngư Nhi vô to một tiếng, tiểu quyên, giết tên oát con không tim không phổi này cho ta. Viêm độc mãng nhất thời xuất hiện, một đuôi liền đem Tiểu Mập đánh bay đi. Thiên Sắt Kim Đan cuối cùng lại rơi trở lại. Giang Ngư Nhi mặt đầy nước mắt, nhất định phải phục chế một phần, như vậy mọi người mới đều được cứu. Thiên Phú Thần Thông, phục chế, tinh, phục chế ba giới nguyên khí đan một viên tiêu hao 200.000 điểm tiềm long năng lượng. Đệt, đan dược này thế mà lại so với phục chế băng phong tiêu hao còn nhiều năng lượng hơn. Giang Ngư Nhi thở dài một hơi, hết cách, vẫn là tiêu hao 100 vạn điểm năng lượng phục chế 5 viên dự bị. Giang Ngư Nhi sau khi phục chế hoàn thành lập tức nuốt xuống. Sau đó một đạo kim quang bao quanh toàn thân, Giang Ngư Nhi nhất thời phục hồi tràn đầy sinh lực. Nội tâm một trận cảm thán, thật không ngờ viên đan dược sư tôn cho lại lợi hại như vậy, so với linh nguyên đan bình thường mạnh hơn quá nhiều rồi. Sau đó lại cho Lâm Thiểm Nghệ uống một viên, chỉ thấy năng lượng màu xanh nhạt bao trùm lấy thân thể cô ấy, Lâm Thiểm Nghệ chậm chậm bay lên không trung, quanh thân vang lên sấm sét ầm ầm, lẽ nào đây là sắp đột phá. Nhân lúc này, Giang Ngư Nhi cũng chuẩn bị kiểm tra một chút thu hoạch của mình. Vừa rồi phục chế được những 10 viên băng phong châu, đây chính là pháp bảo cao giới a, sau đó liền móc một lượt trên người, nhưng mà đến một sợi lông cũng không sở thấy. Băng phong châu của ta đi đâu rồi? Lục soát một lượt toàn thân đều trống rỗng như cũ, đó chính là 100 vạn điểm tiềm long năng lượng đó. Giang Ngư Nhi hai tay ôm lấy đầu sắp sụp đổ rồi. Đột nhiên mắt liếc tới chỗ cổ tay, đây chính là năng lượng băng phong châu dao động a, lẽ nào bọn chúng dung nhập với cơ thể ta rồi? Xem ra ta thăng cấp đến trúc cơ kỳ có liên quan đến việc dung hợp băng phong châu. Sau đó Giang Ngư Nhi kinh hỉ phát hiện mắt cá chân, ngực, vai đều có, cư nhiên đến chỗ cúc hoa sán lạn cũng có. Giang Ngư Nhi linh quang chợt động, đợi đã, nếu như chỗ đó cũng có, chỉ thấy anh ta quả quyết cởi thắt lưng ra, nghiêm túc nhìn xuống, quả nhiên không ngoài dự liệu, tinh tinh tang tang bên trên cũng có một viên. Thứ đồ chơi này vẫn rất tinh xảo, thế này có phải sẽ tăng cường công hiệu của năng lực một phương diện nào đó không? Vậy há không phải là phát đạt rồi? Giang Ngư Nhi đang nghiêm túc kiểm tra vị trí dung hợp của băng phong châu, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng gọi lanh lảnh, đại sư huynh. Thì ra là Lâm Thiểm Nghệ đã hoàn thành thăng cấp. Giang Ngư Nhi nắm lấy cái quần sắp tụt xuống, mặt đầy ngại ngùng nhìn cô ấy. Lâm Thiểm Nghệ hơi xấu hổ nói, những chuyện vừa rồi ngươi làm ta đều đã nhìn thấy hết rồi. Ngươi đều nhìn thấy rồi. Giang Ngư Nhi răng lưỡi không rõ hỏi. Lâm Thiểm Nghệ khẽ che miệng, một tiếng, sau đó nhẹ giọng nói. Tuy ta thân bị trọng thương, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tất cả ngươi làm. Giang Ngư Nhi nhất thời hóa đá, đầu ngón chân ngại ngùng đã gầy ra dưới bàn chân, đối quyết đỉnh cao của một thế giới kata, các loại kịch nội tâm tràn ngập trong đại não, khiến Giang Ngư Nhi nhất thời sụp đổ. Chính lúc anh ta đang si ngốc, Lâm Thiểm Nghệ vươn hai tay, bổ nhào một cái vào trong lòng Giang Ngư Nhi, trong miệng nói lời cảm ơn ơn cứu mạng. Giang Ngư Nhi sững sờ, cũng là nói, ngươi vừa nhìn thấy không phải là cái đó của ta, cái đó gì? Lâm Thiểm Nghệ hơi nghi hoặc.
Giang Ngư Nhi lập tức che miệng lại, suýt chút nữa bản thân nói ra rồi, cũng may chuyện xấu không bị phát hiện. Lúc này Tiểu Mập bị treo trên cây nửa buổi cuối cùng háng tiếng, chúc mừng ngươi a, Lâm Thiểm Nghệ đã đột phá đến trúc cơ kỳ. Đây vẫn là nhờ vào viên đan dược đại sư huynh cho ta, nguyên khí dị thường tràn trề, đơn giản dễ dàng liền đột phá rồi. Không đúng, ngươi đến chuyện vừa rồi đều ghi nhớ. Lâm Thiểm Nghệ quay đầu nhìn Giang Ngư Nhi, không chỉ ghi nhớ mà ta còn nhớ rất rõ ràng. Quả nhiên hình tượng hoàn mỹ của bổn đại gia vẫn là tan nát rồi. Giang Ngư Nhi đột nhiên cảm thấy dường như có ám khí gì tập kích tới. Chỉ thấy Tiểu Mập từ trên cành cây phi thân xuống, hai mắt phát kim quang. Đại sư huynh, ta vừa rồi nhìn thấy ngươi đem đan dược giấu vào đũng quần, cũng cho ta một viên đi. Ta một chút cũng không để ý, ai ngờ Giang Ngư Nhi đá bay một cước đem hắn đã bay ra. Thật xúi quẩy, tên mập ngươi thế mà lại cũng nhìn thấy. Vì để hóa giải bầu không khí ngại nhùng này, Giang Ngư Nhi khẽ kho hai tiếng. Vừa rồi, Lâm Thiểm Nghệ đột phá gây ra một chút động tĩnh, thời gian trì hoãn của chúng ta quá lâu rồi, phiên tử có lẽ sắp đuổi kịp rồi. Nếu lại tiến lên trước chúng ta liền tiến vào trung tâm của dung nham bí cảnh. Rừng cây rậm rạp bên đó rất dễ che giấu hành tung, chẳng qua thường có yêu thú lợi hại xuất hiện, yên tâm đi, có Tiểu Quyên ở đây, yêu thú gì cũng không cần sợ. Viêm độc mãng cũng tùy lúc lộ ra dáng vẻ hung dữ, răng lanh sắc bén lộ ra hàn quang âm u, cái lưỡi khổng lồ trong miệng cũng phát ra tiếng phì phì. Chẳng qua những thứ đó đều là yêu thú tam giới, tương đương với cường giả kim đan kỳ. Cái gì, một người một thú sợ hãi ôm chặt lấy nhau, Viêm độc mãng cũng nhất thời kinh hãi. Đúng vậy đại sư huynh, phiên tử tuy rằng nguy hiểm, nhưng rừng rậm TRCA mực cũng không an toàn. Giang Ngư Nhi hơi trầm ngâm. Có rồi, Giang Ngư Nhi dường như đai thông minh online, chúng ta tìm một vài yêu thú tốc độ siêu nhanh, nhanh chóng băng qua cánh rừng này là được rồi. Hai người Lâm Thiểm Nghệ không hiểu cách nghĩ của Giang Ngư Nhi, mau đi thôi, lát nữa liền biết. Một lúc sau, phiên tử một thân hắc bào từ trên trời bay xuống, khuôn mặt lãnh lẽo lộ ra ánh mắt ác liệt. Tưởng trốn vào trong rừng rậm thì ta không còn cách nào sao, thật là ngây thơ, sau đó sặt một cái liền đuổi theo. Ba người Giang Ngư Nhi vì để ẩn nấp sự truy sát của phiên tử, quyết định mạo hiểm nhanh chóng băng qua rừng rậm trung bộ. Tại một chỗ hang động xuất hiện ba con xích viêm báo đang nô đùa. Giang Ngư Nhi nhắc nhở hai người, chỉ cần các ngươi phối hợp cho tốt, ta liền cho hai ngươi làm vật cưỡi. Nhưng Tiểu Mập lúc này lại đầu đầy vạch đen, đại sư huynh lẽ nào đây chính là biện pháp mà ngươi nói sao? Chỉ thấy đầu Tần Kha hóa trang hai tai thỏ ngốc nghếch đáng yêu, trên cổ treo hai chữ lớn, mồi nhử, tay tạo dáng lan hoa chỉ, chân đứng hình chữ bát, toàn thân phát run cầm cập, dáng vẻ đợi báo tới câu xé. Giang Ngư Nhi vỗ vỗ vai cậu ta. Ngươi yên tâm đi, xích viêm báo này chỉ có thực lực tầng 5 trúc cơ kỳ, chúng ta có Tiểu Quyên ở đây ngươi sẽ không nguy hiểm đâu. Tiểu Mập lại là sợ hãi không thôi, run rẩy nói, thật sao? Giang Ngư Nhi tiếp tục cổ vũ ý chí. Không cần lo lắng, đợi lát nữa chỉ cần ngươi dụ ba con báo kia qua đây, ta liền sẽ phát động ngự thú quyết khống chế bọn chúng. Có bọn chúng rồi chúng ta nhất định có thể thoát khỏi sự truy sát của phiên tử. Tần Kha nội tâm lẩm bẩm, sao lại có một loại cảm giác bị lừa đảo nhỉ? Bỏ đi, vì sống tiếp, Tiểu Mập hít sâu một hơi, sau đó lộ ra biểu tình kiên quyết, vậy được rồi, ta phải lên đây. Hai người Giang Ngư Nhi thích hợp cổ vũ thêm ý chí cho hắn. Chính lúc này, Tiểu Mập đột nhiên quay đầu hỏi, đại sư huynh, ngươi chính là đã đồng ý với ta. Sau khi chuyện thành sẽ cho ta một viên đan dược giống Lâm Thiểm Nghệ ăn, ngươi nhất định phải nói lời giữ lời đó. Yên tâm đi, chúng ta chính là đồng đội kê vai sát cánh, chỗ tốt không thiếu phần của ngươi. Đừng nói lần này là ngươi vì chúng ta mạo hiểm, cho dù là ngươi không đi, ta cũng sẽ cho ngươi đan dược, chúng ta chính là cùng một chiến tuyến A. Nghe thấy lời này, Tiểu Mập hai mắt phát kim quang, lập tức đem đồ hóa trang vứt đi, thật sao, vậy ta không đi nữa. Giang Ngư Nhi nội tâm cả kinh, Tiểu Mập như thế nào lại không theo kịch bản A, đột nhiên nói, có U Châm An, Tiểu Mập lập tức quay đầu, cái gì, U Châm An, đó là thứ đồ gì. Nhân lúc Tiểu Mập phân tâm, Giang Ngư Nhi một cước đá lên mông hắn, người cút. Tiểu Mập trên không trung vẽ ra một đường cong tuyệt mỹ, chỉ nghe thấy trong miệng hắn kêu lớn, Giang Ngư Nhi, ngươi con mẹ nó chơi xấu, ta và ngươi không đội trời chung. Tần Kha ngã một cái chổng vó, rơi đến trước mặt ba con xích viêm báo. Một người ba báo đối mắt nhìn nhau, ngượng ngùng giây lát, ba con báo lớn đỏ rực mở to cái miệng đỏ máu, lại dám phá rối trò chơi của chúng ta, quả thật không cần mạng nữa. Từng trận gầm giống tức giận dọa Tiểu Mập liền tiếng sợ hãi kêu lên, Mamma mia, dọa chết đại gia rồi, sau đó xích viêm báo từng bước áp sát. Tiểu Mập nước mắt đều tuôn rơi, các vị đại ca, ta nói ta là đi ngang qua các ngươi tin không, có thể cho ta một cơ hội hay không? Sau đó tiếng gầm của một con báo vang lên, ba con báo đồng loạt hướng về phía Tiểu Mập. Nhìn thấy tình huống không ổn, Tần Kha lập tức móc ra thần hành phù dán trên người, chạy như bay xông ra khỏi bao vây. Mắt thấy ba con báo đuôi cùng theo không chịu bỏ, Tiểu Mập móc ra đủ loại pháp bảo tận đáy dương, ý định làm giảm tốc độ truy đuổi của bọn chúng. Chấm hai người Giang Ngư Nhi đứng bên cắn hạt dưa hóng chuyện. Bảo vật trên người tên mập này quả thực không ít a. Tần Kha tiện tay lại ném ra một chiếc tên lửa, một chiếc xe tăng, miệng hét lớn, đại sư huynh, xin ngươi cứu ta. Lâm Thiểm Nghệ có chút không nhìn nổi nữa, nói với Giang Ngư Nhi, đại sư huynh, cứ tiếp tục như vậy, Tần Kha sớm muộn cũng bị vồ mất. Yên tâm, tiểu tử này da dày thịt béo, hiện tại để hắn đổ chút máu, lát nữa tam giới nguyên khí mới có thể hồi thể.
Thật không ngờ trên người tên mập này không thiếu đồ tốt, vũ khí mới nhất thế kỷ 21 cũng bị hắn lôi ra. Giang Ngư Nhi bất giác hoài nghi, tên mập này có phải là cũng xuyên không tới chứ? Lúc Giang Ngư Nhi đang chìm vào Phi Phi, Tần Kha hét lớn một tiếng, đại sư huynh mau chút, ta sắp không trụ nổi nữa rồi. Giang Ngư Nhi vừa nhìn thời gian đã gần tới, phân phó một tiếng đối với Tiểu Quyên, liền tới trước người tiểu mập, sau đó từ trên đầu rắn vọt một cái xuống. Chỉ thấy hai tay hắn một trường, trong miệng niệm ngự thú quyết, tầng tầng kim quang từ trong lòng bàn tay phát ra, nháy mắt liền đem ba con xích viêm báo thuần phục. Yêu thú vừa rồi vẫn còn hung dữ vô cùng, chớp mắt liền đơ ngay tại chỗ. Hệ thống thông báo, thuần hóa ba con trúc cơ yêu thú thành công, trừ 15 vạn điểm tiềm long năng lượng. Cuối cùng thành công rồi, Giang Ngư Nhi bịch một tiếng tiếp đất, bày ra tư thế xoáy khí. Xem ra vẫn phải ta ra tay à, tiểu mập ngươi phải học hỏi nhiều chút mới được. Mà ba người Lâm Thiểm Nghệ lại không hề bị xoáy khí của anh ấy thu hút, ngược lại sợ hãi nhìn về phía anh ấy. Giang Ngư Nhi trong lòng hoang mang không thôi, đây chính là biểu tình sùng bái của các ngươi sao? Đột nhiên anh ấy cũng cảm nhận được có cái gì không đúng. Sau đó truyền đến một trận gió lạnh, Giang Ngư Nhi chậm chậm quay đầu, một thân ảnh khổng lồ đột nhiên xuất hiện trước mắt anh ta. Mẹ ơi, dọa cho đại gia suýt chút hồn bay phách tán rồi, thế mà lại là tam giới yêu thú linh viêm báo. Chỉ thấy trên đầu con báo khổng lồ, hai con mắt to như chuông đồng hiện ra u quang màu đỏ thẫm, răng nanh rậm rạp giống như muốn đâm xuyên một cái. Móng vuốt to lớn hung dữ như muốn bổ về phía Giang Ngư Nhi. Mặt đất nhất thời bị nổ tung, ba người Giang Ngư Nhi trực tiếp bị nổ bay cao 800 mét. Lâm Thiểm Nghệ một bên che váy nghiêm phòng bị lộ hàng, một bên hỏi đại sư huynh làm thế nào đây. Giang Ngư Nhi lộ ra biểu tình tự tin, sau đó hít một tiếng lảnh lót, ba con xích viêm báo bay lên trời, vững vàng tiếp được Giang Ngư Nhi và Lâm Thiểm Nghệ. Mà tiểu mập lại không có ngồi vững, chỉ là bắt được đuôi con báo. Linh viêm báo đằng sau lại không để cho hắn có cơ hội leo lên. Tiểu mập mặt tiếp đất, bị xích viêm báo kéo cả một đường tia lửa điện. Đại sư huynh mau cứu ta a! Giang Ngư Nhi thầm kêu xui xẻo, thật là một tên ngốc. Sau đó dứt khoát bắn một cái, tiểu mập bị lực xung kích bắn lên, vững vàng rơi trên người báo con. Ba người liên tục chạy trốn, nhưng mà bọn họ lừa gạt đám con của linh viêm báo, nó nhất định sẽ đuổi tận không tha, làm sao đây? Hơn nữa linh viêm báo kim đan kỳ, sức chịu đựng có thể so với ba con báo con chúng ta đang cưỡi càng tốt hơn. Sớm muộn cũng bị đuổi đến, Giang Ngư Nhi lại là ánh mắt kiên định. Yên tâm đi, ta sớm đã nghĩ ra đối sách rồi, chúng ta gây họa dẫn dụ, mượn dao giết người. Sau đó chỉ huy xích viêm báo quay lại, một sự chuyển rời hoàn mỹ, ba người chạy quay về. Mà lúc này trong rừng rậm, một đạo thân ảnh màu tím đang bay nhanh tới. Người này chính là phiên tử một đường đuổi tới. Chính lúc cô ta đang đau đầu bị mất dấu Giang Ngư Nhi, thật không ngờ ba đạo thân ảnh quen thuộc lại xuất hiện dưới chân mình. Ha ha, Giang Ngư Nhi, thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại tự tới. Xem ngươi còn có thể chạy đi đâu nữa, phi người một cái liền chặn đường đi ba người Giang Ngư Nhi. Giang Ngư Nhi lại lớn tiếng hét lên, ngươi thế mà lại cướp lời thoại của ta, tiểu tử thối cứng miệng, chính là không biết chỗ khác có cứng như thế không. Nói xong liền chính là vô số chuôi phi lôi tiêu bắn ra, trên mặt đất đập ra khói bụi mù mịt. Giang Ngư Nhi hạ lệnh một tiếng, xích viêm báo vọt tránh, nháy mắt liền không thấy tung ảnh. Phiên tử ổn định lại cảm nhận được không đúng. Sau khi khói mù tản hết, một con yêu thú khổng lồ xuất hiện trước mặt cô ta. Phiên tử đổ mồ hôi lạnh, không hay, thế mà lại là linh viêm báo. Con báo lớn phẫn nộ hai mắt đỏ au, quả cầu năng lượng trong miệng nhanh chóng ngưng tụ. Loài người độc ác này thế mà lại dám đánh lén ta, ta phải lấy mạng chó của ngươi. Phiên tử đối mặt với cái miệng lớn đỏ máu cũng là kịp thời phòng ngự, hai bên lấy cứng đối cứng. Sau đó chính là trận nổ vang đất rung trời. Cường giả kim đan cảnh giao thủ cư nhiên lại khủng bố như vậy. Phiên tử và linh viêm báo nhất nháy mắt đã đánh ra mấy trăm chiêu. Những cú va chạm khủng bố khiến cho cả một khoảng trời đều đang run rẩy. Ba người Giang Ngư Nhi quan sát trận chiến bên dưới cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn kinh. Đại sư huynh, chúng ta còn không chạy trốn, một khi bọn họ phân ra thắng bại, chúng ta e là sẽ gặp họa. Giang Ngư Nhi lộ ra vẻ mặt tự tin, cái này chính là trai có đánh nhau ngư ông đắc lợi, lẽ nào đại sư huynh muốn làm ngư ông? Không sai, phiên tử và linh viêm báo thế sức ngang nhau, cuối cùng chắc chắn sẽ lưỡng bại câu thương, đến lúc đó liền do chúng ta gây khó dễ. Lâm Thiểm Nghệ nhất thời biến thành tiểu mê muội, đại sư huynh quả nhiên gian xảo, mưu sâu kế hiểm, quả thực khiến người ta bội phục. Mà tiểu mập ở một bên xác thực cả mặt mông lung, các ngươi DNG nói cái gì, đại sư huynh muốn chuyển sang làm ngư phu, đây không phải uổng phí một thân tu vi sao? Chính lúc này, một cột ánh sáng kinh thiên xông thẳng lên trời, xem ra phải phân thắng thua rồi. Chỉ thấy trên đất đầy dãy vết tích tan hoang, một người một thú đối xứng, hai bên đều nhận ra được đối phương không dễ chọc, nhân lúc cô ta bệnh phải lấy mạng cô ta. Giang Ngư Nhi đột nhiên vọt từ trên không, miệng hét lớn, phiên tử ngươi đã thân mang trọng thương, chịu chết đi. Nhìn thấy công kích thẳng tắp mà tới, phiên tử nội tâm thầm nghĩ, ban đầu lúc toàn thắng, đối diện với một kích tàn lực của Giang Ngư Nhi đều chịu một chút nội thương. Hiện nay ta cùng linh viêm báo đấu tới lưỡng bại câu thương, đòn đánh lén của Giang Ngư Nhi sợ là phải toi mạng. Phiên tử lập tức làm ra một quyết định, anh hùng không chịu thiệt trước mắt, Giang Ngư Nhi người đợi đó, ta sớm muộn gì cũng phải khiến ngươi chết không có chỗ chôn thân. Sau đó hóa thành một đạo ánh sáng tím biến mất. Giang Ngư Nhi tích lực phát một kích bổ giữa không trung, coi như ngươi chạy nhanh.
Tiểu Mập nghi hoặc hỏi, đại sư huynh vì sao không đuổi theo, ta thấy phiên tử đã là nỏ mạnh hết đà, hôm nay chính là lúc giải quyết cô ta tốt nhất. Kim đan cảnh cường giả không phải là dễ giết như thế, chỉ cần kim đan không diệt, cô ta liền có thể chết mà hồi sinh. Nếu như bức ép cô ta tự bạo kim đan, chúng ta đều đi đời. Quả nhiên vẫn là đại sư huynh suy nghĩ chu toàn, Tiểu Mập một màn nên nọt xuất sắc. Mà nội tâm Giang Ngư Nhi thật sự lại nghĩ là muốn nhân lúc Linh Viêm báo trọng thương, dùng ngự thú quyết khống chế nó. Có một con yêu thú tương đương với kim đan kỳ làm vật cưỡi, nghĩ thôi cũng cảm thấy uy phong rồi. Lúc này Linh Viêm báo đã ngã không dậy nổi. Bất quá một loạt lời phía sau của Tiểu Mập lại khiến Giang Ngư Nhi như sét đánh ngang tai. Chỉ nghe hắn ta nói, nếu như đại sư huynh trói chặt phiên tử, đồng dạng dùng ngự thú quyết đối với cô ta, một kim đan kỳ trưởng lão làm sủng vật, vậy chúng ta há không phải là có thể đê y ngang hay sao? Giang Ngư Nhi khuôn mặt dữ tợn, thằng nhãi con ngươi sao không nói sớm? Một con súc sinh và một cái mỹ nữ, thằng ngốc đều biết chọn như thế nào. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Lâm Thiểm Nghệ không hiểu phong tình đánh gãy mạch suy nghĩ của hai người. Các ngươi đừng nháo nữa, con Linh Viêm báo này phải làm thế nào đây? Đã mất đi một cái tốt nhất, chỉ có thể lui mà cầu lần sau thôi. Mà lúc này nhìn thấy Linh Viêm báo bị thương, ba con xích viêm báo nhao nhao lại gần dùng đầu lưỡi liếm mặt mẹ chúng.